đề quý trời cho. Chương 1341, thân thế của Tiểu Nguyệt. Minh Nguyệt Các, đây là nơi ở của Tiểu Nguyệt tại Thương Nguyên giới. Nơi này bốn phía cực kỳ tĩnh lặng, trên mặt đất còn bao trùm bởi linh khí với sương mù hòa lẫn vào nhau, huyền ảo không khác gì tiên cảnh, nhưng cũng chính vì vậy mà càng làm nổi bật thêm vẻ hưu quạnh và cao ngạo của Minh Nguyệt. Lúc này từ Tuyết Nhi đi đến lầu dưới của Minh Nguyệt Các. Đại công chúa hai thị nữ đứng ở cửa minh nguyệt các lên tiếng các cô lui xuống tôi tìm tiểu nguyệt có việc hai chị em chúng tôi có chuyện riêng cần nói từ tuyết nhi cười nói hai thị nữ gật đầu vâng lời sau đó bước ra bên ngoài và đóng cửa lại lúc này nụ cười trên gương mặt từ tuyết nhi phút chốc thay đổi mặt cô có phần khó chịu hơn có sải bước chân dài đến cầu thang đi đến tầng trên cùng tiểu nguyệt đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường mềm mại mấy ngày nay cô vừa mới hấp thu bí thuật của thương nguyên giới, tàn hồn cũng đã dần hồi phục vào thân thể cô, chỉ có điều so với trước đây, hơi thở của cô vẫn còn yếu, cơ thể cũng yếu hơn trước rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy hình ảnh dưới vách núi tối đen ở rừng rậm sương mù, Lâm Thanh Diện dơ cao bảo kiếm hướng đâm thẳng về phía mình. Lâm Thanh Diện chết tiệt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở về tìm anh để báo thù. Trong khi Tiểu Nguyệt lầm bầm trong miệng, ngực cô bất chợt cảm giác khó chịu dâng lên, cô nhịn không được ho khan vài tiếng. Audio điện tử võ tấn bền Hải hà, lấy giúp tôi ly nước, Tiểu Nguyệt nói. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, từ tuyết nhi nhíu mắt chậm rãi bước vào. Chị, chị, sao chị lại ở đây? Bọn Hải hà đâu? Tiểu Nguyệt kinh ngạc lên tiếng. Cô đã nằm trên giường được mấy ngày, vậy mà đây là lần đầu tiên chị ruột của cô xuất hiện ở đây sao, tôi không thể tới đây sao? Từ Tuyết Nhi bình thản hỏi lại, đồng thời đi thẳng hướng đến chỗ Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nhìn từ Tuyết Nhi với ánh mắt cảnh giác, cô cố gắng ngượng ngồi dậy, ánh mắt cô lạnh như băng. Ồ, có thể ngồi được rồi à, xem ra cô cũng ngồi phục nhiều rồi á, à? từ Tuyết Nhi cười nói. Mời chị ra ngoài, thu hồi lại kiểu cười khiến người ta ghê tởm đó đi, chị không cần phải giả tạo trước mặt tôi, Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Nụ cười trên gương mặt Từ Tuyết Nhi tan biến, cô tưởng tôi muốn đến đây lắm sao? Tôi hỏi cô, cô biết được bao nhiêu về kiếm trảm tiên? Kiếm trảm tiên? Tiểu Nguyệt nhíu mày lại, trong lòng cô thầm lầm bầm, đó không phải bảo kiếm của Lâm Thanh Diện sao? Sao Từ Tuyết Nhi lại biết? Chính xác, cô biết gì về kiếm trảm tiên, hiện ai đang sử dụng kiếm trảm tiên, nguyên thần của ma thần Tu La đã bị hủy diệt chưa, cô mau nói cho tôi biết. Từ Tuyết Nhi bước lên phía trước hỏi với ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Tiểu Nguyệt nhìn từ Tuyết Nhi, cô thấy dáng vẻ hồi hộp lo lắng của từ Tuyết Nhi, đoán chắc đây là chuyện rất quan trọng. Chị đừng tưởng tôi không biết chị đang mưu tính gì, tôi nghĩ chắc chị đến hỏi dùm ba đúng không? Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói. Đúng thì sao, cô mau nói cho tôi biết, tôi còn phải về báo lại cho ba biết, từ Tuyết Nhi nói. Tiểu Nguyệt gần giọng từ Tuyết Nhi, trước giờ chị giỏi nhất là lợi dụng cướp công người khác về phần mình, từ nhỏ chị đã như vậy, lúc nào cũng đè đầu tôi, đặc biệt là trước mặt ba, chị khiến cho ba cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là công lao của cô. Vậy thì đã sao nào, cô mau nói đi, từ Tuyết Nhi nói. Tiểu Nguyệt nhìn từ Tuyết Nhi với ánh mắt lạnh lùng, tôi hôm nay sẽ không nói cho chị biết cái gì hết, tôi sẽ tự nói với ba, tôi sẽ cho ba biết, con gái nhỏ của ba không phải đứa vô tích sự như ba nghĩ. Nói xong, Tiểu Nguyệt dùng sức lớn tiếng hô, hải hà, vân phàm. Đỡ tôi dậy, tôi phải ra ngoài nhưng cô kêu hai tiếng mà dưới lầu không có động tĩnh gì. Từ Tuyết Nhi cười nói, hai người họ đã bị tôi sai đi ra ngoài rồi, bây giờ ở đây chỉ có tôi với cô thôi, mau nói, bằng không tôi không biết tiếp theo tôi sẽ gây ra chuyện gì cho cô dâu nhé. Tiểu Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, người chị này của cô từ lúc bước vào cửa đến giờ, cô ta hoàn toàn không để ý đến bệnh tình của cô, mục đích của cô ta chỉ có một, đó chính là mọi cho được thông tin mà cô muốn biết, sau đó quay về chỗ từ Bách Tranh để lập công hơn nữa người chị này của cô lại rất giỏi miệng lưỡi từ bách tranh lại rất thích kiểu cách nói chuyện của cô nếu không thì từ bách tranh cũng sẽ không để tiểu nguyệt ở minh nguyệt các hưu quạnh này còn từ tuyết nhi lại được ở trong cung điện tiểu nguyệt đừng trách tôi không nhắc cô lần này cô may mắn không chết là do cô tốt số cô có biết là chuyện cô tự ý rời khỏi thương nguyên giới vốn đã là tội chết hôm nay cô nói thì nói mà không nói cũng phải nói từ tuyết nhi nói chị đừng dọa tôi, tôi từ Nguyệt không phải người dễ bị dọa đâu. Tiểu Nguyệt lạnh lùng nói, ba vốn dĩ không công bằng, tôi nhỏ tuổi hơn chị, nhưng ông lại gấp rút muốn tôi gã chồng, còn sắp xếp hôn sự cho tôi, còn chị, ông ta chưa từng dự tính chuyện hôn sự của chị, ông ấy giữ chị bên cạnh mình, như vậy không phải là bất công lắm sao. Chuyện này cũng hết cách, ai biểu ba yêu thích tối hơn. Từ Tuyết Nhi có chút đắc ý nói, tôi biết, cô đã vì thương nguyên giới làm không ít chuyện, nhưng chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu nói này sao? Làm càng nhiều thì bị mắng chửi càng nhiều. Mau nói, lòng kiên nhẫn của tôi có hạn đó. Tôi không nói, chỉ có giỏi thì giết tôi đi. Tiểu Nguyệt hạ quyết tâm, giờ phút này cô mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thân tình mong manh. Cô tưởng rằng tôi không dám sao. Giết cô thì cũng không ai dám nói gì. Từ tuyết nhi tức giận lên tiếng, cô rút ra cây dao găm nhỏ, từng bước từng bước tiến gần về hướng tiểu nguyệt. Cô tin không, cho dù tội giết cô, ba cũng sẽ không trách phạt tôi." Từ Tuyết Nhi nói với dáng vẻ hiểm ác. Tiểu Nguyệt nhíu mày, cô dùng sức vận khí, nhưng với cơ thể suy yếu như cô lúc này thì lấy đâu ra sức lực, cô bây giờ không khác gì người bình thường. "Giờ cô nói tôi nghe thông tin của Kiếm Trảm Tiên, tôi có thể tha chết cho cô." Cô nằm mơ, dù sao thì tôi cũng đã chết một lần rồi, cô nghĩ tôi sẽ sợ sao? Tôi chỉ tiếc là Lâm Thanh Diện giết tôi không chết mà người giết chết tôi lại là chị ruột của mình." Tiểu Nguyệt nói, nào ngờ nghe xong lời cô nói, Từ Tuyết Nhi lớn tiếng cười, "Ha ha, Tiểu Nguyệt, có đôi khi tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự vô tư của cô, tôi không biết là cô khờ thật hay giả khờ." "Chị nói gì?" Tiểu Nguyệt lạnh lùng hỏi lại. "Hừ." Từ Tuyết Nhi nói với giọng dè bỉu, dù sao thì cô cũng là người sắp chết, không ngại nói cho cô biết một bí mật, "Cô có biết vì sao từ nhỏ ba đã ghét cô rồi không?" Tiểu Nguyệt nhìn Từ Tuyết Nhi với dáng vẻ khó hiểu, thực tế thì đây là câu hỏi mà đã rất nhiều lần cô tự hỏi mình. Đó là bởi vì, năm xưa khi cô ra đời, cô khiến cho người phụ nữ mà ba yêu thích nhất mất máu quá nhiều mà qua đời, vậy cô nói, ba có thể không oán hận cô sao? Trong mắt ông, cô chính là người mang xui xẻo. "Chị nói bậy." Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói, "Rõ ràng mẹ của chúng ta vẫn còn sống." "Đó là mẹ của tôi, không phải của cô." từ tuyết nhi lớn tiếng nói mẹ ruột của cô đã chết từ sớm rồi cô hiểu không mẹ của tôi đã chết rồi tiểu nguyệt sững sờ có nằm mơ cô cũng không nghĩ sẽ có chuyện như vậy thì ra mẹ của cô là vì sự ra đời của cô mà chết mà cũng vì vậy từ bách tranh từ khi tiểu nguyệt còn rất nhỏ đã không thích cô giờ thì cô không còn gì để nói nữa đúng không thương nguyên giới chúng tôi nhà họ từ chúng tôi có thể nuôi cô đến bây giờ gọi cô một tiếng công chúa đã là rất tử tế với cô rồi từ tuyết nhi nói với giọng khinh miệt cô chẳng qua là kẻ dư thừa mà thôi tôi tôi là kẻ dư thừa tiểu nguyệt lầm bầm trong miệng vẻ mặt nghiệt ra đúng vậy trên thế giới này không nỗi hận nào vô duyên vô cớ cả ngày cô ra đời đã định sẵn bi kịch rồi cho dù cô có vì thương nguyên giới làm nhiều việc hơn nữa thì cũng không bù đắp lại được tôi khuyên cô nên nói cho tôi biết nếu không thì tôi sẽ thanh lý môn hộ dùm nhà họ từ chúng tôi từ tuyết nhi nói mà không chút khách sáo Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của Từ Tuyết Nhi, cô bình thản nói: Nếu Thương Nguyên Giới không có chỗ cho tôi, vậy thì sao tôi phải coi đây là nhà? Ha ha, câu này là do cô nói nhé. Ngoại trừ Thương Nguyên Giới, còn nơi nào có chỗ cho cô? Từ Tuyết Nhi lạnh lùng cười nói, cô nắm chặt cây dao găm trong tay và tiến về phía Tiểu Nguyệt. Giờ điều duy nhất mà cô có thể làm đó là ngoan ngoãn nghe lời tôi. May ra tôi còn bảo đảm cô có thể sống thoải mái thêm vài năm nữa, nếu không thì. Đúng lúc này, dưới lầu có tiếng bước chân vọng lên. Từ tuyết nhi vội vàng giấu cây dao găm trong tay mình, tiếng của Tống Nghĩa và Triệu Nhân vang lên. Đại công chúa, giới chủ lệnh tôi đến tìm hiểu xem sự việc đã xử lý suôn sẻ chưa. Đồ chết tiệt, từ tuyết nhi chửi thầm, sau đó cô nhìn Tiểu Nguyệt nói, hôm nay cô may mắn, nhưng không phải lần nào cô cũng may mắn như vậy đâu, dứt lời, trên mặt cô liền lộ ra nụ cười tươi, sau đó cô mở cửa phòng ra. Bên trong chúng thần điện, Trải qua một ngày ròng rã khẩn trương phục hồi đường núi, mấy người nhóm Lâm Thanh Diện đã trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Tước chắc điện chủ giờ đang rất mệt, hay cô vào phòng xoa bóp anh ấy đi? Huyền Vũ trêu gẹo nói. Muốn đi thì anh đi đi. Chu Tước tức giận nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Sau nửa đêm, một sáng người Diễm Lệ xuất hiện trước cửa phòng của Lâm Thanh Diện. Lúc này mọi người của chúng thần điện đều đã ngủ say, vì vậy nên bên ngoài đặc biệt yên tĩnh chu tước bưng một khay trà trên tay trong khay có vài món điểm tâm trông cô có chút do so dự khi đứng bên ngoài cửa phòng của lâm thanh diện thôi bỏ đi chắc anh ấy ngủ rồi chu tước lầm bầm trong miệng vừa lúc cố định đặt khay trà xuống trước cửa phòng lâm thanh diện rồi rời đi bèn nghe được giọng nói của lâm thanh diện từ bên trong vọng ra ai đang đứng ngoài cửa vừa dứt lời cửa phòng mở ra tốc độ nhanh như vậy khiến cho chu tước không khỏi giật mình điện điện chủ anh chưa ngủ sao Chu Tước khẩn trương nói. mươi 1342, nâng cao thực lực. Tôi chỉ cần nghỉ một lúc là được rồi, không cần ngủ quá lâu, hết cách, còn trẻ mà, Lâm Thanh Diện cười nói, nhìn khai trà trong tay đối phương, cô đang. À, tôi đang nghĩ ban ngày ba người các anh tiêu hao quá nhiều hồn lực rồi, sau khi tỉnh dậy nhất định sẽ đói, nên đã chuẩn bị một ít bánh ngọt và trà. Ô, Lâm Thanh Diện gật đầu, cô đang nói, cô chuẩn bị cho ba người chúng tôi sao? Đương nhiên rồi, không phải anh cho rằng tôi chỉ chuẩn bị cho mình anh thôi chứ?" Chu Tước nói, Lâm Thanh Diện nhếch miệng, chỉ vào khay trà nói, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chuẩn bị trà cho ba người mà chỉ mang theo một cái cốc, còn có phần bánh ngọt này nữa, hình như cũng hơi ít quá rồi đó, chỉ đủ một người ăn." Nghe Lâm Thanh Diện nói như vậy, sắc mặt Chu Tước hơi ửng đỏ. Cô trực tiếp đưa khay trà trong tay mình cho Lâm Thanh Diện, cúi đầu nói, "Không còn sớm nữa." Tôi cũng nên trở về nghỉ ngơi rồi, mong điện chủ cũng về phòng đi." Nói xong, Chu Tước quay người rời đi. Lâm Thanh Diện bất lực lắc đầu, nhìn bóng lưng Chu Tước cười khổ. Người phụ nữ này, rõ ràng là cô đang làm phiền anh, bây giờ lại làm như anh đang làm phiền cô vậy. Anh cầm một miếng bánh ngọt tinh tế cho vào miệng, bánh ngọt này đúng là rất ngon. Dù sao cũng không ngủ được, Lâm Thanh Diện đặt khay trà trong phòng rồi đi ra ngoài bên ngoài chúng thần điện là dãy núi Côn Luân khiến người ta thấy sợ hãi. Đây là nơi thần bí nhất của nước C, có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra ở đây. Bây giờ, Lâm Thanh Diện ngồi ở dưới đất, có cảm giác của thần hồn, anh có thể cảm nhận rõ ràng được đường hầm xung quanh không có gì khác thường cả. May mà còn có kiếm trảm tiên. Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy được sự ghê gớm của ma thần Tu La năm đó chỉ dựa vào một cây kiếm chảm tiên mà có thể khiến người của thương nguyên giới sợ hãi ngừng phá hủy đường hầm, nếu nguyên thần của ma thần tiêu la chưa bị tiêu diệt, người của thương nguyên giới sẽ hoàn toàn không dám tới xâm phạm. Lâm Thanh Diện đứng dậy, nhìn dãy núi Côn Luân hùng vĩ, ánh trăng trên bầu trước mắt, có một nguồn khí mạnh mẽ sản sinh ra. Anh đã được thừa kế toàn bộ từ ma thần Tu La, hơn nữa khi anh đạt đến thần cảnh thì còn trẻ hơn ma thần Tu La năm đó rất nhiều. Điều này khiến Lâm Thanh Diện có lý do tin vào bản thân mình, có thể hoàn thành chuyện riêng giống ma thần Tu La năm đó. Hơn nữa, chúng thần điện và trảm tiên minh là hai tổ chức có tu vi cao nhất đại diện cho nước C lúc này đều đã được anh sử dụng. Hơn nữa anh cũng là người thống trị tuyệt đối của trảm tiên minh và chúng thần điện. Có một đám người có thiên phú tuyệt vời như vậy đi theo mình, Lâm Thanh Diện nghĩ tình cảnh của anh tốt hơn so với ma thần Tu La năm đó rất nhiều. Tuy anh cũng biết, trải qua hàng trăm năm, những người mạnh ở Thường Nguyên giới bên kia cũng nhiều hơn hàng trăm năm trước rất nhiều, nhưng Lâm Thanh Diện tự tin rằng, chỉ cần thực lực của anh đủ mạnh, mọi người có thể đoàn kết với nhau, nhất định có thể chống được kẻ địch mạnh tới xâm phạm. Đã đến lúc nâng cao thực lực của mình rồi, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Anh nhớ tới trước kia Tân Trường Sinh thất bại trong việc cướp thần hồn của anh, sau đó anh đã giành được nửa còn lại của cuốn Huyền Công từ mộ Tần Vương. Nửa trước của Huyền Công ban đầu là ông nội của Giang Thu Nguyệt tặng cho anh không phải một số môn pháp điều chỉnh hơi thở, Lâm Thanh Diện đã tu hành xong nửa phần trước của huyền công một cách hoàn hảo. Đây cũng là lý do mà binh khí do anh dùng huyền công huyễn hóa ra lại mạnh hơn những binh khí được huyễn hóa bởi nội kinh bình thường rất nhiều. Hơn nữa nửa sau của cuốn huyền công phải đợi đạt tới thần cảnh mới có thể bắt đầu tu hành. Mà Lâm Thanh Diện bây giờ đã đạt tới thần cảnh, đương nhiên có thể bắt đầu việc tu hành nửa sau của huyền công được rồi. Dưới ánh trăng, Lâm Thanh Diện cẩn thận mở cuốn sách cổ này ra chữ trên sách cổ vẫn là chữ trước kia của nước c may mà lâm thanh diện học lực uyên bác không tốn quá nhiều sức để đọc vừa đọc tới câu thứ nhất lâm thanh diện đã hoàn toàn bị những điều cuốn sách này nhắc tới thu hút trước kia lấy được nửa sau của cuốn huyền công này lâm thanh diện vẫn không để ý tới nhưng bây giờ tu vi của anh ngày càng cao anh cũng cảm nhận được càng sâu sắc việc tu hành vì vậy sự hiểu biết của anh với huyền công cũng càng thấm sâu hơn vừa đọc Lâm Thanh Diện đã không có ý định dừng lại, đọc mãi cho đến khi mặt trời mọc. Bên ngoài phòng của Lâm Thanh Diện ở chúng thần điện, cửa phòng mở ra, Chu Tước đứng ở cửa, cô ta vừa nhìn đã thấy khai đồ ngọt hôm qua lúc này vẫn đang ở trên bàn trong phòng của Lâm Thanh Diện. Người này, chỉ ăn mỗi một chút như vậy, chẳng lẽ mình làm không ngon sao? Lâm Thanh Diện nghĩ, lúc này, trong phòng trống rỗng không có một ai. Ấy, đây không phải bánh tô hương sao? Đúng lúc này, có một giọng nói vang lên sau lưng chu tước đám người bạch hổ không biết đã xuất hiện phía sau cô ta từ lúc nào huyền vũ đi vào phòng của lâm thanh diện trước cầm miếng bánh ngọt tinh tế trong khay lên nhìn chu tước cười đùa nói chu tước bánh tô hưng này là cô làm đúng không là tôi làm thì sao chu tước hung dữ nói hi hi bánh tô hưng là món ngọt sở trường của cô mấy người chúng tôi ở với cô bao nhiêu năm như vậy chưa từng có một lần may mắn được ăn thử tôi nhớ cô từng nói người có thể được ăn món bánh tô hưng do đích thân cô làm vậy người đó chắc chắn là người trong lòng cô đúng không anh chu tước tức giận đánh huyền vũ nhưng lại bị huyền vũ khéo léo tránh đi tôi từng nói rất nhiều thứ sao anh lại chỉ nhớ mỗi câu này chứ chu tước đỏ mặt bực bội nói không phải anh muốn ăn sao vậy cho anh ăn hết đó thôi đi tôi không dám ăn để lại cho người trong lòng của cô trở về ăn thì hơn huyền vũ chiêu chọc nói lại khiến chu tước ngại ngùng Cô ta đuổi đánh Huyền Vũ vòng quanh cái bàn. Được rồi, hai người đừng gây chuyện với nhau nữa, Thanh Long vô cùng uy nghiêm đứng giữa bốn người nói, phòng này trống không, không thấy điện chủ đâu, chẳng lẽ anh ấy đi rồi sao? Đi rồi, ba người còn lại có chút kinh ngạc, Chu Tước vội nói, không thể nào, tối qua tôi mới tới đây, điện chủ không có ý muốn rời đi mà. Ồ, hóa ra tối qua có người nhân lúc bọn tôi rời đi thì mang đồ ngọt tình yêu đến đây cho điện chủ ăn. Huyền Vũ chỉ vào Chu Tước, cười khúc khích nói: "Huyền Vũ chết tiệt này, anh không nói không ai bảo anh câm đâu." Chu Tước vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Thanh Long bất lực lắc đầu, Chu Tước là người phụ nữ duy nhất trong bốn người bọn họ, chỉ có tuổi tác của Huyền Vũ xem xem với cô ta, hai người trêu đùa nhau cũng rất bình thường. "Được rồi hai người này, chúng ta nên đi tìm điện chủ trước đi, Tiền Bối Lý và Trưởng lão Quý đã ở trong điện đợi lâu rồi." Bạch Hổ tiến đến nói. Chu Tước và Huyền Vũ không gây chuyện nữa, gật đầu. Lúc bốn người chuẩn bị đi tìm Lâm Thanh Diện thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã quay lại. Xem Huyền Công cho đến tận bây giờ nhưng Lâm Thanh Diện lại không có chút mệt mỏi nào cả, ngược lại còn tràn đầy sức lực. "Ngại quá, để mọi người đợi lâu rồi." Lâm Thanh Diện cười nói. "Điện chủ." Bốn người đồng thanh nói. "Bây giờ chúng ta sẽ tới đại điện, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với mọi người." Nói xong, Lâm Thanh Diện đi vào đại điện trước chỉ có chu tước ở phía sau là u sầu không vui. Chẳng lẽ, bánh tô hưng do tôi làm thật sự rất khó ăn sao? Sau khi tới đại điện, Lâm Thanh Diện chắp tay chào Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh. Sau khi nghỉ ngơi một buổi tối, Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh đã khôi phục là tinh lực, khiến người ta thấy vui lòng hơn là, sau khi lấy được hai viên đan dược do thầy luyện đan tạo ra, sức khỏe của Lý Mộ Bạch cũng trở nên tốt hơn, bây giờ có thể ngồi cùng với người bình thường, không cần phải đi ra sau núi Tĩnh Dưỡng nữa rồi. Mọi người đều đã đến cả rồi à?" Ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo ý cười nhìn mọi người. Sau chuyện ngày hôm qua, Lâm Thanh Diện đã trở nên vô cùng uy nghiêm với những người này rồi, bây giờ cả cái chúng thần điện này không một ai dám làm trái lại ý của Lâm Thanh Diện. "Chuyện hôm qua mọi người cũng thấy cả rồi, bây giờ chuyện chúng ta cần làm chính là làm lớn mạnh đội ngũ, nâng cao thực lực của chúng ta." Lâm Thanh Diện nói lý mộ bạch và quý trường thanh gật đầu đồng ý chỉ là nên làm lớn mạnh đội ngũ thế nào quý trường thanh hỏi lâm thanh diện mỉm cười nói trưởng lão quý chẳng lẽ ông đã quên bảng treo thưởng của chúng thần điện chúng ta rồi sao hả quý trường thanh có chút khó hiểu lâm thanh diện đứng dậy nói người trên bảng treo thưởng của chúng thần điện đều là người có tu vi tốt bắt đầu từ ngày hôm nay mọi người sẽ đi khắp nước c đưa những người trên bảng treo thưởng này trở về chúng thần điện nhưng mà đưa về rồi thì sao? Quý trường thanh hỏi. Lâm thanh diện bình tĩnh nói, nếu họ bằng lòng gia nhập chúng thần điện của chúng ta, chúng ta sẽ giữ lại, nếu họ không bằng lòng thì có thể giết ngay tại chỗ. chương 1343, truyền thụ. Lý mộ bạch nghe xong, thì trả lời trước, Lâm thanh diện nói đúng. Thương nguyên giới sắp xâm chiếm rồi, giờ chính là lúc chúng ta dùng người, nên không cần tính toán nhiều như thế. Tôi thấy, khoảng thời gian này, chúng ta cứ làm theo lời Lâm Thanh Diện, truy kích người chúng thần điện treo giải thưởng trên bảng trước, nhưng... Lý lão tiền bối muốn nói gì thì cứ việc nói thẳng, lâm thanh diện nói. Lý mộ bạch gật đầu nói tiếp, nhưng hầu hết những người treo giải thưởng trên bảng đều là cực kỳ gian ác, lão phu sợ bọn họ giả vờ gia nhập vào chúng ta, chứ không hề thật lòng, nên tôi nghĩ, đợi tất cả bọn họ đưa tới chúng thần điên rồi, hãy cho họ uống thuốc độc, nhưng loại độc này không thể giết họ trong tích tắc, chỉ cần uống thuốc giải đúng thời hạn thì có thể trì hoãn thời gian phát tán độc tính như vậy chúng ta có thể khống chế bọn họ tốt hơn lâm thanh diện khẽ cười quả nhiên gừng càng già càng cay chiêu này của lý mộ bạch làm mấy người bị truy nã treo giải thưởng trên bảng không dám không nghe theo nếu vậy thì thanh long bạch hổ huyền vũ lâm thanh diện hộ ba người bước lên phía trước cung kính nói điện chủ có gì căn dặn ạ ba người mau xuất phát cũng có quyền sử dụng người trong chúng thần điện thời hạn là 10 ngày, bắt hết người treo giải thưởng trên bảng tới đây. Lâm Thanh Diện căn dặn. Thuộc Hạ Tuân Mệnh, ba người đồng thanh đáp. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện bình tĩnh, ba người này đều đã đạt tới hóa cảnh, nên trên đời này, hiếm có người bình thường nào là đối thủ của họ. Để cho ổn thỏa, tôi sẽ truyền thụ cho ba người một môn võ công, nhưng nó cần ba người cùng nhau hợp lực. Lâm Thanh Diện nói. Ban đầu khi được ma thần Tu La truyền thụ, Lâm Thanh Diện đã học được một môn tinh bản thức, những môn võ công này cần nhiều người cùng nhau kết hợp mới có thể phát huy công lực lớn nhất của nó mà lâm thanh diện luôn cô độc không có cơ hội sử dụng giờ anh truyền lại cho mấy người thanh long là thích hợp nhất mấy người thanh long vội đi tới trước mặt lâm thanh diện thần hồn lâm thanh diện phân tán lần lượt truyền thụ tinh bản thức cho từng người mấy người thanh long cảm nhận được sự kỳ diệu của tinh bản thức nên ai cũng lộ ra vẻ mặt phấn khích có chiều này rồi chỉ cần ba người không tách ra thì dù phải đối mặt với cường giả thực lực hóa cảnh đỉnh phong, cũng có thể mạnh mẽ chiến đấu. Lâm Thanh Diện tự tin nói. Cảm ơn Điện Chủ, giờ mấy người Thanh Long đã phục Lâm Thanh Diện sát đất, bọn họ cảm thấy, bất kỳ món đồ gì anh đưa ra thế giới bên ngoài, đều có thể gây chấn động. Ba người mau xuất phát đi, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 10 ngày, thì ba người sẽ lập được một công lớn, Lâm Thanh Diện nói. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức, nói xong, ba người cùng xoay người định rời đi. Khoan đã. Đúng lúc này, Chu Tước luôn đứng bên cạnh suốt Sáng nói, "Điện chủ, tại sao cậu chỉ cho ba người bọn họ đi, còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn đi làm chút chuyện." Lâm Thanh Diện khẽ cười nhìn Chu Tước, "Ba người bọn họ đi là đủ rồi, không cần cô cũng đi theo." "Điện chủ, tôi." Chu Tước rất tức giận, cô nhìn Lâm Thanh Diện nói, "Tôi biết rồi, rõ ràng hôm nay cậu đang lấy oán báo ơn." "Ồ, tôi lấy oán báo ơn?" Lâm Thanh Diện nhìn Chu Tước, lúc người phụ nữ này tức giận trông rất đáng yêu. Đúng vậy, Chu Tước bĩu môi nói, hôm đầu tiên cậu tới chúng thần điện, chính tôi đã sát hại cậu, có phải cậu cảm thấy tôi sát hại cậu quá hà khắc, nên giờ cậu dùng thân phận điện chủ để chèn ép tôi, đúng không? Chu Tước, không được hốn, Thanh Long nói, rồi nhìn Lâm Thanh Diện, điện chủ thứ tội, là do ngày thường Chu Tước được chúng tôi chiều hư, chứ bản tính cô ấy không như thế. Lâm Thanh Diện khoát tay, nhìn chu tước cười nói nếu cô nói thế chẳng phải cô cũng đang ngầm thừa nhận trước đây cô thật sự có ý làm khó tôi hả tôi chu tước nhất thời nghẹn họng ai bảo lần đầu tiên cậu tới đây hống hách như thế lâm thanh diện khẽ cười cũng không để tâm nữa chỉ nói với chu tước rằng tôi không cho cô đi cùng ba người bọn họ là vì tôi cần cô đi làm một chuyện nghe lâm thanh diện nói thế chu tước không che giấu nổi sự phấn khích trong lòng hả cậu nói thật chuyện gì thế lâm thanh diện nhìn mọi người rồi lớn tiếng nói lúc nãy tôi đã nói rồi giờ chúng ta có hai chuyện phải làm một là phát triển đội ngũ của mình hai là tăng tu vi bản thân bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ bế quan bế quan mọi người kinh ngạc lâm thanh diện gật đầu tối qua sau khi xem xong huyền công anh đã cảm nhận sâu sắc sự kỳ diệu trong đó hơn nữa anh cũng biết nếu anh có thể luyện đến nửa phần sau của huyền công thì chắc chắn có thể tăng tu vi của bản thân đúng vậy không những tôi mà quý trưởng lão và lý lão tiền bối cũng sẽ bế quan cùng với tôi lâm thanh diện nói với hai người bọn họ không biết hai vị trưởng lão có đồng ý không lý mộ bạch mỉm cười gật đầu ông thấy mắt lâm thanh diện sáng rực thì biết rõ chắc chắn anh đang nắm giữ thứ gì đó có thể nâng cao thực lực dù gì lâm thanh diện cũng mang tới quá nhiều điều thần kỳ cho họ được đúng lúc tôi cũng muốn nhận khoảng thời gian này cảm nhận hơi thở trong người mình một lát quý trường thanh vừa tiến vào thần cảnh nên muốn tiếp tục bình ổn hơi thở trong người mình. Nếu vậy thì mấy ngày tới công việc trong tổ chức phải làm phiền tần trưởng lão rồi. Lâm Thanh Diện nói với Tân Chính. Lão phu việc nghĩa chẳng từ Tân Chính đáp. Vậy còn tôi, cậu nói nhiều như thế, chẳng phải là muốn sắp xếp công việc cho tôi à? Chu Tước nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn cô, rồi lạnh nhạt nói, ba người chúng tôi bế quan, mà công việc hậu cần nhất định phải được đưa lên hàng đầu, nên tôi giữ cô lại để làm hộ pháp cho ba người chúng tôi hộ pháp chu tước nghe lâm thanh diện nói vậy thì cảm thấy nhiệm vụ này rất quan trọng đúng vậy tối qua tôi đã nếm thử bánh ngọt do cô làm thật sự rất ngon trong mấy ngày ba người chúng tôi bế quan cô sẽ là người chuẩn bị đồ ăn hàng ngày cho chúng tôi dù gì chỉ có ăn no mới có sức làm việc chắc cô không có ý kiến gì đúng không lâm thanh diện cười nói chu tước giận tím mặt nói chuyện nửa ngày cuối cùng mình lại trở thành người nấu cơm cho bọn họ. Mấy người huyền vũ cười trộm sau khi chào tạm biệt Lâm Thanh Diệt, thì xoay người rời khỏi chúng thần điện. Lý lão tiền bối, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Diệt nói. Lý mộ bạch khẽ vuốt dâu, rồi ba người cùng nhau rời khỏi chúng thần điện. Trong ngọn núi ở sau núi, lúc Lý mộ bạch biến thành tàn hồn, đã ở đây một thời gian dài. Giờ nơi này trở thành địa điểm tốt để ba cường giả thần cảnh đương thời bọn họ bế quan. Lý lão tiền bối, quý trưởng lão, chắc hai người cũng biết chuyện huyền công rồi, tối qua tôi một mình đọc hết nửa phần còn lại của huyền công, nên thu hoạch bội thu, tôi nghĩ nếu vậy thì không bằng để ba người chúng ta cùng nhau tập luyện, Lâm Thanh Diện nói. Lý Mộ Bạch khẽ cười nói, huyền công là một nội công rất huyền diệu, cậu có thể có được là duyên phận của cậu, chúng tôi không nên tranh giành nó với cậu. Đúng đó, tôi cũng cảm thấy thế, quý trường Thanh cũng tán thành nói. Hai vị đừng khách sáo, trước mắt tình thế đang cấp bách, huống hồ nếu huyền công thật sự có thể giúp chúng ta nâng cao thực lực, thì tại sao mọi người lại không vui vẻ nhận lấy? Lâm Thanh Diện nói, nhưng nếu hai người tu luyện, thì phải bắt đầu từ nửa phần trước. Nói xong, Lâm Thanh Diện nói ra nửa phần trước của huyền công. Quý Trường Thanh và Lý Mộ Bạch thấy thế cũng không từ chối nữa, bọn họ vốn là cường giả thần cảnh, nên học rất nhanh, hơn nữa bên cạnh bọn họ còn có Lâm Thanh Diện đã nắm giữ toàn bộ huyền công, nên những lúc gặp trắc trở bọn họ sẽ nhờ anh chỉ bảo ngay lâm thanh diện cũng chính thức bắt đầu tu hành nửa phần sau của huyền công anh mở ra trang thứ nhất là đại cương toàn bộ phần sau huyền công đại cương rất đơn giản chỉ đúc kết trong một câu kinh mạch tương thông cửu khiếu cửu khiếu tương thông thiên linh triều tối qua lâm thanh diện đã đọc hết nửa phần sau rồi nên anh biết toàn bộ phần này chỉ xoay quanh một câu đại cương đó giờ lâm thanh diện đã tiến vào thần cảnh nên kinh lạc đã được đả thông, nhưng giữa các đường kinh lạc thì không thể tùy ý thông nhau. Kinh mạch tương thông cửu khiếu, cửu khiếu tương thông thiên linh chiếu. Lâm Thanh Diện biết, nếu một ngày nào đó anh luyện đến thiên linh chiếu, thì chắc chắn có thể kiêu ngạo trước chúng sinh. Giờ anh phải thử đả thông các kinh lạc trong cơ thể với nhau trước. Nói là làm, Lâm Thanh Diện nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu cảm nhận hướng đi từng đường kinh lạc trong cơ thể. Chương 1344, Bế Quan Nói thì dễ, nhưng để các đường kinh lạc thông nhau thì thật sự rất khó. Thảo nào chỉ có người đạt tới thần cảnh mới có thể tiến hành tu luyện nửa phần sau của Huyền công. Bởi vì chuyện này yêu cầu rất cao về hồn lực của người tu luyện. Cũng may giờ Lâm Thanh Diện có thừa thần hồn chi lực nhất. Kể từ lần trước vô tình học được hấp linh thuật ở rừng rậm sương mù, Lâm Thanh Diện cảm thấy, người nhỏ màu vàng trong đầu mình đã tinh khiết hơn rất nhiều thậm chí người nhỏ màu vàng này đã có thể bày ra một số biểu cảm và cử chỉ. Lâm Thanh Diện rất khó tưởng tượng, nếu cảnh giới của mình lại tăng lên, thần hồn chi lực càng trở nên mạnh mẽ thì người nhỏ màu vàng này sẽ biến thành bộ dạng gì. Người nhỏ màu vàng bị Lâm Thanh Diện đánh thức, thần hồn đi dạo trong các đường kinh lạc. Lâm Thanh Diện làm theo cách được ghi chép ở nửa phần sau huyền công, một khi thần hồn phát hiện ra điểm trở ngại giữa các kinh lạc, anh sẽ sử dụng huyền lực để đả thông nhưng rất khó để đả thông kinh lạc, mỗi lần huyền kinh đả kích, Lâm Thanh Diện đều phải dùng hết sức lực của mình. Hơn nữa nếu làm không tốt, sẽ tự đánh mình bị nội thương. Hai tiếng sau, chán Lâm Thanh Diện toát đầy mồ hôi hột. Mặc dù anh luôn ngồi im ở đó, nhưng giờ trong người anh lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Đúng lúc này, ngọn núi tách ra, một mùi thơm nước mũi bay vào. Chu Tước mang cơm hộp tới đây, cô thấy ba người nhíu chặt mày, vẻ mặt nghiêm nghị, thì đặt hộp cơm xuống, rồi định rời đi. Khoan đã, đúng lúc này, Lâm Thanh Diện gọi cô lại. Trong vòng 2 tiếng, Lâm Thanh Diện đã đả thông mấy đường kinh lạc trong cơ thể, giờ anh mở mắt ra thì thấy mắt sáng tại thính, có thể nhìn thấy rất rõ đồ vật cách xa hàng trăm mét. Đồng thời, Lâm Thanh Diện cũng cảm nhận được, sau khi đã thông mấy đường kinh lạc thì hơi thở trong người anh đã trở nên mạnh mẽ, đan điền bóng có một cảm giác ấm áp, thoải mái đến mức không nói nên lời nhưng chuyện này thật sự rất tiêu hao hồn lực của lâm thanh diện dù anh có thể kiên trì thì người nhỏ màu vàng trong đầu anh cũng muốn đình công rồi nên lâm thanh diện vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã mở mắt ra đúng lúc nhìn thấy chu tước đang định rời đi không ngờ cô không những nấu cơm và làm bánh ngọt mà còn đích thân mang tới đây nữa lâm thanh diện cười nói rồi tiện tay mở hộp cơm ra điểm tâm và món ăn ở bên trong thật sự rất phong phú hơn nữa trông rất ngon miệng người phụ nữ này không đi mở nhà hàng thì thật đáng tiếc lâm thanh diện gắp một miếng thịt sườn bỏ vào miệng thịt vừa thơm vừa mềm vị rất ngon đúng vậy dù gì tôi cũng không có việc phải làm để góp sức cho chúng thần điện như mấy người thanh long tất nhiên sẽ rảnh rỗi đích thân mang đồ ăn tới cho cậu rồi chu tước ẩn ý nói lâm thanh diện không hề để tâm mà chỉ cười nói ừm um, tôi rất thích món ăn hôm nay thật sự rất ngon cậu ăn ít thôi còn để lại cho lý lão tiền bối và quy trưởng lão nữa chu tước vội nói lâm thanh diện đặt bát đũa xuống rồi cười nói với chu tước sao thế cô vẫn còn canh cánh trong lòng vì hồi sáng tôi không sắp xếp công việc cho cô à tôi đâu dám cậu là điện chủ mà tất nhiên nói cái gì sẽ tính cái đó chu tước tùy ý đáp khẩu thị tâm phi lâm thanh diện cười nói rồi kéo tay chu tước nói cô đi theo tôi chu tước chưa kịp phản ứng lại đã bị lâm thanh diện kéo ra khỏi núi suốt dọc đường bàn tay trắng nõn của cô luôn bị anh nắm lấy trong lòng cô bỗng có cảm giác không nói nên lời tính cách chu tước khá lạnh lùng kiêu ngạo nên đây là lần đầu tiên cô được đàn ông nắm tay nhưng lâm thanh diện thì không nghĩ nhiều như thế anh nhanh chóng dẫn cô lên đỉnh núi hả sao mặt cô đỏ thế lâm thanh diện thắc mắc hỏi chu tước bĩu môi đối mặt với thằng nam này cô chỉ có thể tức giận nói ai bảo cậu chạy nhanh như vậy cậu tưởng tôi cũng là thần cảnh có thể đuổi kịp cậu à lô lâm thanh diện gật đầu tán thành rồi nói tiếp vậy cô muốn tăng tu vi không tất nhiên là có rồi cậu thử hỏi xem có người tu luyện nào không muốn tăng tu vi nhưng chuyện này phụ thuộc rất lớn vào thiên phú chu tước nói xong thì không khỏi liếc nhìn lâm thanh diện ở trước mặt nói đến thiên phú thì người đàn ông trước mặt thật sự là mắt mù cũng có thể nhìn thấy bởi vì anh bộc lộ rất rõ cô có biết tại sao tôi không cho cô ra ngoài cùng mấy người thanh long không? Lâm Thanh Diện hỏi. Nhắc đến chuyện này, chủ tước liền tức giận nói, chẳng phải cậu nói rồi à, cậu bảo tôi ở lại nấu cơm cho ba người. Đây là một trong số đó, Lâm Thanh Diện nói, trong bốn người các cô, có lẽ thực lực của cô là kém nhất đúng không, ngay cả huyền vũ cũng cao hơn cô. Ừm, chủ tước hơi xấu hổ cúi đầu đáp. Lâm Thanh Diện cười nói, thật ra trong bốn người cô là người có thiên phú nhất, nhưng cô lại lười hơn họ, Cậu nói tôi lười, chu tước chất vấn, nhưng nghĩ kỹ lại thì so với ba người kia, quả thật cô không chịu khó tu hành cho lắm. Dù gì cô cũng là phụ nữ mà, tất nhiên sẽ bị phân tâm một số chuyện, ví dụ như quần áo, mỹ phẩm. Cuộc chiến với thương nguyên giới đang ở ngay trước mắt, nên tôi hy vọng cô có thể mau chóng tăng tu vi, như vậy đến lúc đó, tỷ lệ sống sót của cô sẽ cao hơn một chút, Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Thập tử quyết, Lâm Thanh Diện truyền thụ thập tử quyết cho Chu Tước, Giống như lúc trước anh đã truyền cho Triệu Ất ở Dược Thần Cốc Chu Tước nở nụ cười mà đã lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt Tinh bản thức mà ba người thanh long nhận được chỉ có thể sử dụng khi ba người kết hợp với nhau Còn thập tự quyết của cô thì dùng để tăng tu vi bản thân Nếu so sánh thì Chu Tước vẫn cảm thấy võ công mà mình nhận được tốt hơn một chút Hơn nữa Chu Tước cũng biết đợi ba người thanh long quay về Thì không cần cô đòi hỏi bọn họ cũng tự động lấy tinh bản thức ra tại sao cậu lại đối tốt với tôi như thế? Chu Tước không nhịn được hỏi, nhưng vừa dứt lời, cô lại đỏ mặt vì sự to gan của mình. Lâm Thanh Diện không hề để tâm, mà chỉ nhìn phía xa xa rồi trầm giọng đáp, tôi chỉ hy vọng mỗi người chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Chu Tước gật đầu, cô biết Lâm Thanh Diện là người hào phóng, mà người như vậy thì chắc chắn là đứng trên đỉnh thế giới. Điện chủ, thuộc hạ sẽ âm thầm tu hành thập tự quyết, Chu Tước nói. Lâm Thanh Diện sờ mũi, Mỉm cười nói, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng nên quay về rồi, mặc dù có âm thầm tu hành, nhưng không được quên việc nấu cơm cho chúng tôi. Chu Tước gật đầu tán thành, rồi đi xuống đỉnh núi. Trở về trong núi, Lâm Thanh Diên vừa bước chân vào, đã cảm nhận được một lực đạo mạnh mẽ phả vào mặt mình. "Lão đệ Lâm Thanh Diệt, cậu về rồi à? Ha ha, sức mạnh huyền công này thật mạnh mẽ." Lý Mộ Bạch cười nói. Lâm Thanh Diện sửng sốt nhìn ông ta, lão tiền bối, ông. Đúng vậy, giờ tôi đã tu hành huyền công đến trình độ trung kỳ rồi, Lý Mộ Bạch khẽ cười nói. Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thán, quả nhiên Lý Mộ Bạch cũng rất có thiên phú, chỉ mới trôi qua hơn 2 tiếng, mà đã tu hành huyền công đến trung kỳ rồi, không hổ là cường giả thần cảnh, danh bất hư truyền. Trường 1345, thăm dò. Lâm Thanh Diện rất hài lòng, ánh mắt nhìn Lý Mộ Bạch đầy vẻ sùng kính lâm thanh diện cảm ơn cậu lý mộ bạch nói ông ta đã sống mấy trăm năm nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên cảm nhận được sự huyền diệu của huyền công huyền kinh khẽ phóng ra ngoài trong tay lý mộ bạch lập tức biến ra một thanh bảo đao thanh bảo đạo dài chừng hai mét một đao vung xuống lưỡi đao mang theo lực mạnh mẽ khiến dung nham trong ngọn núi hóa thành bột mịn không biết bây giờ trưởng lão quý như thế nào lâm thanh diện nhìn quý trường thanh lúc này quý trường thanh đang nhắm chặt hai mắt trong thời gian hơn 2 giờ, ông ta đã cảm nhận được biến hóa của kinh đạo thể nội sau khi tiến vào thần cảnh, cũng không nóng lòng bắt đầu tu hành huyền công. Mà lúc này, ông ta đã hoàn toàn khống chế được bởi vì sau khi đạt đến thần cảnh, khí tức trong người ông ta mới bắt đầu tu hành huyền công. Xem ra ông ta còn một lúc nữa. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói. Lâm Thanh Diện xoa xoa mũi, nói với Lý Mộ Bạch hay là chúng ta tiếp tục nắm chắc thời gian, tiếp tục tu hành đi. Sứt lời, hai người đồng thời ngồi xuống, từng người bắt đầu tiến hành tu hành. Ba vị này đại biểu cho người tu hành mạnh nhất đương thời, vừa ở lại trong ngọn núi này đã là 10 ngày rồi. 10 ngày này, chủ tước cũng không tiếp tục đưa thức ăn tới nữa, nhưng mỗi lần ăn thức ăn tới, Lâm Thanh Diện đều có thể cảm nhận được, những đồ ăn này vẫn do chủ tước làm ra, còn ngày nào cũng thay đổi chủng loại. Dù đã nếm thức ăn ngon khắp thiên hạ, nhưng Lâm Thanh Diện cũng không thể không nói, tay nghề của Chu Tước không thua bất kỳ đầu bếp nào trên thế giới. Sau này, nếu người phụ nữ này mở một nhà hàng thì làm ăn nhất định rất tốt, xem ra cô ta cũng là một đầu bếp bị tu hành làm chậm trễ. Nghĩ đến, 10 ngày nay, chắc Chu Tước cũng bắt đầu dốc lòng tu hành thập tự quyết rồi. Sau 10 ngày, ngọn núi lại mở ra, ba người lâm thanh diện đi ra. Kinh mạch tương thông thông cửu khiếu, trong vòng 10 ngày này, Lâm Thanh Diện đã dùng thần hồn cường đại của mình đã thông hơn nửa kinh mạch toàn thân. Nếu thời gian dư giả, Lâm Thanh Diện tự tin, mình chắc chắn có thể hoàn toàn đả thông tất cả kinh mạch. Nhưng bây giờ, thời gian rất gấp, dù vậy, Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy, sau này bản thân tu hành xong phần hạ huyền công, tu vi cũng tiến bộ hơn trước kia. Dường như đã mơ hồ mò tới cánh cửa thần cảnh trung kỳ, hơn nữa, Lâm Thanh Diện có kiếm trảm tiên và truyền thừa ma thần tu la, Lâm Thanh Diện tin tưởng. Dù thật sự đối mặt với những thần cảnh trung kỳ đó của thương nguyên giới, mình chắc chắn cũng đánh bại đối phương huyền công thật quá kỳ diệu, khó trách ngay cả người của thương nguyên giới cũng thèm nhỏ rãi. Lâm Thanh Diện rất khó tưởng tượng ra cảnh khi Tần Trường Sinh mang hai quyển huyền công thượng hạ từ thương nguyên giới về, thương nguyên giới sẽ tức giận như thế nào. Dãy núi Côn Luân vẫn giống thường ngày, Nguy Nga đứng vững tại phía tây nước C. Ba người đứng ở đỉnh Côn Luân, ngóng về nơi xa xăm, bọn họ biết, sau đó chờ đợi bọn họ sẽ là gió tanh mưa máu. Trải qua 10 ngày tu hành này, phần thượng huyền công của Lý Mộ Bạch đã tu hành đến cảnh giới viên mãn, mà Quý Trường Thanh cũng tu hành đến trung kỳ huyền công. Tốc độ như vậy đúng là khủng khiếp. Dù sao, bất cứ ai có thể tu hành đến cấp độ như Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh thì thiên phú đều không có bất cứ vấn đề gì. Ba người cùng đi tới chúng thần điện, người đầu tiên nghênh đón bọn họ không phải ai khác mà chính là Chu Tước mấy ngày nay vẫn luôn làm đồ ăn cho bọn họ. Quý Trường Thanh thở dài, nhưng mà thực lực của Chu Tước vừa đến hóa cảnh nào có thể chống lại mấy chiều của Lâm Thanh Diện chứ? Phải không? Sao ta không thấy vậy? Lý Mộ Bạch cười cười, quý trường thanh nghi hoặc nhìn về phía trước, ông ta nhìn thấy, một kiếm này của Lâm Thanh Diện đâm thẳng đến phần bụng của Chu Tước. Chu Tước nhíu chặt mày, vội lui lại mấy bước, nhưng dù tốc độ của cô ta nhanh, tấn công của Lâm Thanh Diện còn nhanh hơn, thanh đoản đao lập tức đến trước người Chu Tước. Thủ! Chu Tước hô to một tiếng, ngoài bụng cô ta lập tức xuất hiện một luồng khí xoáy công kích của đoàn đao lâm thanh diện bị luồng khí xoáy ngăn cản, thế công cũng hơi chậm lại. chu tước biết luồng khí xoáy của mình chỉ có thể có tác dụng kéo dài công kích của lâm thanh diện, cuối cùng vẫn không ngăn cản được. nhưng điều này kéo dài không đến một giây, chu tước lại có thể nhanh chóng lướt ngang một bước, tránh khỏi mũi nhọn của đoàn đao. khóe miệng lâm thanh diện hơi nhếch, huyền kình phóng ra ngoài, luồng khí xoáy lập tức bị đánh nát, nhưng chu tước lại tránh được một kiếm này của lâm thanh diện. anh đủ chưa? Chu Tước lạnh lùng nói, vừa nãy khi đấu mấy chiêu với Lâm Thanh Diện, cô ta đã rõ ràng cảm thấy phí sức. Nếu Lâm Thanh Diện tiếp tục đánh mấy chiêu nữa, cô ta không có lòng tin lại có thể tiếp tục tránh thoát. Phải biết đối phương thế nhưng là cường giả thần cảnh, chưa đủ. Lâm Thanh Diện lắc đầu, thu đoản đạo lại, lập tức nói, hiện tại nên đổi lại là cô tấn công. Chu Tước nghe xong, lập tức hiểu ra, được, người này đang thử thăm dò mình. đúng lúc mấy ngày nay sau khi tu hành thập tự quyết chu tước vẫn không có cơ hội tìm người luyện tập bây giờ có cường giả thần cảnh như lâm thanh diện sẵn lòng hạ mình cùng luyện tập trong lòng cô ta rất kích động được nhưng anh phải chú ý đừng bị tôi đả thương chu tước nói lâm thanh diện thầm bật cười cô gái này là ai cho cô ta tự tin nhưng nghĩ cũng đúng nếu một người không có tự tin thì làm sao có thể vượt qua con đường tu hành dài rằng giặc này chứ yên tâm tôi cam đoan sẽ không tránh, Lâm Thanh Diện thoải mái nói. Công, Chu Tước hô to một tiếng, lập tức khí tức trong người dần trở nên ngưng tụ. Lâm Thanh Diện híp mắt nhìn lại, cảm thấy thật tò mò. Thập tử quyết chính là võ thuật do ma thần Tu La sáng lập, Lâm Thanh Diện cũng muốn mở mang kiến thức. Cùng với khí tức của Chu Tước càng ngày càng mạnh, trong chu vi 5 mét, tất cả các đá chậm rãi từ trên mặt đất xoay tròn cuốn vào giữa không trung. Lúc này, Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh có chút sững sờ, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Con nhóc này, chắc là đã sắp bước vào thần cảnh rồi. Quý Trường Thanh giật mình nói, nếu không, làm sao cô ta có thể làm ra chuyện như vậy? Một trong những tiêu chuẩn để phán đoán một người có phải tiếp cận thần cảnh hay không chính là phải chăng người này có thể dùng thần hồn khống chế vạn vật, cảnh giới càng cao, thần hồn càng cường đại, khống chế đồ vật cũng càng lớn, phạm vi cũng càng rộng. Bởi vậy, tu vi đạt tới thần cảnh đỉnh phong nhất, có thể rời núi lấp biển. Lý mộ bạch cao mày, lắc đầu, không đúng, tu vi của cô nhóc này chưa đạt đến cảnh giới đó, người nhìn xung quanh cô ấy xem. Quý trường thanh nhìn lại, chú ý phía dưới mới phát hiện bên cạnh chu tước không bình thường. Thì ra, chu tước cũng chưa đạt tới thần cảnh, thậm chí còn chưa tiếp cận. Sở dĩ cô ta có thể làm được như vậy là vì lực hồn của thể nội và nội hình cô ta phát ra nhanh chóng vần quanh cơ thể cô ta, mà cùng với lực hồn vần quanh, cát đá dưới mặt đất lập tức nhanh chóng bị xoay tròn, cuối cùng đi tới giữa không chung. Chỉ là, hiện tại tu vi của Chu Tước còn chưa đủ, lực hồn cũng chỉ có thể phát ra xung quanh thân thể trong phạm vi 5 mét. Nhưng Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh tin tưởng, chỉ cần thêm chút thời gian, chờ tu vi Chu Tước cao hơn một chút, như vậy chiêu này sẽ trở nên khủng khiếp hơn. Kỳ lạ, trước kia cũng chưa từng biết con nhóc này có thể ra chiêu đó, Quý Trường Thanh hỏi. Lý Mộ Bạch vuốt vuốt sợi dâu, nhìn Lâm Thanh Diện và Chu Tước trước mặt, không cần phải nói, chiều này huyền diệu như thế, chắc cũng là do Lâm Thanh Diện truyền thụ cho Chu Tước rồi. Bên này, Lâm Thanh Diện cũng rất hiếu kỳ, trong mắt Chu Tước lại mang theo vẻ đắc ý. Không tệ, xem ra mấy ngày nay có đúng là không hề lười biếng, Lâm Thanh Diện vừa cười vừa nói. Anh nhìn kỹ rồi, nói xong, tâm thần Chu Tước khẽ động, giữa không trung cát đá xoay tròn nhanh hơn, kình đạo sinh ra cũng mạnh hơn xoay được hai giây những cát đá lơ lửng giữa không trung lập tức cùng nhau tấn công về phía lâm thanh diện được lâm thanh diện hét lớn một tiếng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chu tước thấy thế la lớn anh màu tránh ra đây cũng là lần đầu tiên cô ta dùng thập tự quyết vào thực chiến cô ta không ngờ sức mạnh sinh ra lại lớn như thế chỉ sợ chiêu này được sử dụng đám thanh long căn bản không phải là đối thủ của mình nhưng mà lâm thanh diện đúng là không thèm tránh né cứ đứng tại chỗ, điều này khó trách Chu Tước sẽ lo lắng. Nhưng Chu Tước nhanh chóng biết được mình đã lo lắng thừa rồi. Thần hồn Lâm Thanh Diện khẽ động, lực hồn sen lẫn linh khí trào ra. Hơn phân nửa kinh mạch toàn thân đã tương thông, lực hồn của Lâm Thanh Diện phát tán nhanh hơn trước đó mấy lần. Lực hồn gần như lập tức vây cả người Lâm Thanh Diện lại. Những cát đá này còn chưa đánh chúng Lâm Thanh Diện thì đã biến hết thành bột mịn. Chu Tước hóa đá tại chỗ, Nhìn Lâm Thanh Diện đối diện đang mỉm cười. Tôi đã nói không tránh thì tất nhiên sẽ không tránh, Lâm Thanh Diện vừa cười vừa nói, không hề coi công kích vừa rồi ra gì. Chương 1346, một đám ác ôn. Chu Tước chậm rãi đi về phía Lâm Thanh Diện, ánh mắt cô ta có vẻ hơi cứng lại. Lâm Thanh Diện thật khiến người ta không thể nhìn thấu, càng tiếp cận anh ta, mình lại càng cảm nhận được sự cường đại của anh ta. Đòn tấn công vừa nãy Chu Tước gần như đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng mà trước mặt Lâm Thanh Diệt lại có vẻ không chịu nổi một kích như thế. Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh mỉm cười đi đến bên cạnh hai người. Chu Tước, không tệ phải không, e là chiêu thức như này xuất ra đủ hạ gục tất cả người tu vi hóa cảnh rồi. Quý Trường Thanh nói, Chu Tước không nói gì, cô ta đã hơn 30 tuổi, tu vi đã đạt đến cảnh giới người đồng lúa theo không kịp, nhưng tên Lâm Thanh Diện này còn trẻ hơn mình, cô đúng là kém quá nhiều rồi. Trưởng lão quý, lão tiền bối lý, sau này tôi nhất định nghiêm túc tu hành, cố gắng nâng cao tu vi." Chu Tước trầm giọng nói. Lâm Thanh diện ánh mắt hài lòng, không chỉ với thái độ lúc này của Chu Tước, cũng là khá hài lòng đối với thập tự quyết mà ma thần tu la lưu lại. "Điện chủ, mấy người thanh long đã trở về, đang chờ trong đại điện." Chu Tước nói, Lâm Thanh diện có vẻ bình tĩnh, "Được, chúng ta đi." Trong đại điện chúng thần điện, mọi người chờ đã lâu, sau khi ba người bọn họ Lâm Thanh Diện đi vào trong đại điện, mọi người có thể cảm giác được, dường như khí tức trong điện cũng trở nên khác biệt. Đây chính là ba vị cường giả đỉnh cấp của nước C thời điểm này, bây giờ đều tập trung tại chúng thần điện. Lâm Thanh Diện ngồi ở vị trí chủ, nhìn xuống phía dưới điện. Điện chủ, 10 ngày nay dấu chân chúng tôi đã trải khắp nước C, đã bắt được tất cả 13 kẻ có tên trên bảng treo thưởng, chờ xử lý. Thanh Long tiến lên một bước nói, Lâm Thanh Diện ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng rất hài lòng. Phải biết, nước C vốn vô cùng rộng lớn, 13 kẻ có tên trên bảng treo thưởng này còn giải rác khắp nơi, người bình thường, 10 ngày chưa chắc có thể đi khắp nước C, chứ đừng nói là bắt được những người này ở các nơi khác nhau. Công lao này thuộc về mấy người thanh long thực lực vốn không tầm thường cùng với mạng lưới tin tức hùng mạnh của chúng thần điện. Mạng lưới tin tức như vậy có thể định vị những kẻ có tên trên bảng treo thưởng vừa nhanh chóng vừa chính xác để mấy người thanh long không đến mức tay trắng trở về tất cả mọi người không bị thương chứ lâm thanh diện hỏi đây là lo lắng lớn nhất hiện nay của anh sắp khai chiến cùng thương nguyên giới rồi phía bên mình tuyệt đối không thể giảm quân số hoặc có người bị thương điện chủ hãy yên tâm đã có là bản anh cho chúng tôi những tên này căn bản không chống cự chúng ta được bao lâu thanh long nói rất tốt lâm thanh diện yên lòng ánh mắt ra hiệu thanh long ngầm hiểu hô to một tiếng, dẫn người tới. Sứt lời, những người còn lại trong chúng thần điện từng người áp giải tổng cộng 13 kẻ có tên trên bảng treo thưởng đi tới trong điện. Lâm Thanh Diện quét mắt một cái, khí tức cường đại lập tức áp chế toàn bộ 13 kẻ ác này xuống. Từng kẻ cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Thanh Diện. Đương nhiên, hầu hết những kẻ này đều biết cậu chủ Lâm Thanh Diện của nhà họ Lâm, nhưng bọn họ cảm thấy bất ngờ là vì sao Lâm Thanh Diện lại xuất hiện ở chúng thần điện, mà bọn họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lâm Thanh Diện lại có thể ngồi ở vị trí cao nhất của thần điện. Cởi chói. Lâm Thanh Diện mở miệng nói, khi những người này được đưa tới nơi này, trên người đều bị người của chúng thần điện dùng thép tinh chế thành xiềng xích trói lại. Mấy người thanh long không hề do dự, có ba vị cường giả thần cảnh mạnh nhất đương thời ở đây thì bọn chúng cũng chỉ làm sằng làm bậy. Sau khi xiềng xích được cởi bỏ, những người này lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi hỏi các người, các người có biết vì sao mang các người tới nơi này hay không? Lâm Thanh Diện hỏi. Một tên đàn ông vẻ mặt gian xảo trong đó nói, nói ra, chắc là do trước đó tôi giết mấy người bình thường nhỉ, bằng không, chúng thần điện các người cũng sẽ không bắt tôi. Lâm Thanh Diện không nói gì, những người này có thể xuất hiện trên bảng treo thưởng, tất nhiên là tội ác trồng chất. Nếu không phải hiện tại đang cần dùng người, Lâm Thanh Diện có thể tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Nói thật cho các người biết, rất nhanh sẽ có một thế lực cường đại xâm phạm địa cầu, mà chạm thứ nhất chắc chắn chính là chỗ này, bởi vậy tôi cần các người. Không đợi Lâm Thanh Diện nói hết, phía dưới cùng có một người tiện thể nói, cậu chủ Lâm yên tâm, chỉ cần các người không giết tôi thì bảo tôi làm gì cũng được. Lâm Thanh Diện cười lạnh, tất nhiên không tin tưởng lời anh ta nói. Kinh nghiệm từng trải nhiều năm nói cho Lâm Thanh Diện, 13 kẻ tiểu nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nên lời nói là thứ không đáng tin nhất. Quả nhiên, lại có không ít người nhanh chóng nói lời giống vậy, kiểu như sông pha khói lửa muôn lần chết không chối từ. Nhưng Lâm Thanh Diện hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, một lát sau, lạnh lùng ra, các người nói xong chưa? Chỉ một câu, trong điện lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Thanh Diện đứng dậy nhìn 13 người này, nói thật, tôi căn bản không tin tưởng các người, nhưng hiện tại đúng là lúc chúng thần điện chúng tôi cần người, mà già trẻ lớn bé các người cũng coi là người tu hành, nên vẫn có thể có tác dụng chỉ là để chứng minh quyết tâm của các người, có chuyện cần các người đi làm. Chuyện gì? Một kẻ trong đó hỏi. Lâm Thanh Diện liếc mắt ra hiệu một cái, chu tước bên cạnh quay người cầm lên một cái đĩa gỗ, trên đĩa đặt một số viên thuốc màu đen, không nhiều không ít, đúng người ba viện. Chỉ là, những người phía dưới này cảm thấy khó hiểu. Đây chắc là đan dược. Thật sao, nghe nói đan dược có thể giúp người ta tăng cao tu vi, chết tiệt, ở chỗ công hội luyện kim, đan dược bản rất đắt, tôi cũng đã tiêu nhiều tiền nhưng chỉ mua được một viên mà thôi. Cậu chủ lâm đúng là cậu chủ lâm, vừa ra tay chính là 13 viên, thật đúng là dầu nước đố đổ vách. Đúng đấy, có những đan dược này, thì dù có là đồ chết tiệt nào đến xâm lấn, đều tiêu diệt sạch sẽ. Lâm thanh diện mỉm cười, nhìn mọi người nói, các người nói sai rồi, đan dược này có độc. Cái gì, đan dược có độc, đám người nghe xong kinh hãi, trên mặt từng người mang theo vẻ sợ hãi trong đó còn có mấy kẻ nảy ra ý nghĩ co cẳng mà chạy nhưng vừa mới quay đầu đã thấy cửa lớn của đại điện chúng thần điện đã bị đóng chặt mà ở chỗ này trong mấy chục người chúng thần điện tu vi thấp nhất cũng đã tông sư cảnh tu vi cao còn đến thần cảnh bọn họ không có bất kỳ khả năng chạy thoát nào yên tâm sau khi uống những viên thuốc độc này vào cũng sẽ không chết ngay đầu trái lại chỉ cần các người chịu toàn tâm toàn ý làm việc cho chúng thần điện thì sau khi chống xong kẻ địch bên ngoài tôi sẽ đích thân giúp các người giải độc, đồng thời tôi cam đoan với các người, đến lúc đó, tôi sẵn lòng cho các người mỗi người một viên đan dược chân chính, hơn nữa là đan dược cấp bậc hoàn mỹ, Lâm Thanh Diện nói. Đan dược cấp bậc hoàn mỹ, sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, những người này bắt đầu dao động. Bọn họ lăn lộn trên đời này lâu như vậy, tất nhiên biết đan dược cấp bậc hoàn mỹ có ý nghĩa như thế nào. Mà bọn họ càng yên tâm là, câu nói này do chính cậu chủ lâm của đại gia tộc nước C nói ra, Căn bản không hề có chút giả dối nào. Được, dù sao cũng là chết, tôi tới trước. Một người đàn ông cao lớn thô kệch đi về phía trước hai bước, sau khi cầm lấy một viên đan dược không hề do dự mà ăn luôn vào. Mọi người quan sát người đàn ông này, đồng thời, người đàn ông cao lớn này cũng rất căng thẳng. Nhưng mấy phút đồng hồ trôi qua, ông ta không hề cảm thấy bất cứ điều khác thường nào, quả nhiên như Lâm Thanh Diện đã nói, viên thuốc độc này không lập tức khiến người ta tử vong uống thuốc độc hoặc lập tức bị giết các vị tự mình lựa chọn đi lâm thanh diện trầm giọng nói đám người nhíu chặt mày tên vẻ mặt gian xảo dẫn đầu nói các anh em chúng ta hãy nghe lời cậu chủ lâm bị người của chúng thần điện bắt được vốn đã chuẩn bị phải chết bây giờ người ta đang cho chúng ta một cơ hội sống tội gì không tận dụng chứ mọi người nghĩ một chút anh ta nói có lý từng người lục tục tiến lên nuốt viên thuốc độc xuống cậu chủ lâm cậu đã nói rồi đấy sau khi chuyện này kết thúc đừng quên cho chúng tôi đan dược cấp bậc hoàn mỹ, một người nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, yên tâm, tôi đã nói được thì nhất định làm được. Những người này vô cùng hưng phấn, nhưng những người xung quanh Lâm Thanh Diện đều biết, đánh xong một trận với thương nguyên giới, trong 13 người này có mấy người có thể sống sót chứ. chương 1347, công tác chuẩn bị. Cậu chủ Lâm, điều cậu muốn chúng tôi làm chúng tôi đều làm rồi, cậu yên tâm, mặc dù bình thường chúng tôi làm nhiều việc ác, nhưng nếu có người bên ngoài tới xâm phạm, chúng tôi sẽ liều mạng với hắn. Đúng, liều mạng với bọn chúng, giết chết bọn chúng. Từng người trong bọn họ thể hiện lập trường, Lâm Thanh diện vẻ mặt bình tĩnh, dù nhân phẩm mấy người này không đứng đắn, hơn nữa mỗi kẻ đều là kẻ ác nham hiểm xảo trá, nhưng cái gọi là dùng người thì phải mạo hiểm. Đám người này nếu ác lên thì không ai bằng, hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ bình thường quen làm mưa làm gió, cơ bản trên người mỗi người đều có một loại tính cách điên cuồng. Dùng để liều mạng với thương nguyên giới thì không có gì thích hợp bằng. Cậu Lâm, tôi có một ý tưởng." Người vẻ mặt gian xảo nói. "Anh tên gì?" Lâm Thanh Diện hỏi, người đó bật cười lớn, "Kẻ hèn này tên trung tài, biệt danh Phi Thiên lão thử." Chu Tước bên cạnh mỉm cười, tên này dáng vẻ gian xảo thật khiến người ta liên tưởng đến một con chuột. Nhưng con chuột này lại là một người có thực lực hóa cảnh, cũng không thể khinh thường. "Anh có lời gì cứ nói đi." Lâm Thanh Diện nói. Vâng, trung tài hít mắt nói, tôi thấy khi chúng ta bị ngoại giới xâm lấn, có thể trước khi bọn chúng đến bố trí mai phục, chuẩn bị các thứ như axit, thuốc nổ v. Chỉ cần bọn chúng dám đến lập tức khiến bọn chúng có đi không về. Đúng, chuột nói đúng, tốt nhất mua ít súng máy để bắn quét chúng một trận, để nhóm ác nhân này trước khi nhìn thấy chúng ta thì đã tổn thất một nửa rồi. Một người khác nói, dùng thuốc nổ nổ chết bọn chúng. Châm lửa trên người mãnh thú, tách đội ngũ của bọn chúng ra những người này người câu ta câu, chú ý mỗi người đều có thể gọi là sửa cũ thành mới. Ngay cả mấy người thanh long trước đó luôn luôn xem thường những người này cũng nghe đến mê mẩn. Ánh mắt lâm thanh diện mang ý cười, đây chính là nơi thích hợp cho những người này. Anh lặng lẽ ghi nhớ những đề xuất hữu dụng, sau đó nói, tôi đã nhớ kỹ những điều các người vừa nói, vậy trung tài, 13 người các anh sẽ do anh phụ trách, anh xem thế nào. Được, cậu chủ lâm, cậu hãy yên tâm, trung tài cười nói, vừa nói vừa thẳng sống lưng, thật coi mình là tướng quân trên chiến trường. Các người lui ra đi, mấy ngày nay ở chúng thần điện không được lỗ mãng, nếu tôi biết được có người dám cả gan gây phiền phức, thì đây sẽ là hình phạt. Sứt lời, Lâm Thanh Diện trực tiếp rối một tay ra, lực thần hồn nhanh chóng phát ra, lập tức đánh vào một ghế đá trong điện, ghế đá lập tức bị đánh đến vỡ nát. Những người này nhìn thấy thực lực siêu phàm của Lâm Thanh Diện, trong lòng bỗng căng thẳng, vội nói cậu chủ Lâm yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không dám làm ẩu. Nói xong, toàn bộ 13 người lui xuống. Lâm Thanh Diện, cậu xem bọn họ nói thế nào? Lý Mộ Bạch bên cạnh tiến lên hỏi. Chuyện tu tiên giới vẫn là do tu tiên giới chúng ta giải quyết, nhưng để đám người thương nguyên giới kia vừa đến đã phải chịu chút đau khổ, cũng không tệ. Lâm Thanh Diện khẽ cười nói, thương nguyên giới, đã 10 ngày từ khi từ Tuyết Nhi hỏi do Tiểu Nguyệt về chuyện kiếm trảm tiên không có kết quả. Trong 10 ngày này, từ bách tranh cũng đến phòng tiểu nguyệt hỏi dò chuyện kiếm trảm tiên, nhưng tiểu nguyệt nói với ba mình là mình căn bản không biết chuyện này. Cũng chính vì vậy, từ bách tranh hết sức cẩn thận, trước khi chưa xác định nguyên thần ma thần Tu La đã tiêu tan hay chưa, cũng không hành động gì quá đáng. Nhưng hàng ngày vẫn tiến hành phá hủy đường nối truyền tống, nhưng trình độ phá hủy còn lâu mới mạnh bằng lần trước. Chết tiệt, Linh Nguyên đang ở rừng rậm sương mù, gần như dễ như trở bàn tay, thế nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một thanh kiếm trảm tiên trong cung điện từ bách tranh nổi giận đùng đùng mắt mang theo tơ máu giới chủ tôi thấy hay là sắp xếp người tự mình tiến về địa cầu xem thử xem ma thần tu la đã tiêu tan hay chưa sau khi xác nhận chúng ta lập tức xâm chiếm địa cầu từ thúc nhân nói anh ấy nói rất đúng anh hai lần này tôi sẽ đích thân đi vào mẹ kiếp nếu nguyên thần ma thần tu la tiêu tan thì thôi nếu chưa tiêu tan ông đây gặp hắn một lần xem xem đến cùng là ai lợi hại từ trọng hiếu lớn tiếng nói. Trong ba anh em, tính tình ông ta là nóng nảy nhất. Cậu ngồi xuống, ở đây, chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần cùng nhau bàn bạc, nếu sắp xếp cậu đi, ngộ nhớ có gì sơ suất thì phải làm thế nào. Từ bách tranh lạnh lùng nói. Từ trọng hiểu cau mày, anh hai, sợ cái quái gì chứ, mấy ngày nay tôi đã nghẹn sắp điên rồi, nhớ tới thương nguyên giới chúng ta thật đúng là uất ức, một thanh kiếm nát mà đã sợ đến như vậy, anh hai, tôi thấy anh càng già càng nhát gan, trước kia anh đâu phải như vậy. Cậu im miệng, từ bách tranh phẫn nộ nói, thuận tiện đứng dậy, đôi mắt như kiếm sắc nhìn chằm chằm tự trọng hiếu. Chẳng lẽ cậu không biết sự kinh khủng của ma thần tu la sao? Nói xong, từ bách tranh chậm rãi nhấc áo lên, sau khi xúc quần áo lên, trên người và lưng ông ta chi chít toàn vết sẹo. Dài nhất là một vết đạo chừng 40cm. Những vết sẹo này chính là vết thương năm đó khi chiến đấu với ma thần Tu La, nhưng tôi lại không hề trúng hắn, tôi nghĩ trên người các người vết thương chắc cũng không ít hơn tôi nhỉ. Từ trọng hiểu cúi đầu, đúng là trận chiến năm đó, ba anh em mình bao vây tấn công ma thần Tu La, nhưng vẫn không địch lại. Anh hai, bây giờ không giống ngày xưa, chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình, đã hơn 200 năm rồi, thực lực chúng ta mạnh hơn năm đó rất nhiều, tôi nghĩ dù gặp phải ma thần Tu La, chúng ta liên kết với nhau nhất định có thể đủ sức đánh một trận. Từ thúc nhân nói, từ bách tranh trầm giọng nói, dù nói như vậy, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút suốt lời ông ta nhìn những người khác trong cung điện một chút trong những người này có người đã từng tham dự trận chiến với ma thần tu la năm đó đồng thời cũng có người khi đó còn chưa được sinh ra mọi người có bằng lòng đi địa cầu thăm dò một chút không từ bách tranh hỏi những người này rối rít liếc mắt nhìn nhau không dám lên tiếng nghĩ đến vết thương trên người từ bách tranh đã khiến bọn họ khiếp sợ phải biết hiện tại từ bách tranh thế nhưng là người thần kinh đỉnh phong dù hơn 200 năm trước, thực lực của ông ta cũng đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Người như vậy mà còn bị ma thần Tu La đánh cho sấp mặt, chứ đừng nói tới bọn họ. Các người là một đám vô dụng, làm vài việc vì thương nguyên giới khó như vậy sao, bình thường từng người hưởng thụ lợi ích của linh khí mang tới, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất lại không phát huy được tác dụng. Từ Bách Tranh phẫn nộ nói, triệu nhân và tổng nghĩa liếc nhìn nhau một chút, bọn họ với tư cách người có thực lực thần cảnh, nghĩ đã như vậy, không bằng trực tiếp đi địa cầu một lần, vừa vặn tìm hiểu hư thực địa cầu một chút. Đúng lúc này, một người từ bên cạnh đại điện đi tới. Thân hình của cô ta nhìn không có vẻ gì mạnh mẽ, nhưng khí tức rất ổn định. Nếu không ai sẵn lòng, vậy để tôi đích thân tiến vào nước xê thăm dò hư thực đi. Tiểu Nguyệt, làm sao con lại tới nơi này? Từ bách tranh kinh ngạc nhìn qua, đứng trước mặt, đúng là con gái út của ông ta, Từ Nguyệt chương 1348, tiến vào lần nữa. Tiểu Nguyệt ngước mắt nhìn về phía ba mình, từ nhỏ đến lớn, người mà cô ta ngưỡng mộ và kính trọng nhất chính là người đàn ông trước mắt này. Cho nên, tới bây giờ, Tiểu Nguyệt vẫn dốc lòng làm việc cho thương nguyên giới và ba mình, nhưng lại chưa từng nhận được chút tán thưởng nào. Tối đó, từ Tuyết Nhi đã nói tất cả cho Tiểu Nguyệt, nếu không phải Tống Nghĩa và Triệu Nhân đột một tới chơi, e là Tiểu Nguyệt đã bị người phụ nữ độc ác Tuyết Nhi đó giết chết thì ra từ bách tranh xem nhẹ mình như thế, căn bản là vì khi mình được sinh ra đã khiến mẹ qua đời, cũng chính vì vậy, từ bách tranh đã chuyển lửa giận sang người tiểu nguyệt, tên gọi tiểu nguyệt có nghĩa là người mang điểm xấu. Ba, con đã ở nơi đó thời gian rất dài, hiện ở thượng nguyên giới không có ai hiểu rõ nơi đó hơn con, bởi vậy con cảm thấy không ai đến đó thích hợp hơn con. Tiểu Nguyệt nói, cô ta ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy từ tuyết nhi đang ngồi bên cạnh ba và mỉm cười với mình, chỉ là trong nụ cười đó mang theo mấy phần kiêu ngạo. Đều là con của ba, vì sao từ Tuyết Nhi có thể đường hoàng ngồi bên cạnh ba, mà Tiểu Nguyệt vẫn đứng ở dưới đại điện, cúi đầu bài từ bách tranh, lại không thể dưới gối chăm sóc. Ba, con cảm thấy Tiểu Nguyệt nói rất đúng, không ai thích hợp hơn em ấy để đến đó thăm dò nghiên cứu xem nguyên thần ma thần Tu La đã tiêu tan chưa. Sứt lời, từ Tuyết Nhi nhìn Tiểu Nguyệt một chút rồi nói, em gái, lần này lại phải vất vả em rồi, Em nhất định phải chú ý an toàn nhé, không chỉ phải đề phòng ma thần tu la, mà đừng quên còn có tên nhóc Lâm Thanh diện đó." Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Từ Tuyết Nhi, không lên tiếng. Cô ta biết, Từ Tuyết Nhi khẩu Phật tâm xà, bảo mình chú ý an toàn, nhưng lại đẩy mình vào trong hố lửa. Lần trước, mình đi vào địa cầu, liền chỉ còn lại một sợi tàn hồn, lần này chắc chắn nguy hiểm hơn lần trước nhiều. Nhưng trong lòng Tiểu Nguyệt đã không còn hy vọng gì với ba và chị gái mình. Nếu Thương Nguyên giới không có chỗ cho mình dung thân thì mình lập tức rời khỏi nơi này. Tiểu Nguyệt, Tuyết Nhi quan tâm cháu như vậy, sao cháu không hề đáp lại một câu chứ? Thật đúng là vô ơn bạc nghĩa." Từ Trọng Hiểu bên cạnh nói. Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, "Cảm ơn chị quan tâm, em nhất định sẽ cẩn thận gấp bội." "Cha, nếu không phải trong Thương Nguyên giới còn rất nhiều chuyện cần chị giải quyết thì chị đã cùng em đi tới địa cầu rồi, tiện thể tiêu diệt toàn bộ cường giả của thế giới đó." như vậy sẽ mở đường cho cuộc tiến công quy mô lớn của thương nguyên giới chúng ta. Từ Tuyết Nhi ra vẻ sầu não nói. Từ Bách Tranh nhìn từ Tuyết Nhi với ánh mắt yêu thương, đúng vậy, bây giờ, rất nhiều chuyện của thương nguyên giới đều giao cho con, con đúng là vất vả. Không sao mà ba, ai bảo con là đại công chúa chứ, nếu đã mang thân phận này thì nên làm thêm một số chuyện. Từ Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi thật là hiểu chuyện. Anh hai, anh đúng là có phúc lớn. Hai anh em bên cạnh lập tức lấy lòng. Dưới đài, Nguyệt Nhi ánh mắt lạnh lùng nhìn màn biểu diễn hoàn hảo của Từ Tuyết Nhi, nếu không phải mình đã sớm biết bộ mặt thật của Từ Tuyết Nhi thì đúng là rất dễ bị người phụ nữ này che mắt. "Ba, nếu không có việc gì, con lui xuống trước, buổi chiều con sẽ từ đường nối truyền tống đi đến thế giới kia." Dứt lời, Tiểu Nguyệt quay người chuẩn bị rời đi. "Từ đã." Từ Tuyết Nhi gọi Tiểu Nguyệt lại, khóe miệng mang theo ý cười, "Em gái, lần này em đi khó khăn trùng điệp, dù chị không thể đi cùng em, nhưng có thể sắp xếp mấy người đi theo trợ giúp em. Tôi không cần, dù Tiểu Nguyệt không biết từ Tuyết Nhi có dụng ý gì, nhưng lập tức trả lời từ chối. Đó là nơi nào chứ, em tuyệt đối đừng phụ tấm lòng thành của chị, nói xong, từ Tuyết Nhi nói với giới chủ từ Bách Tranh, ba, ba xem con nói có đúng không, vì an toàn của em gái, vẫn nên phải thêm hai người đi cùng em ấy đi. Từ Bách Tranh nhẹ gật đầu, ừm, chị gái con nói rất đúng, chị con là vì muốn tốt cho con, con cũng đừng không cảm kích như thế. phải biết ngộ nhỡ nguyên thần của ma thần tu la chưa diệt, hắn lại là người có thực lực thần cảnh đỉnh phong, con cảm thấy con sẽ là đối thủ của hắn sao? hai người liếc mắt nhìn nhau, tiến lên nói, thuộc hạ sẵn lòng. được, từ bách tranh cười nói, hiếm khi tuyết nhi nghĩ chu đáo, có hai người cùng đi với tiểu nguyệt, tôi cũng yên lòng. việc này đã quyết, sau khi hai người trở về thu dọn, hãy nhanh chóng lên đường thôi. Tiểu Nguyệt đứng tại chỗ, ánh mắt cô ta khóa chặt trên người Từ Tuyết Nhi, không biết người phụ nữ này lại có ý đồ gì. Trong đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, Tiểu Nguyệt đang chuẩn bị quay về Minh Nguyệt Các thu dọn hành trang, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Cô ta vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy phía sau mình chính là Từ Tuyết Nhi đang mỉm cười. Tiểu Nguyệt cảnh giác nói, hiện nơi này đã không có ai, hãy thu hồi khuôn mặt tươi cười của cô lại. Vẻ mặt Từ Tuyết Nhi lập tức thay đổi, ánh mắt cũng trở nên nham hiểm độc ác nói, tại sao cô còn muốn sắp xếp Triệu Nhân và Tống Nghĩa đi theo giúp tôi, rốt cuộc cô có ý đồ gì? Từ Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, em gái, em đang hiểu lầm chị rồi, chị cũng là vì tốt cho em, thế giới đó nguy hiểm trùng trùng, em nhất định phải bảo vệ tốt bản thân đấy. Không cần đến lòng từ bi giả tạo của cô." Tiểu Nguyệt lạnh giọng nói. Từ Tuyết Nhi không thèm quan tâm, tiến về phía trước một bước đi đến trước mặt Tiểu Nguyệt, cô thật đúng là không biết lòng người tốt, nhớ kỹ, đến nơi đó rồi nhưng phải hết sức chú ý, đừng quên, tái tạo nhục thân chỉ có thể dùng một lần. Nói xong, từ tuyết nhi ném lại một ánh mắt đáng nghiền ngấm, rồi quay người rời khỏi nơi này. Tiểu Nguyệt sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng từ tuyết nhi, lúc này cô ta hận không thể giết đối phương. Nhưng cô ta cũng biết, người chị này của mình dù độc ác nham hiểm, nhưng lại thiên phú siêu phàm, đã sớm đi vào thần cảnh, đồng thời sắp đi vào thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt cũng biết, từ tuyết nhi rất được ba cưng chiều, nhưng căn bản không phải con hổ giấy, ngay cả mình cũng chưa biết được đòn sát thủ của cô ta. Tùy tiện đánh lén, bị thương sẽ chỉ là mình, hơn nữa, đúng lúc tạo cơ hội cho từ tuyết nhi giết mình. Tiểu Nguyệt quyết định nhẫn nại, dù sao hôm nay phải rời khỏi thương nguyên giới, nên chuyện từ tuyết nhi đối xử với mình như thế nào không quan trọng. Dãy núi Côn Luân, Lâm Thanh Diện đang nghỉ ngơi ở trong phòng, thử đả thông thêm mấy kinh mạch, trong khoảng thời gian này, bên kia đường núi truyền tống yên tĩnh khác thường, nhưng Lâm Thanh Diện biết, sự yên tĩnh đó lại chứa đựng sóng biển mãnh liệt, một khi phía thương nguyên giới biết kiếm trảm tiên cũng không còn là do ma thần Tu La nắm giữ, thì chuyện phong ấn đường núi truyền tống bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi Lâm Thanh Diện đang đả thông kinh mạch hai chỗ thì từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Lâm Thanh Diện lắc mình đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Thanh Long ở cửa nghiêm túc nói, điện chủ, chỗ đường núi truyền tống có điểm khác thường chương 1349, đường núi truyền tống biến đổi khác thường. Mấy người lâm thanh diện nhanh chóng đi tới đỉnh của một ngọn núi trong dãy núi Côn Luân. Bầu không khí ở đây có điểm bất thường, nhưng lối đi này có vẻ nhỏ hơn đường núi truyền tống mấy người lâm thanh diện và Lý Mộ Bạch trông coi ngày đó rất nhiều. Nếu không phải mấy ngày nay Lâm Thanh Diện cố tình dặn dò người của chúng thần điện phải lưu ý đường núi truyền tống, bọn họ sẽ rất dễ dàng xem nhẹ đường núi truyền tống nhỏ này khi mấy người lâm thanh diện đến nơi này, rõ ràng có thể cảm nhận được khí thức cường đại từ trong đường nối truyền tống tới gần phía mình. Lão tiền bối, tại sao phong ấn lối đi này không có hiệu quả? Lâm thanh diện cao mày hỏi. Lý mộ bạch cũng cao mày, ông ta trầm giọng nói kết nối dãy núi Côn Luân và thương nguyên giới tổng cộng có 8 đường nối truyền tống lớn nhỏ, nhưng mà, hơn 200 năm đến nay, sao thương nguyên giới lại không muốn tự mình đả thông đường nối truyền tống chứ? Cái gì? Ý của ông là đường núi truyền tống nhỏ này chính là do bọn họ đả thông sao? Lâm Thanh Diện giật mình nói. Lý Mộ Bạch khẽ gật đầu, chỉ là, nếu muốn đả thông đường núi truyền tống khó khăn cỡ nào, riêng đường núi truyền tống nhỏ này e là cũng phải tiêu hao thời gian gần 200 năm. Lâm Thanh Diện tỏ ra đã hiểu, điều này cũng đồng thời chứng minh vì sao người của Thương Nguyên Giới không tự xây dựng một đường núi truyền tống lớn, mà một lòng tấn công phong ấn trên đường núi truyền tống khổng lồ đó. Dù sao một đường núi truyền tống nhỏ đã phải mất 200 năm, nếu đổi thành đường núi truyền tống lớn của ngày đó, e là phải nghìn năm mới làm được. Tính như vậy, thì thương nguyên giới không có lợi về mặt thời gian rồi. Nói cách khác, hiện trên đường núi truyền tống này căn bản không hề có phong ấn phải không? Lâm Thanh Diện nói, không sai, đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ có thể tiến vào chỗ chúng ta từ đường núi truyền tống này. Trên thực tế, Lão Phu cũng lần đầu tiên biết đường núi truyền tống này tồn tại, chuyện người thương nguyên giới làm đúng là thần bí khó lường kín kẽ lý mộ bạch ngẩng đầu nhìn chân trời trầm giọng nói sư phụ quý trường thanh tiến lên một bước nói không bằng hai người chúng ta hợp lực trực tiếp niêm phong đường núi truyền tống này lại thêm cả tôi nữa lâm thanh diện đi vào đường núi truyền tống trước mặt mày kiếm cao lại lạnh lùng bây giờ có thể xác định trong thương nguyên giới đang có người thông qua đường núi truyền tống này đi về phía mình hiện đã muộn rồi Lý Mộ Bạch thở dài nói, một khi đường núi truyền tống mở ra, muốn niêm phong nói nghe thì dễ, huống hồ, từ khí tức cường đại như thế này, tôi có thể phán đoán, đối phương nhất định là cường giả thần cảnh. Mẹ kiếp, thì ra cái gọi là ngoại giới xâm lấn chính là thế này, ngay lúc này, không biết phi thiên lão thử trung tài đã xuất hiện ở đây từ khi nào, đi theo sau anh ta là mười mấy người khác có tên trên bảng treo thưởng. Đơn giản, các anh em, chúng ta đến bắt ba ba trong giỏ, cầm vũ khí giết chết bọn chúng. Nói xong, trong mười mấy người này, người đạt tới hóa cảnh lần lượt huyễn hóa ra vũ khí của mình, những người tông sư cảnh cũng rất binh khí ra. Lâm Thanh Diện nhìn binh khí trong tay 13 người này cảm thấy buồn cười. Khả lắm, trong tay những người này cái gì cũng có, đau thương con búa dìu cầu xiên, thậm chí, có lẽ là quên mang binh khí, trực tiếp cầm theo sẻng dùng xào rau phòng bếp. Nhưng không thể không nói, sức chiến đấu đám người này vẫn rất mạnh, ít nhất tinh thần không sợ trời không sợ đất kia khiến lâm thanh diện có chút hài lòng các người lui ra lý mộ bạch trầm giọng nói đối phương thế nhưng có thực lực thần cảnh chẳng lẽ các người cho rằng bằng vào đám các người có thể là đối thủ của bọn họ sao cái gì thần cảnh trung tài đảo mắt một vòng xấu hổ nói nếu vậy vậy thì bỏ đi thôi nhưng cậu chủ lâm chúng ta cũng không thể người ta vừa đến đã bỏ chạy chạy trốn Ánh mắt lâm thanh diện lạnh lùng nhìn phi thiên lão thử, trung tài lập tức cúi đầu không dám nói gì nữa. Tôi đã từng nói chúng ta sẽ chạy trốn sao? Lâm thanh diện lạnh lùng nói, ngước mắt nhìn đường núi truyền tống này. Khí tức cách phía mình càng ngày càng gần, lâm thanh diện cũng có thể cảm nhận được khí tức cường đại của đối phương. E là đường núi truyền tống này chỉ có thể cho phép 2 đến 3 người đi vào, mà ở đây chúng ta tập trung người có tu vi cao nhất trên thế giới này nếu hai ba người này tiến vào đã khiến chúng ta sợ mất mật thì nói gì đến chuyện bảo vệ thế giới này, lời nói này hết sức khí thế, mọi người chúng thần điện nhìn Lâm Thanh Diện, bọn họ không hề cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, nếu chỉ hai ba người này đã có thể bước lui mình, vậy bọn họ làm sao chống lại thương nguyên giới, ý nghĩa ở lại bảo vệ côn luân ở chỗ nào? Nếu người chiến, ta chiến, Lâm Thanh Diện đứng ở đỉnh núi, cất cao giọng nói, lần này, chúng ta sẽ cho đám người thương nguyên giới nhìn xem, thế giới này, không phải nơi bọn chúng có thể tùy ý trà đạp thuộc hạ xin nghe theo hiệu lệnh của điện chủ. Mọi người chúng thần điện đồng thanh nói. Hốc mắt quý trường thanh mang theo lệ nóng, ông ta không ngờ, ngày đó mình lại tiện tay cứu được một con cưng của trời. Bây giờ, con cưng của trời này lại dẫn dắt mình và mọi người chúng thần điện chống lại thương nguyên giới. Lâm Thanh Diện nói đúng, lần gần nhất lão phu giết người của thương nguyên giới đã là chuyện của hơn 100 năm trước, hiện rốt cục lại có cơ hội này, thương nguyên giới, hãy mau đến đây đi. Lý mộ bạch hào khí ngất trời, lời vận dụng khí đan điền nói ra vang vọng trời cao, ngay cả đường núi truyền tống này cũng dường như hơi dao động. Ba người lâm thanh diện nhìn nhau bật cười, hôm nay ba cường giả thần cảnh muốn dắt tay chiến đấu, chuyện này khiến ba người bọn họ cảm thấy rất hưng phấn. Tất cả mọi người lui ra, tìm nơi ẩn núp, nơi này hãy giao cho ba người chúng ta. Lâm thanh diện lớn tiếng nói, những người còn lại của chúng thần điện đều biết, sau đó sẽ là cuộc chiến giữa các cường giả thần cảnh, bọn họ có lòng mà không có sức, nếu là tùy tiện xông lên phía trước, e là cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. Sau khi thấy mọi người tản ra, ánh mắt Lâm Thanh Diện dần trở nên lạnh lùng, nắm chặt hai nắm đấm, tập trung khí lực của toàn thân, chỉ chờ người thương nguyên giới trong đường núi truyền tống lập tức xuất hiện, dốc hết sức tấn công. Mà bên này, Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh cũng nghĩ như Lâm Thanh Diện, khi đối phương đặt chân thế giới này sẽ lập tức tiêu diệt toàn bộ bọn chúng ba người vận sức chờ phát động, Đợi đến thời khắc tấn công, lúc này, dường như tất cả đều dừng lại, lâm thanh diện cũng có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Mà lúc này, trong đường núi truyền tống ba người tiểu nguyệt không hề hay biết. Đường núi truyền tống này là thương nguyên giới dùng gần 200 năm bí mật tạo ra. Lần trước tiểu nguyệt đi tới đây cũng là thông qua đường núi truyền tống này, sau này mấy người thanh trúc cũng vậy, chưa từng xảy ra sai sót. Bởi vậy, bọn họ cũng không cho rằng, những người trên địa cầu này sẽ cảm giác được đường núi truyền tống này ánh mắt hai người tố nghĩa và triệu nhân sâu thẳm đây là lần đầu tiên bọn họ đi vào địa cầu đã sớm nghe nói trên địa cầu cỏ cây tươi tốt phong cảnh xinh đẹp hiện bọn họ đúng là rất chờ mong nhìn thế giới này một chút khoảng cách đất liền đã càng ngày càng gần ánh mắt hai người triệu nhân và tố nghĩa tràn đầy chờ mong trái lại vẻ mặt tiểu nguyệt đầy ưu phiền thương nguyên giới lần này từ biệt là cả đời không gặp nữa cửa đường núi truyền tống mở ra mấy người tiểu nguyệt đi tới nơi này long ngâm thức hóa tuyết trưởng, kinh thiên lôi biến. Ba người vừa hạ xuống đất, ba cỗ khí tức cường đại lập tức tấn công về phía ba người bọn họ. Tiểu Nguyệt không khỏi giật mình, phía trước, một đầu kim long khổng lồ trong miệng mang theo lửa nóng hừng hực. Tiểu Nguyệt há hốc miệng, ở trước mặt cô ta, một dáng người thẳng tắp đang đợi mình. Lâm Thanh Diện, chương 1350, tôi tin cô. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Lâm Thanh Diện kinh ngạc nhìn qua, quả nhiên, Tiểu Nguyệt đang đứng ở trong ba người của Thương Nguyên giới vừa tới. Quả cầu lửa trong miệng Kim Long vận sức chờ phát động, Tiểu Nguyệt nhìn đầu rồng khổng lồ, nhiều ngày không gặp, thực lực tên này có vẻ tăng thêm rất nhiều. Tiểu công chúa tránh ra, đám tống nghĩa hét lớn, không hổ là cường giả thần cảnh, khi cảm giác được không thích hợp trước tiên vào tới trước người Tiểu Nguyệt, trực tiếp điều động khí tức toàn thân. Quyết sống mài, hai bên đều sẽ không nương tay, chỉ là, phía Lâm Thanh Diện đã đi trước một bước gây rối loạn giành được tiên cơ. Mấy người tống nghĩa trực tiếp dùng lực hồn ngưng tụ thành vách tường dày đặc, nhưng đã muộn, trước khi vách tường được ngưng tụ thành hình, hóa tuyết trương quý trường thanh đã lập tức đuổi tới, đánh thẳng vào người tống nghĩa. Cùng với đó, sắc trời đại biển, đỉnh côn luân, một đám mây điện cường đại nhanh chóng hình thành, sau đó, một tia xét bổ thẳng đến người triệu nhân. Một chiều của Lý Mộ Bạch chính là đến từ cường giả tối đỉnh thần cảnh, dù bây giờ Lý Mộ Bạch kém hơn thời kỳ đỉnh cao không ít, nhưng triệu nhân căn bản không thể ngăn được một đòn này triệu nhân tỏ vẻ thống khổ hét một tiếng ngã trên mặt đất chú triệu tiểu nguyệt la lớn nhưng chính cô ta cũng đang đối mặt với kim long do lâm thanh diện nguyễn hóa ra lâm thanh diện trao mày vừa nhìn thấy tiểu nguyệt phản ứng đầu tiên của anh chính là cô gái này thật to gan thế mà còn dám tới nơi này mà ý nghĩ này sau đó cứ dần dần chiếm lấy đầu óc của lâm thanh diện bởi vì Lúc này Tiểu Nguyệt nhìn giống hệt khi vừa mới gặp cô ta, tái tạo nhục thân thương nguyên giới đúng là rất mạnh. Nếu lão tiên sinh lý mộ bạch cũng có thể như vậy, vậy chẳng phải là, nghĩ vậy, thần hồn của Lâm Thanh Diện nhanh chóng lan ra, trực tiếp khống chế rồng khổng lồ lại. Nhìn miệng rồng khổng lồ dường như có thể nuốt chừng tất cả ngọn lửa, trong lòng Tiểu Nguyệt không khỏi cảm khái, mới hơn một tháng, chẳng lẽ ngay cả một chiều của Lâm Thanh Diện mình cũng không tiếp được sao? Nghĩ vậy, Tiểu Nguyệt nhắm mắt lại tất cả thương nguyên giới đã khiến cô ta thất vọng cực độ, không ngờ giây phút đầu tiên đi vào địa cầu cô ta đã bị Lâm Thanh Diện và hai người thực lực cường giả bao vây tấn công. Bị tấn công như vậy, Tiểu Nguyệt chỉ có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, căn bản không có khả năng ngăn cản dù là một chiều. Cô ta nhắm mắt lại, nếu như đây chính là số mệnh của cô ta thì cô ta lựa chọn bình yên tiếp nhận. Nhưng mà ba giây trôi qua, xung quanh cô ta cũng không có bất kỳ điều gì khác thường, cảm giác nóng rực trước mặt, dường như cũng dần nguội đi gió khẽ thổi thế mà còn có chút dễ chịu đây là có chuyện gì tiểu nguyệt mở to mắt sông khổng lồ trước mặt đã biến mất nhưng trên cổ cô ta nhanh chóng chuyển đến một trận lạnh buốt lâm thanh diện cầm kiếm trảm tiên trong tay đứng trước mặt cô ta lúc này trảm tiên đang kề trên cổ tiểu nguyệt vì sao cô vẫn còn đến đây lâm thanh diện lạnh lùng hỏi tiểu nguyệt nhìn lâm thanh diện người đàn ông này từng giết mình đồng thời cũng từng bị mình làm bị thương sau mấy giây, trên mặt cô ta xuất hiện một nụ cười khổ, "Đúng vậy, vì sao tôi còn muốn tới đây? Nói thật, tôi cũng không biết, anh thông minh như vậy, có thể cho tôi một đáp án hay không?" Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, trong lòng tự nhủ, cô gái này sao lại trở nên biên biên khùng khùng vậy. Lấy lại tinh thần, Lâm Thanh Diện tiếp tục nói, "Bây giờ cô đã không phải là đối thủ của tôi, còn nữa, hai kẻ giúp cô đều đã bị thương, nói ra ý đồ cô đến, tôi có thể khiến cô chết thoải mái một chút." Lần này tôi tuyệt đối sẽ không thả thần hồn của cô nữa. Tiểu Nguyệt nhìn triệu nhân và tố nghĩa ngã trên mặt đất, thương hại hai người bọn họ, lần đầu tiên tới địa cầu, lại rơi vào tình cảnh như thế. Lâm Thanh Diện, nếu như tôi nói cho anh vì sao tôi lại tới đây, anh sẽ bỏ qua cho chúng tôi sao? Tiểu Nguyệt lạnh giọng nói với Lâm Thanh Diện. Buông tha các người ư, ồ, cô cảm thấy có khả năng sao? Nếu tôi đoán không lầm, cô đã thông báo về khu rừng sương mù cho thương nguyên giới, bằng không, trước đó cũng sẽ không phá hủy phong ấn trên đường núi truyền tống mãnh liệt như thế, đúng không? Lâm Thanh Diện chất vấn. Không sai, Tiểu Nguyệt nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lâm Thanh Diện, nhưng nói thật, hiện tại tôi có chút hối hận vì đã làm như thế. Lâm Thanh Diện hơi kinh ngạc, nhưng sau đó ánh mắt lạnh lùng nói, đừng giả vờ giả vịt nữa, thương nguyên giới các người chính là một đám cường đạo, hôm nay tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã tới nơi này lần nữa. Nói xong, Lâm Thanh Diện xoay lưới đao lại gần cổ đối phương thêm một chút. Một tia máu tươi lập tức chảy ra từ cần cổ trắng nõn của Tiểu Nguyệt. Lâm Thanh Diện, anh vì thế giới của anh, tôi vì thế giới của tôi, trước đó tôi tưởng tất cả những gì tôi làm đều đúng, hiện tại xem ra, tôi sai rồi, Tiểu Nguyệt nói, trong hốc mắt lấp lánh mắt. Mỹ nhân rơi lệ, Lâm Thanh Diện khó tránh khỏi cảm thấy hơi xúc động, hơn nữa, Lâm Thanh Diện có thể cảm giác được, lúc này nước mắt của Tiểu Nguyệt không phải là giả vờ. Lâm Thanh Diện, cậu biết cô gái này sao? Hai người Lý Mộ Bạch đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện hỏi. Lúc này, hai người Tống Nghĩa và Triệu Nhân đã bị những người còn lại của chúng thần điện trói chặt lại rồi. Bọn họ vốn chưa chạy bao xa, vốn nghĩ xem một trận đại chiến kinh tâm động phách, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, nhưng không ngờ trận chiến lại kết thúc nhanh như vậy. Điều này khiến bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng cùng lúc cũng có thêm lòng tin đối với thời điểm tương lai đối mặt thương nguyên giới. Không sai, lão tiền bối lý cô gái này chính là tiểu công chúa mà tôi đã nhắc đến trước đó lâm thanh diện nói thì ra là tiểu công chúa của thương nguyên giới nói như vậy từ bách tranh chắc là ba cô nhỉ lý mộ bạch vuốt dâu hỏi nghe vậy tiểu nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ ba sao tôi coi ông ta là ba nhưng ông ta chưa từng coi tôi là con gái nói xong cô ta nhìn âm sóc dương nói lâm thanh diện không phải anh muốn biết tại sao tôi lại tới nơi này lần nữa sao tôi nói cho anh Cô ta hơi dừng một chút, trầm giọng nói, tôi tới nơi này lần nữa, là vì tìm ra người sử dụng kiếm Trảm Tiên. Lâm Thanh Diện có vẻ sướng sờ, xem ra mình đoán không lầm, hôm đó sau khi kiểm Trảm Tiên đến Thương Nguyên Giới, quả nhiên đã có tác dụng khiến đám người Thương Nguyên Giới khiếp sợ. Nhưng Lâm Thanh Diện biết, Tiểu Nguyệt đã từng nhìn thấy mình sử dụng kiếm Trảm Tiên, tất nhiên sẽ thông báo chuyện chủ nhân hiện tại của kiếm Trảm Tiên chính là Lâm Thanh Diện cho Thương Nguyên Giới. Nhưng hơn 10 ngày qua, đường núi truyền tống lại yên tĩnh khác thường, điều đó nằm ngoài dự đoán của Lâm Thanh Diện. Nói như vậy, chỉ có một khả năng. Lâm Thanh Diện hỏi, chắc là, cô cũng không nói tình hình thực của kiếm trảm tiên cho người thương nguyên giới các người biết. Tiểu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện, khẽ gật đầu, nếu tôi báo cáo, anh cảm thấy, hôm nay tới đây chỉ có vẻn vẹn sẽ ba người chúng tôi hay sao? Lâm Thanh Diện cẩn thận suy nghĩ, đúng là như Tiểu Nguyệt nói. Ha ha, xem ra mặt trời mọc từ phía tây sao, có thế nhưng là tiểu công chúa của thương nguyên giới, chẳng lẽ cô lại không nói cho thương nguyên giới chuyện như vậy? Tôi làm sao tin được chứ? Lâm Thanh Diện cười ta nói, anh biết, cô gái tiểu nguyệt này rất mưu mẹo, nhất định phải cẩn thận đề phòng cô ta. Nói thật, chính tôi cũng không tin, tiểu nguyệt khẽ than, sau đó, cô ta nói chuyện mình bị từ tuyết nhi đối xử như thế nào, lại đem chuyện mình và thương nguyên giới làm nhiều chuyện như vậy nhưng lại không được ba coi trọng toàn bộ nói cho Lâm Thanh Diện. Nghe xong, Lâm Thanh Diện nhíu chặt mày nhìn cô ta, mấy người chu tước bên cạnh tiến lên nói, điện chủ, người thương nguyên giới đều không phải người tốt, anh cũng không thể nhân từ. Đúng đấy, cậu chủ Lâm, dù cô gái này dáng vẻ rất xinh đẹp, nhưng theo kinh nghiệm cô gái nhiều năm của tôi thì phụ nữ càng xinh đẹp càng sẽ nói láo. Trung Tài cũng nói, Tiểu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện, trong lòng cô ta hiểu rất rõ, thương nguyên giới và thế giới này có mối thù không đội trời chung, mà bản thân cô ta là người thương nguyên giới, Giờ lại bị mấy người Lâm Thanh Diện khống chế đối phương gần như không có khả năng buông tha mình. Tôi biết, anh sẽ không tin tôi, ra tay đi." Tiểu Nguyệt nói. "Điện chủ, ra tay đi." "Đúng vậy, cậu Lâm, người phụ nữ này toàn nói dối, giết cô ta đi." Đám người nhao nhao nói. Nhưng Lâm Thanh Diện nhìn Tiểu Nguyệt, kiếm trảm tiên trong tay từ từ hạ xuống. Mọi người trợn mắt há mồm, Tiểu Nguyệt cũng cũng rất kinh ngạc. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, âm thanh lạnh lùng nói tôi tin cô không phải vì điều gì khác mà bởi vì lời nói hôm đó cô nói khi hấp hối ở khu rừng sương mù tiểu nguyệt hơi kinh ngạc hôm đó sau khi té xuống vách núi cô ta lập tức hôn mê không nhớ được đã xảy ra chuyện gì chỉ là sau khi tỉnh lại đã bị lâm thanh diện một kiếm đâm xuyên tim dù tiểu nguyệt không nhớ rõ nhưng lâm thanh diện lại nhớ rất rõ ràng hôm đó lúc hôn mê tiểu nguyệt đã nói đến chuyện ở thương nguyên giới mình không được ba và chị gái tiếp nhận mặc dù đứt quáng nhưng là lâm thanh diện cũng thấy cảm động bây giờ xem ra cô gái này không hề nói láo hoàn cảnh của cô có vẻ giống mình anh thật tin tưởng tôi ư tiểu nguyệt kinh ngạc hỏi lâm thanh diện ánh mắt trầm tính không sai năm đó mình cũng là con rơi nhà họ lâm không được mẹ đẻ chào đón hoàn cảnh hai người sao mà giống nhau lâm thanh diện nếu hôm nay anh thả chúng tôi tôi dám cam đoan sau này sẽ ở ẩn cả đời tuyệt đối không tham dự vào chuyện phân tranh giữa thương nguyên giới và nơi này của các người tiểu nguyệt nói cô cảm thấy tôi sẽ tin lời của cô nói sao huống hồ còn có hai người này lâm thanh diện lạnh lùng nói tiểu nguyệt vội vàng nói chú tống và chú triệu đều là người tốt anh phải tin tưởng tôi tin tưởng cô lâm thanh diện lạnh lùng nhìn tiểu nguyệt một cái nói người đâu giam ba người bọn họ ra phía sau núi tuân lệnh dù mọi người không hiểu nhưng lệnh của lâm thanh diện bọn họ cũng không dám chống lại đành phải dẫn ba người này đến phía sau núi nhốt lại sau khi mọi người đi rồi lý mộ bạch tiến lên hỏi lâm thanh diện dù tôi biết cậu có dụng ý của cậu nhưng lão phu vẫn không hiểu sao cậu phải giữ bọn họ lại đúng vậy điện chủ bọn họ nhưng là người của thương nguyên giới quý trường thanh cũng lo lắng hỏi lâm thanh diện nhìn hai người này bình tĩnh nói lý lão tiền bối hôm nay một đòn kia của ông tia xét biến đổi thực kinh người, so với thời kỳ đỉnh phong của ông thì thế nào? Lý Mộ Bạch khẽ vuốt sợi dâu, có chút kiêu ngạo nói ra, nếu là thời kỳ đỉnh cao, tên thần cảnh triệu nhân đó đã biến thành cho bụi rồi, làm sao còn sống sót chứ? Chính vậy, Lâm Thanh Diện nói ra, trước đó, Tiểu Nguyệt và Lão Tiền Bối giống nhau, chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng bây giờ nhìn lại, đã không khác gì người bình thường, tôi đang nghĩ, có phải chúng ta cũng có thể lợi dụng bí thuật tái tạo nhục thân của thương nguyên giới hay không? Như vậy, nếu lão tiền bối lý có thể tái tạo nhục thân, thực lực chúng ta sẽ tăng thêm một bước. Nghe vậy, Lý Mộ Bạch cảm thấy kinh hãi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại có thể nghĩ khía cạnh này. Dù mình đã uống đan dược luyện chế hồn đan sự, nhưng dù sao đây là đan dược, cũng không thể khôi phục trạng thái nhục thân chân chính, nếu là có thể tái tạo cơ thể mới, Lý Mộ Bạch tự tin, thực lực của mình nhất định có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lâm Thanh Diện, không ngờ cậu nhìn xa trông rộng như thế xem ra trước đó chúng tôi đều hiểu lầm rồi, quý trường thanh cảm khái nói, sau đó có vẻ u sầu, chỉ là, bí thuật tái tạo nhục thân thương nguyên giới huyền diệu như thế, không biết cô gái tiểu nguyện đó có biết hay không, dù biết, e là cũng rất khó nói cho chúng ta biết. Yên tâm, tôi sẽ để khiến cô ta mở miệng, lâm thanh diện tự tin nói, lập tức đi về phía sau núi. Trường 1351, tôi thích phụ nữ thành thục ngọn núi phía sau chúng thần điện vốn là nơi ở từ nhiều năm nay của lý mộ bạch nhưng bây giờ lại trở thành nơi giam giữ tiểu nguyệt và mấy người khác đáng thương cho tống nghĩa và triệu nhân đây là lần đầu tiên hai người bọn họ tới nơi này còn chưa kịp cảm nhận sự nguy nga tráng lệ của dãy núi côn lôn thì bản thân đã bị thương nặng còn biến thành tù nhân trong núi ẩm ướt bên trong tràn ngập sương mù lâm thanh diện đi tới đây còn chưa kịp tiến vào đã nhìn thấy bọn người thanh long đang canh giữ ở cổng điện chủ thanh long chào hỏi lâm thanh diện bọn họ thế nào rồi có nói cái gì không lâm thanh diện hỏi thanh long lắc đầu bản thân hai người đàn ông kia bị thương nặng đã không nói ra lời mà cô gái thì nhìn có vẻ rất là lo lắng cho vết thương của hai người đó đồng thời cũng rất sầu não vẻ mặt lâm thanh diện bình tĩnh cất bước đi lên phía trước lúc đi ngang qua người chu tước lâm thanh diện lại nghe thấy chu tước nhỏ giọng thầm thì hừ quả nhiên con gái có ngoại hình đẹp vẫn là có lợi lâm thanh diện dừng bước nhìn chu tước cô nói thế có ý gì vậy chẳng lẽ cô cảm thấy tôi là người đàn ông chỉ nhìn ngoại hình của người khác sao chẳng lẽ không đúng thế à chu tước ngẩng đầu nhìn lâm thanh diện nói nếu anh không vì cô ta xinh đẹp thì tại sao vừa rồi không giết cô ta cô sai rồi tôi không giết cô ta không phải bởi vì cô ta xinh đẹp huống chi cô ta cũng không xinh đẹp đến mức như vậy ít nhất là so với cô cô ta còn kém xa Lâm Thanh Diện khẽ cười nói. Chu Tước bị Lâm Thanh Diện tán dương ngay trước mặt sắc mặt đỏ lựng lên, trong miệng lý nhí, anh này, còn giữ dáng vẻ của đương kim điện chủ nữa không đấy, sao có thể nói như vậy chứ? Vốn chính là như vậy mà, tôi thích phụ nữ thành thục. Lâm Thanh Diện nhỏ giọng nói, sắc mặt Chu Tước càng đỏ hơn, Lâm Thanh Diện chỉ mỉm cười, quay người đi vào trong lòng núi. Một lúc lâu sau, Chu Tước mới cảm nhận được ý tứ khác từ trong lời nói của Lâm Thanh Diện được lắm lâm thanh diện anh nói tôi già sau khi đi vào trong ngọn núi rất nhanh lâm thanh diện đã nhìn thấy ba người tiểu nguyệt lúc này ba người đang bị xiềng xích được chế tạo từ thép không gì trói riêng vào tảng đá ở ba ngọn núi khác nhau hai người triệu nhân và tố nghĩa cúi đầu quần áo tả tơi khác rất nhiều so với lúc vừa mới tới đây còn tiểu nguyệt chưa bị cảm lạnh thì ánh mắt lại trống rỗng sau khi cô ta nhìn thấy lâm thanh diện cũng không có phản ứng gì quá kích động phía trước bà tảng đá lớn, phi thiên lão thử trung tài đang mang theo hai người đứng ở đó, trên tay đang loay hoay lấy thứ gì đó. Các người đang làm gì vậy? Lâm Thanh Diện đi lên hỏi. Cậu chủ Lâm, ngài tới rồi à, trung tài hít mắt cười nói, trên tay anh ta là một khối đã bị đốt nóng đỏ bừng như bàn ủi. Lâm Thanh Diện nhíu chặt lông mày lại, ngay lập tức đã đoán ra bọn họ muốn làm gì. Các người đang dự định nghiêm hình bức cung à? Lâm Thanh Diện hỏi. Đúng vậy, cậu chủ Lâm, Cô gái này từ lúc vào đây đến bây giờ hỏi cái gì cô ta cũng đều giống như câm niếc không nên một tiếng, cái gì cũng không nói, tôi định cho cô tay biết tay thử xem." Trung tài nói, "Cậu chủ Lâm anh yên tâm đi, cho tôi 2 giờ, tôi cam đoan cô ta sẽ nói ra hết tất cả." Ghế hùm nước ớt nóng đều đã làm xong hết rồi. Mặt Lâm Thanh Diện đen lại, đám người trung tài này thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm ra. "Các người ra ngoài đi." Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. "Cậu chủ Lâm, chuyện này chấm ngoặc kép ra ngoài lâm thanh diện lớn tiếng nói đám người trung tài đành phải bỏ bàn ủi trong tay ra cùng nhau đi ra ngoài lâm thanh diện đi tới trước mặt tiểu nguyệt ánh mắt lạnh như băng vì sao anh không để bọn họ sử dụng cực hình với tôi tiểu nguyệt mở miệng nói ra lâm thanh diện không nói gì hồn niệm khẽ động xiềng xích trên người tiểu nguyệt liền bị bẻ gãy tiểu nguyệt rất giật mình sau khi dây xích trên người rơi ra cô ta cũng cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều anh đây là có tôi ở đây cô bị trói hay không bị trói cũng như nhau cả lâm thanh diện lạnh giọng nói ánh mắt tiểu nguyệt trở nên ảm đạm xuống quả thực là với thực lực bây giờ của lâm thanh diện chỉ dựa vào cô và hai cường giả có cảnh giới thần cảnh nhưng đang bị thương thì hoàn toàn không thể chạy thoát khỏi tay anh được anh còn muốn hỏi cái gì tiểu nguyệt nói bí thuật tái tạo nhục thân cô có biết không? Lâm Thanh Diện đi thẳng vào vấn đề, đây mới là câu hỏi anh quan tâm nhất. Bí thuật, Tiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, nếu tôi nói cho anh rồi, có phải anh sẽ giết chết tôi đúng không? Cái này còn phải xem mức độ thẳng thắn của cô như thế nào, hơn nữa, bây giờ cô cũng không còn vốn liếng để có kè mặc cả với tôi nữa. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Thật sao, trong mắt Tiểu Nguyệt lóe lên ý cười, tôi lại không cảm thấy như vậy, nếu như tôi nhất quyết không nói ra thì chẳng phải anh sẽ không giết tôi ư? Cô có thể thử một chút. Ánh mắt Lâm Thanh Diện lạnh như băng, tâm cơ của cô gái này trước đó anh đã được lĩnh giáo qua, cho dù là bất cứ lúc nào, dường như cô gái này cũng có con át chủ bài của mình. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện quyết định chiếm cứ ưu thế chủ đạo. Anh nhìn hai người Triệu Nhân và Tống Nghĩa đang bị trói ở bên cạnh, lập tức nói ra, hai người bọn họ đều là thuộc hạ của cô đúng không? Tiểu Nguyệt lập tức ý thức được Lâm Thanh Diện định làm gì, vội vàng hỏi: "Anh muốn làm gì?" Lâm Thanh Diện hoàn toàn không để ý tới đối phương, khẽ vươn tay, kiếm trảm tiên lập tức xuất hiện trên tay. Thực lực của hai người này đều đã đạt đến thần cảnh, cho dù như thế nào thì giết hại người bọn họ, cường giả có cảnh giới thần cảnh của Thương Nguyên giới sẽ bớt đi hai người. Cô biết là nhà họ Lâm chúng tôi lập nghiệp dựa vào việc làm ăn, tôi là người làm ăn, cuộc mua bán này có lời. "Không được, Lâm Thanh Diện!" anh không thể làm như vậy. Tiểu Nguyệt vội vàng nói, hai người bọn họ có ân với tôi, anh muốn giết thì cứ giết tôi đi. Không nhìn ra là cô lại có nghĩa khí như thế đấy, nếu đã như vậy thì cô mau nói ra đi. Lâm Thanh Diện uy hiếp nói. Tiểu Nguyệt cắn môi, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Tái tạo nhục thân, đây chính bí thuật bất truyền của thương nguyên giới, cũng chỉ có công chúa như cô ta mới có thể biết phương pháp cụ thể của bí thuật này. Được rồi, tôi nói. Cuối cùng, Tiểu Nguyệt cũng hạ quyết tâm, chỉ có điều Lâm Thanh Diện, tôi muốn anh hứa với tôi là sau khi tôi nói ra bí thuật này rồi, anh phải thả ba người chúng tôi đi. Được, lần này, Lâm Thanh Diện ngược lại không tiếp tục làm khó đối phương. Tôi tin tưởng lời nói của cậu chủ nhà họ Lâm đáng giá ngàn vàng, chắc chắn sẽ không đổi ý. Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, sau đó lại tiếp tục nói ra, cho dù tôi có nói bí thuật tái tạo nhục thân cho anh thì anh cũng không thể nào sử dụng được, bởi vì yêu cầu của nó thật sự là quá hà khắc với lại hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp để sử dụng bí thuật như vậy. Thật sao, cô nói thử xem, Lâm Thanh Diện hỏi, đứng ở trước mặt Tiểu Nguyệt lắng nghe. Cùng lúc đó, thần hồn của anh đã dung hợp với kiểm trảm tiên, lúc này kiếm trảm tiên đang lơ lửng ở giữa không chung, chỉ cần Tiểu Nguyệt bên này có một chút hành động lệch lạc là Lâm Thanh Diện sẽ ngay lập tức có thể xử lý tất cả bọn họ. Đương nhiên là Tiểu Nguyệt biết điểm này, cô ta bình tĩnh nói ra, bí thuật tái tạo nhục thân nói ra thì rất đơn giản nhưng làm lại khá khó khăn, bởi vì nó cần một thứ mà địa cầu các anh thiếu thốn nhất, linh khí. Linh khí, Lâm Thanh Diện cao chặt lông mày lại, vốn nơi này của chúng tôi là một nơi có linh khí dư giả, cũng bởi vì các người cướp đi mất cho nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu Nguyệt cắn môi, Lâm Thanh Diện nói đúng là sự thật, bởi vì thương nguyên giới cướp đoạt nên linh khí trên địa cầu mới có thể trở nên thưa thất như thế. Linh khí là thứ vô cùng có ích, lúc tái tạo nhục thân cần một lượng linh khí rất lớn để gói ghém hồn phách lại nuôi dưỡng nó đồng thời còn cần một viên hồn đan trải qua thời gian một tuần mới có thể thành công tiểu nguyệt nói chính là như vậy sao lâm thanh diện hỏi tiểu nguyệt khẽ gật đầu không sai chính là như vậy tôi không hề lừa anh chỉ là chuyện này hơi khó khăn đối với các anh một chút thật sao khóe miệng lâm thanh diện hơi cong lên nếu như đổi lại trước đó thao tác như vậy quả thực là khó hơn lên trời nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ có như thế. Nói xong, Lâm Thanh Diện móc ra từ trong túi Nguyễn Hùng mấy viên đan dược cầm trong tay. Hồn đan mà cô nói chính là cái này đúng không? Tiểu Nguyệt chăm chú nhìn lại, giật nảy cả mình, "Anh, tại sao anh lại có thể có thứ này?" "Đương nhiên là lấy được từ trong tay người thương nguyên giới các người." Lâm Thanh Diện khinh miệt nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Nguyệt cắn môi một cái, xem ra người trẻ tuổi trước mắt này mới là mối đe dọa lớn nhất đối với thương nguyên giới chỉ có điều bây giờ lâm thanh diện đã không thể so sánh với lúc trước anh bây giờ đã không còn là người tùy tiện để người khác đánh giết nhưng anh có đàn dược này cũng không có tác dụng gì mấu chốt là linh khí tôi biết linh khí ở rừng rậm sương mù vô cùng dư giả nhưng linh khí đó trôi nổi hoàn toàn không thể sử dụng được cũng không thể gói ghém hồn phách vào trên thân cho nên tất cả những lời tôi vừa mới nói đối với các anh đều là vô ích Tiểu Nguyệt nói. Chỉ là lần này, Lâm Thanh Diện lại muốn khiến cô ta thất vọng. Hiện tại Lâm Thanh Diện đã có thể tùy tiện dùng thần hồn khống chế linh khí trong cơ thể của mình. Chỉ hơi tản mát ra một chút, nhìn thấy đám sương mù màu trắng quen thuộc này, Tiểu Nguyệt đã hoàn toàn sợ ngây người. Chuyện này, chuyện này sao có thể, sao anh có thể mạnh như vậy, nhìn qua giống như anh có thể tùy ý điều khiển những linh khí này vậy. Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói. Nhắc đến cái này còn phải cảm ơn cô đã ban tặng. Lâm Thanh Diện khẽ cười nói, nhanh chóng thu hồi linh khí lại. chương 1352, nghĩ lại. Hôm đó ở rừng rậm sương mù, nếu Lâm Thanh Diện không bị tiểu nguyệt cưỡng ép ở cốc linh tê thì cũng sẽ không rơi xuống vách núi, đương nhiên cũng sẽ không phát hiện ra hang động mà ma thần Tu La đã từng ở lại, từ đó cũng hoàn toàn không thể nào tu hành được linh thuật, tụ tập linh khí. Lâm Thanh Diện, anh thật sự khiến cho tôi lau mắt mà nhìn. Tiểu Nguyệt từ đáy lòng nói. Nếu như nói đến lần trước, lúc đối mặt với Lâm Thanh Diện, Tiểu Nguyệt còn có thể áp chế được Lâm Thanh Diện nhưng bây giờ, khi đứng trước Lâm Thanh Diện Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có sức đánh trả lại. Bây giờ tôi thật sự hối hận, lúc ở nhà họ Lâm đã không giết anh từ sớm. Tiểu Nguyệt tự diễu nói, Lâm Thanh Diện cũng mỉm cười, thời gian chúng ta quen biết cũng không ngắn, số lần liên hệ cũng rất nhiều, tôi thực sự rất tò mò là vì sao trước kia cô không xuống tay với tôi, tại sao tại cảm thấy tôi không thể tạo thành uy hiếp với cô sao tiểu nguyệt khẽ gật đầu quả thực là như thế nhưng lúc đó tất cả tinh lực của tôi đều đặt hết vào việc tìm kiếm linh nguyên đối với anh thì chỉ nghĩ là cố gắng kiềm chế anh tới khi tôi phát hiện ra thì anh đã trở nên vô cùng khủng bố còn lúc muốn tiêu diệt anh thì đã vượt quá khả năng của tôi rồi cho nên nói cơ hội chỉ có một lần phải xem cô có cơ hội hay không thôi lâm thanh diện nói lặng lẽ nhìn về phía Tiểu Nguyệt, bây giờ cơ hội giết cô cũng đang bày ra trước mặt tôi, cô cảm thấy tôi sẽ bỏ lỡ ư. Lâm Thanh Diệt, anh, Tiểu Nguyệt nghe vậy, nhíu chặt lông mày lại, tôi đã nói phương pháp tái tạo nhục thân với anh rồi, chẳng lẽ anh lại thất tín với tôi à? Không phải anh đã nói là sẽ thả ba người chúng tôi ư? Anh định làm trái lời hứa. Khóe miệng Lâm Thanh Diện khẽ nhếch lên, nói thật, hai tên cao thủ thần cảnh cộng thêm một cô công chúa nhỏ của thương nguyên giới, Chiến công như vậy bày ra trước mặt, không lấy thì hơi không còn gì để nói. Lâm Thanh Diện, anh, anh thật sự là vô liêm sỉ." Tiểu Nguyệt phẫn nộ nói, trong mắt mang theo nước mắt. "Hừ, nói đến vô liêm sỉ, ai có thể so sánh được với Thương Nguyên giới các người?" Lâm Thanh Diện nói. Tiểu Nguyệt cắn môi, trong hai tròng mắt của cô ta hiện đầy tơ máu. "Lâm Thanh Diện, nếu như anh thật sự muốn giết thì giết một mình tôi thôi, tôi van xin anh hãy tha cho hai người bọn họ." Tiểu Nguyệt nói, Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, lạnh lùng nói, hai người bọn họ là cao thủ thần cảnh, nếu như tôi tha cho hai người bọn họ, ai biết tương lai trên thế giới này của chúng tôi sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay hai người bọn họ chứ? Lâm Thanh Diện, Tiểu Nguyệt hoàn toàn suy sụp, ở trước mặt Lâm Thanh Diện cô cảm thấy có cảm giác bất lực trước nay chưa từng có. Vì sao, vì sao ở thương nguyên giới cha tôi lại lạnh nhạt đối với tôi, chị tôi thì khắp nơi nhằm vào tôi bây giờ tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống nốt quãng đời này nhưng lại bị rơi vào kết cục như thế tiểu nguyệt khóc kể lể vô tình nhất là đế vương chỉ trách tiểu nguyệt lại là công chúa nhỏ của thương nguyên giới hơn nữa cô ta còn là một cô công chúa bị người ta vứt bỏ lâm thanh diện nhìn tiểu nguyệt ngã ngồi dưới đất thuốc thít khóc sự lạnh lùng trong mắt dần dần biến mất tất cả những lời lâm thanh diện vừa nói đều chỉ để muốn thử thăm dò đối phương bây giờ lâm thanh diện đã xác định được tiểu nguyệt này không hề nói dối lần này cô ta tới thế giới này cũng chỉ vì muốn thoát khỏi thương nguyên giới mà thôi buông tha cho các người cũng không phải là không được lâm thanh diện bình tĩnh nói tiểu nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lâm thanh diện anh anh đừng lừa tôi tôi đã chịu đủ lừa gạt rồi thật xin lỗi cô là một cô gái giỏi tâm kế nên tôi nhất định phải xác định được ý tưởng chân thật của cô rồi mới có thể đưa ra quyết định sau cùng được lâm thanh diện nói tiểu nguyệt không lên tiếng nếu đổi lại là cô ta bắt được lâm thanh diện chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Vậy anh thật sự đồng ý buông tha cho ba người chúng tôi ư? Tiểu Nguyệt nói. Cũng được, Lâm Thanh Diện chắc chắn nhìn Tiểu Nguyệt nói, cô phải nhớ kỹ, tôi khác với đám người cặn bã thương nguyên giới kia, tôi nói lời giữ lời, tuyệt không làm trái lời hứa. Lâm Thanh Diện, Tiểu Nguyệt nhìn Lâm Thanh Diện, nếu đổi lại là trước đó, Lâm Thanh Diện dám can đảm vũ nhục thương nguyên giới thì cô ta nhất định sẽ dựa vào lý lẽ để biện luận lại nhưng từ sau lần tàn hồn thoát ly trở lại thương nguyên giới, trong khoảng thời gian này Tiểu Nguyệt xem như đã hoàn toàn nhận rõ vị trí của mình ở thương nguyên giới, cũng coi như là hoàn toàn nhận rõ vẻ mặt ghê tởm của Từ Tuyết Nhi. Lâm Thanh Diện nói tuyệt không sai, rất nhiều người của thương nguyên đều là cặn bã. Tiểu Nguyệt bắt đầu nghĩ lại, cô ta dần dần cảm thấy tất cả tín ngưỡng của mình trước đó đang từ từ sụp đổ. Đúng vậy, những linh khí này vốn thuộc về địa cầu, thương nguyên giới không ngừng cướp đi, đối với địa cầu mà nói thì đây không phải là một loại xâm lược ư. Lâm Thanh Diện, anh nói đúng, anh yên tâm, lần này anh thả ba người chúng tôi thì từ nguyệt tôi xin thề với trời là cho dù sau này. Thương nguyên giới có xảy ra chiến tranh với các người tôi cũng sẽ không tham dự, càng sẽ không làm nội gián cho thương nguyên giới. Tiểu Nguyệt nói, thân là công chúa của thương nguyên giới, cô ta có thể nói ra lời như vậy, có thể đoán được rằng cô ta đã quyết tâm lớn nhường nào, nhưng chuyện này cũng đại diện cho việc cô ta đã hoàn toàn buông bỏ những tín ngưỡng của mình với thương nguyên giới. Nhưng cho dù là như vậy thì Lâm Thanh Diện cũng không yên lòng. Là sự tồn tại với mục đích dẫn đầu thế giới này chống lại thương nguyên giới, Lâm Thanh Diện không cho phép xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Phải biết rằng bất kỳ một sai lầm rất nào cũng có thể đưa đến sự hy sinh của người bên phía Lâm Thanh Diện, cuối cùng thua cuộc. Tôi tin tưởng những lời cô nói nhưng nếu ba người các cô muốn rời đi thì vẫn phải đồng ý với một yêu cầu của tôi lâm thanh diện nói yêu cầu gì tiểu nguyệt hỏi lâm thanh diện nhìn cô ta đồng thời lại hơi liếc nhìn kia hai người cao thủ thần cảnh đang bị thương kia lập tức nói tôi muốn các người bỏ đi tất cả tu vi của mình cái gì anh anh muốn chúng tôi bỏ đi tất cả tu vi của mình tiểu nguyệt giật nảy mình không sai không phải cô muốn làm một người bình thường à vậy thì tốt rồi Bỏ đi tu vi rồi cô sẽ có thể làm một người bình thường, Lâm Thanh Diện kiên định nói. Cơ thể Tiểu Nguyệt không ngừng run rẩy, nói thế nào thì cô ta cũng có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy cũng không phải một sớm một chiều có thể tu hành thành công, chớ đừng nói chi là hai người Tống Nghĩa và Triệu Nhân càng là tu vi thần cảnh, nếu muốn bọn họ từ bỏ, chỉ sợ bọn họ tình nguyện chết. Lâm Thanh Diện, anh cũng là người tu hành hẳn phải biết từ bỏ tu vi cũng không phải nói miệng một chút là xong, cho dù tôi muốn cũng không có cách nào làm được, trừ phi anh chặt đứt toàn bộ tay chân của tôi, nhưng nếu là như vậy thì chẳng bằng anh một đao giết chết tôi đi còn hơn. Tiếu Nguyệt nói, cô yên tâm, tôi có biện pháp của tôi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, tôi sẽ phong tỏa tu vi của các người, thời gian khoảng chừng một năm, một năm sau tu vi của các người sẽ dần dần khôi phục. Còn có phương pháp này sao? Cái anh nói tới ngay cả người thương nguyên giới chúng tôi cũng chưa từng làm được. Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi, quả thực là chưa từng nghe thấy phương pháp như vậy. Lâm Thanh Diện khẽ gật đầu, khinh miệt nói, thương nguyên giới tính là cái gì chứ, năm đó không phải là bị ma thần tu la của thế giới chúng tôi đánh cho chạy hết ư, chuyện các người không làm được chẳng lẽ cô lại cho rằng chúng tôi cũng không làm được à. Tiểu Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ, cho tới nay, trong lòng của cô ta đều nghĩ như vậy, bởi vì chính mình là người thương nguyên giới nên từ đó trong lòng đều xem thường những người tu hành trên địa cầu này. Những lời này của Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn đánh thức cô ta, đúng vậy, năm đó không phải mấy người từ Bách Tranh đã bị Mai Thần Tu La đánh chạy sau đó mới sáng lập ra thương nguyên giới sao. Nói đến, bọn họ mới là kẻ thất bại. Tôi cũng không sợ nói cho cô biết là tôi đã nhận được toàn bộ truyền thừa của Ma Thần Tu La, trong truyền thừa của anh ta có một loại bí pháp có thể khống chế lại toàn bộ tu vi của các người. Lâm Thanh Diện nói, lúc này Tiểu Nguyệt đã nói không ra lời, phong bế tu vi của mình lại, thế mà thật sự lại có bí pháp như vậy sao? Bây giờ cô cứ suy nghĩ đi, sống hay chết, tất cả chỉ cần một câu nói của cô. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, Tiểu Nguyệt nhìn hai người đang ngã trên mặt đất, lại nghĩ tới đủ loại trường hợp mình gặp phải ở thương nguyên giới. Thôi, không phải mình chỉ muốn yên lặng sống ư, thương nguyên giới gì đó, từ bách tranh gì đó, cả từ tuyết nhi nữa đều không liên quan đến mình. Được, tôi đồng ý, Tiểu Nguyệt nói, Đồng thời ngắm nhìn hai người đang thoi thóp kia, trong lòng suy nghĩ, hy vọng lúc bọn họ tỉnh lại không trách mình. Chương 1353, kết hồn ấn. Lâm Thanh Diện cũng không nhiều lời, chỉ có làm như thế anh mới có thể hoàn toàn yên tâm với Tiểu Nguyệt và cả hai người này, hơn nữa cũng chỉ có làm như thế mới có thể hiểu được ý định thật sự trong lòng Tiểu Nguyệt vào lúc này. Một người ngay cả tu vi của mình cũng bỏ được đã nói rõ là cô ta cũng từ bỏ thương nguyên giới rồi. Lâm Thanh Diện biết rõ cảm giác này, từng có lúc mình cũng bị nhà họ Lâm từ bỏ, lúc ấy vừa bị nhà họ Lâm từ bỏ, mẹ anh cũng bị nhắm vào, trong lòng anh cũng rất giống Tiểu Nguyệt. Thần hồn phát ra, Lâm Thanh Diện kích hoạt người nhỏ màu vàng trong đầu. Trong 10 ngày này, Lâm Thanh Diện ngoại trừ tu hành nửa phần sau của Huyền Công gia thì cũng bắt đầu học tập một chút bí pháp mà Ma Thần Tu La để lại. Sau khi đạt tới thần cảnh, Lâm Thanh Diện mới càng thêm cảm thán sự lợi hại của Ma Thần Tu La năm đó. Có điều đã có tới hơn 50 loại bí pháp thích hợp để tu hành thần cảnh, mà trong số đó, Lâm Thanh Diện lại tìm được một loại bí pháp thần kỳ. Kết hồn ẩn Yếu điểm chính là đem thần hồn cường đại trong cơ thể mình kết thành pháp ấn, sau đó đánh vào thể nội của đối phương, như vậy sẽ có thể phong ấn tu vi của đối phương lại. Chỉ có điều thực lực của Lâm Thanh Diện mới ở thần cảnh sơ kỳ, nếu muốn đồng thời tiến hành phong ấn cả ba người lại thì tối đa cũng chỉ có thể phong ấn trong thời gian một năm, phải biết rằng thời gian một năm đối với người bình thường mà nói xem như rất dài, nhưng đối với người tu hành hơi một tí là sống trên mấy trăm năm mà nói lại là rất ngắn. Nhưng bây giờ, Lâm Thanh Diện lại cảm thấy, thời gian một năm đã đủ rồi, bởi vì cho đến lúc đó thì ân oán giữa bên mình và thương nguyên giới cũng có lẽ đã chấm dứt. Dựa theo bí pháp yếu quyết của kết hôn ấn, dưới sự khống chế của người nhỏ màu vàng ở trong đầu, Lâm Thanh Diện chậm rãi tụ tập thần hồn chi lực ở trên năm ngón tay. Rất nhanh, trong tay lâm thanh diện hoạch quyết, giữa không chung, xuất hiện một cái pháp ẩn kỳ quái. Tiểu Nguyệt nhìn tới mức xuất thần, cô ta không ngờ người đang đứng ở trước mặt mình đã đạt được toàn bộ truyền thừa của ma thần Tu La năm đó. Mà lâm thanh diện bây giờ, xưng là thần cũng tuyệt cũng không quá đáng. Phóng, lâm thanh diện la lớn, pháp ấn giữa không trung nhanh chóng khóa chặt Tiểu Nguyệt lại. Đôi mày liễu tinh tế của Tiểu Nguyệt nhân lại, ở trong cơ thể của cô ta, hồn lực cường đại không cam tâm bị pháp ấn khống chế nên không ngừng xảy ra xung kích với pháp ẩn, nhưng rất nhanh đã bị kết hồn ẩn ép xuống, cuối cùng không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Kết hồn ẩn hoàn thành, tu vi của Tiểu Nguyệt cũng bị khóa lại. Tiểu Nguyệt thử vận khí nhưng lại phát hiện trong cơ thể mình trống rỗng, không có chút khí tức nào để mình chiến đấu. Bây giờ cô ta không khác gì một cô gái nhỏ bình thường. Dựa theo phương pháp giống nhau, lâm thanh diện cũng tiến hành kết hôn ấn đối với hai tên cao thủ thần cảnh bị trói trên hai tảng đá kia nếu không phải bản thân hai người kia bị thương nặng thì chưa chắc lâm thanh diện đã có thể thuận lợi dùng kết hồn ẩn phong ấn tu vi của hai người đó lại nhưng cho dù là như vậy lúc phong ấn triệu nhân đã đạt tới thần cảnh trung kỳ kết hồn ấn vẫn nhận phải một lực xung kích mãnh liệt từ hồn lực trong cơ thể triệu nhân sau khi đứng vững qua từng lượt xung kích lúc này khí tức táo bạo trong cơ thể đối phương mới bình tĩnh lại nhưng Lâm Thanh Diện cũng biết, đối với triệu nhân mà nói thì thời gian tối đa của phong ấn này cũng chỉ khoảng 8 tháng. Cho dù là như vậy, Lâm Thanh Diện cũng vô cùng hài lòng rồi. Hơn nữa anh cũng tin rằng, nếu như tu vi của mình được nâng cao hơn nữa thì nhất định kết hôn ấn cũng sẽ càng thêm cường đại. Bây giờ các người có thể đi rồi. Lâm Thanh Diện nói với Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, mà lúc này mấy người triệu nhân cũng đã tỉnh lại. Vết thương trên người khiến bọn họ đau đớn vạn phần, nhưng càng đau lòng hơn so với vết thương là khi bọn họ cảm nhận được rằng sau khi tỉnh lại, bọn họ phát hiện ra mình không có chút sức lực nào. Công chúa, có chuyện gì vậy, cô không sao chứ? Sau khi Tống Nghĩa tỉnh lại liền nói, sau đó ông ta nhìn Lâm Thanh Diện nói, nhóc con, cầu thủ công chúa ra, có chuyện gì thì cứ nhắm vào chúng tôi đây này. Triệu nhân cũng giống như thế, cậu thả công chúa ra, chúng ta quyết chiến. Quyết chiến, bây giờ chỉ sợ ngay cả một công nhân ông cũng không đánh lại được rồi. Lâm Thanh Diện khinh miệt nói. Triệu nhân rất nhanh không lên tiếng, quả thực bây giờ một chút sức lực ông ta cũng không có chứ đừng nói là chiến đấu cùng một người mang huyền bình cùng nội tình như Lâm Thanh Diện, bình thường người hơi có chút sức mạnh đều có thể đánh cho ông ta gào khóc. Các người đi đi, Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ những lời cô nói. Nếu như cô còn dám làm sằng làm bậy thì chỉ cần cô còn ở địa cầu của chúng tôi, cho dù cô có ở đâu thì tôi nhất định sẽ tìm ra cô, đồng thời xử lý cô lâm thanh diện nghiêm mặt nói tiểu nguyệt khẽ gật đầu chú tống chú triệu chúng ta đi thôi hai người tống nghĩa và triệu nhân hơi kinh ngạc nhưng sau đó lâm thanh diện khẽ động thần nghiệp xiềng xích trên người bọn họ cũng theo đó rơi xuống muốn đi thì đi theo tôi sau khi lâm thanh diện lạnh lùng vứt xuống một câu nói kia liền dẫn đầu đi ra ngoài ba người tiểu nguyệt không hề lên tiếng đi theo lâm thanh diện cùng nhau đi ra ngoài điện chủ đây là bên ngoài núi, mấy người Chu Tước kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. "Thả bọn họ đi." Lâm Thanh Diện nói. "Không được, không thể thả." Chu Tước lớn tiếng nói ra, "Bọn họ là người Thương Nguyên giới, chúng ta và người của Thương Nguyên giới không đội trời chung, sao có thể thả bọn họ đi?" "Đúng vậy, điện chủ, Chu Tước nói rất đúng, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta vẫn phải thương nghị thật kỹ lưỡng mới được." Thanh Long luôn luôn trầm ổn cũng nói. Lâm Thanh Diện lắc đầu, nhìn chu tước nói anh nói không sai bọn họ đúng là người thương nguyên giới nhưng bọn họ đã bị thương nguyên giới từ bỏ đồng thời tôi cũng đã phong bế toàn bộ tu vi của bọn họ lại rồi bây giờ bọn họ đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đổi với chúng ta nữa phong bế tu vi đám người thanh long rất là kinh ngạc chu tước dứt khoát đi trước mặt tiểu nguyệt ánh mắt của cô ta lạnh lẽo một con dao găm màu bạc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của cô ta bác con dao găm tấn công về phía đối phương tiểu nguyệt theo bản năng giơ tay lên định ngăn cản nhưng chỗ cánh tay cô ta vẫn bị con dao găm gây thương tích xem ra anh nói là sự thật chu tước khẽ nói mặc dù cô ta tấn công không tầm thường nhưng cô đã phát hiện ra ở trên người tiểu nguyệt hoàn toàn không cảm nhận được một chút hồn lực nào tôi đã lừa có bao giờ chưa lâm thanh diện khẽ cười nói vậy được rồi các người đi chu tước uy hiếp nói nhưng cô nhớ kỹ người của chúng thần điện chúng tôi giải rác ở các nơi trên thế giới chỉ cần các người dám làm loạn thì chúng tôi sẽ giết chết các người yên tâm bây giờ tôi chỉ muốn làm một người bình thường thôi tiểu nguyệt nói đi vài bước lên phía trước vừa quay đầu lại cô ta nhìn về phía lâm thanh diện gió nhẹ lay động mấy sợi sợi tóc của cô ta tiểu nguyệt nói khẽ lâm thanh diện tôi không biết nên nói cái gì nữa tóm lại là cảm ơn anh nói xong bọn họ đạp trên ánh nắng chiều theo thời gian dần trôi qua đi xa khỏi ngọn núi này thương nguyên giới phía sau một ngọn núi được linh khí bao quanh, mấy người đàn ông mặc trường bào màu đen mặt không thay đổi xếp thành một hàng đứng tại chỗ. Mà người đứng ở trước mặt bọn họ không phải người khác, chính là trưởng công chúa của thương nguyên giới, từ Tuyết Nhi. Lúc này vẻ mặt của cô ta nghiêm túc, các người đều đi theo tôi từ nhỏ, trước giờ vẫn luôn huấn luyện ở trong ngọn núi này, bây giờ đã đến lúc tôi dùng tới các người rồi. Thuộc hạ sẽ báo đáp trưởng công chúa, năm người này cùng đồng thanh đáp lại. Những năm qua bọn họ được từ tuyết nhi bí mật bồi dưỡng để gây dựng lực lượng của mình, U Linh. Mà năm tên U Linh này, thực lực của mỗi người đều đã đạt tới thần cảnh, trong đó có ba người đã đạt tới thần cảnh trung kỳ. Một lực lượng như thế này, ngay cả giới chủ từ bách tranh của thương nguyên giới cũng không biết. Ba ngày sau, lúc nửa đêm, tôi sẽ mở thông đạo cho các người, các người sẽ rời khỏi thương nguyên giới, đến địa cầu từ tuyết nhi nói. Lần này, mục tiêu của các người chỉ có một chính là xử lý tiểu công chúa và hai tên hộ vệ kia, không cho phép bọn họ còn sống trở lại thương nguyên giới, nghe rõ chưa? Thuộc hạ hiểu rõ, năm người cùng đồng thanh đáp, từ tuyết nhi hài lòng cười cười, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng mờ ảo trên bầu trời. Ha ha, tiểu nguyệt, ở thương nguyên giới không thể giết chết mày vậy thì tao sẽ xử lý mày ở thế giới kia. Trường 1354, tái tạo thân thể. Năm sát thủ u linh đối diện này không nói gì nhiều, trong thế giới của họ, Từ Tuyết Nhi chính là duy nhất. Đừng nói là giết tiểu công chúa Từ Nguyệt, dù kêu họ tự sát, họ cũng không chút cau mày. Mà sát thủ u linh như vậy, Từ Tuyết Nhi tổng cộng bồi dưỡng 10 người, năm người hôm nay chỉ là một nửa thực lực mà thôi. Cô ta bí mật bồi dưỡng nhiều như vậy, đương nhiên là có dụng ý của mình. Về phần tại sao muốn giết hại người Triệu Nhân và tố Nghĩa, đó là vì trước đây, họ từng nói chuyện giúp tiểu Nguyệt hơn nữa là vì buổi tối hơn 10 ngày trước, họ đã phá hoại chuyện từ Tuyết Nhi muốn giết chết Tiểu Nguyệt, vì vậy, từ Tuyết Nhi ghi hận họ trong lòng. Mà từ Tuyết Nhi cũng biết, nếu để ba người họ chết ở thế giới đó, thì ở thương nguyên giới sẽ không có bất kỳ ai nói gì, chỉ cần làm kín đáo thần không biết quỷ không hay, đám người từ Bách Tranh chỉ xả giận lên địa cầu mà không có bất kỳ liên quan gì với mình. Ba ngày sau, nửa đêm, đường nối lại được mở ra, Năm người sát thủ u linh áo đen như quỷ mị tiến vào nơi mục đích. Mà phía chúng thần điện, Lâm Thanh Diện đang suy nghĩ một vấn đề. Theo Tiểu Nguyệt nói, chủ nhân của kiếm trảm tiên sẽ không cho người của Thương Nguyên giới biết chuyện của bản thân ông ta. Vì vậy, Lâm Thanh Diện đoán, dựa vào uy danh của Ma Thần Tu La, vẫn có thể khiến Thương Nguyên giới chấn động một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này chính là thời cơ tốt nhất để gia tăng tu vi. Lâm Thanh Diện và đám người Lý Mộ Bạch định lại bế quan. Từ sau lần tu hành đến huyền kình viên mãn lần trước, Lý Mộ Bạch cũng muốn có thể nhanh chóng bắt đầu tu hành nửa phần sau của huyền công. Nhưng Lâm Thanh Diện lại cự tuyệt ông ta. Tại sao? Trong núi, Lý Mộ Bạch kỳ quái hỏi, ngay cả Quý Trường Thanh cũng nghi hoặc. Trước không vội tu hành nửa phần sau huyền công, lão tiền bối, bí thuật tái tạo thân thể của Thương Nguyên Giới, tôi đã làm được rồi." Lâm Thanh Diện tự tin nói. "Cái gì? Nói vậy, cô gái đó đã nói hết cho cậu rồi." Lý Mộ Bạch vui vẻ nhìn Lâm Thanh Diện. Quý Trường Thanh mỉm cười, ở phương diện đối phó phụ nữ, thiên phú của Lâm Thanh Diện cũng cao hơn người bình thường nhiều. Bí thuật tái tạo thân thể là bí mật bất truyền của Thương Nguyên giới, mà Tiểu Nguyệt lại chịu nói với đối thủ sống còn của Thương Nguyên giới, đây vốn không phải chuyện hợp lý, nhưng chuyện quả thực đã xảy ra rồi. Lâm Thanh Diện gật đầu, tái tạo thân thể cần thời gian 10 ngày, mà mấu chốt nhất lại nằm ở việc dùng linh khí nuôi dưỡng, lão tiền bối trước đây ông đã uống hai viên đan dược do hữu hồn đan sư chế tạo, vì vậy, bước này có thể lược bỏ, tiếp đó, chỉ cần dùng linh khí tẩm bổ cơ thể là được. Nhưng mà, nói thì rất đơn giản, thứ linh khí này vốn là có thể gặp mà không thể cầu, dù là hơn 200 năm trước, lúc linh khí địa cầu thịnh vượng cũng không có cách nào có thể hấp thụ lượng linh khí cực lớn để dùng cho bản thân, Lý Mộ Bạch nói. Chuyện này ông yên tâm, có tôi ở đây. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế đá, mỉm cười, lão tiền bối, không biết ông có từng nghe thuật hấp linh không? Lý Mộ Bạch lắc đầu, cái này, tôi thật sự chưa từng biết. Lâm Thanh Diện khẽ giơ tay ra, linh khí trong cơ thể dần tản ra một chút. Hai ông lão một hai trăm tuổi trước mặt lúc này lại như một đứa trẻ, mặt mày vui vẻ. Chuyện này, quá thần kỳ rồi, Lâm Thanh Diện, cậu làm sao học được? Quý Thường Thanh nói, hiện tại, họ ngày càng cảm thấy trên người Lâm Thanh Diện tràn đầy những chuyện khó tin nổi. Lâm Thanh Diện không nói nhiều, Nghĩ lại lúc Lý Mộ Bạch biết Ma Thần Tu La, Ma Thần Tu La hẳn đã là nhân vật đứng trên đỉnh thế giới rồi, mà thuật hấp linh lại là võ học ông ta sáng tạo trước khi thành thần, đoán rằng ngay cả bản thân ông ta cũng quên mất rồi, nếu không thì trong lúc truyền lại toàn bộ cho Lâm Thanh Diện đã có sự tồn tại của thuật hấp linh. Sau này, tôi có thể dạy ông, Lâm Thanh Diện khẽ nói, bây giờ, chúng ta bắt đầu đi, Lý lão tiền bối, ông thả lỏng, Lý Mộ Bạch gật đầu, nhắm mắt ngồi trên tảng đá bề mặt trơn nhẵn mong chờ hơn 200 năm, bây giờ cuối cũng đã có thể tái tạo thân thể, điều này khiến Lý Mộ Bạch cực kỳ kích động. Thật lâu sau, tâm trạng ông ta mới từ từ bình tĩnh lại. Lâm Thanh Diện, cậu có thể bắt đầu rồi. Lý Mộ Bạch trầm giọng nói. Lâm Thanh Diện thấy đối phương đã chuẩn bị xong, dưới cảm nhận của thần hồn, hồn lực trong cơ thể sớm đã hòa lẫn với linh khí chậm rãi tản ra. Thần hồn của anh sớm đã thức tỉnh, vì vậy, có thể bao phủ lên cơ thể đối phương tốt hơn. Lâm Thanh Diện ngồi trên ghế đá, mỉm cười, lão tiền bối, không biết ông có từng nghe thuật hấp linh không? Lý Mộ Bạch lắc đầu, cái này, tôi thật sự chưa từng biết. Lâm Thanh Diện khẽ giơ tay ra, linh khí trong cơ thể dần tản ra một chút. Hai ông lão một hai trăm tuổi trước mặt lúc này lại như một đứa trẻ, mặt mày vui vẻ. Chuyện này, quá thần kỳ rồi, Lâm Thanh Diện, cậu làm sao học được? Quý Thường Thanh nói, hiện tại, Họ ngày càng cảm thấy trên người Lâm Thanh Diện tràn đầy những chuyện khó tin nổi. Lâm Thanh Diện không nói nhiều, nghĩ lại lúc Lý Mộ Bạch biết Ma Thần Tu La, Ma Thần Tu La hẳn đã là nhân vật đứng trên đỉnh thế giới rồi, mà thuật hấp linh lại là võ học ông ta sáng tạo trước khi thành thần, đoán rằng ngay cả bản thân ông ta cũng quên mất rồi, nếu không thì trong lúc truyền lại toàn bộ cho Lâm Thanh Diện đã có sự tồn tại của thuật hấp linh. Sau này, tôi có thể dạy ông, Lâm Thanh Diện khẽ nói, bây giờ, chúng ta bắt đầu đi. Lý lão tiền bối, ông thả lòng, Lý mộ bạch gật đầu, nhắm mắt ngồi trên tảng đá bề mặt trơn nhẵn. Mong chờ hơn 200 năm, bây giờ cuối cũng đã có thể tái tạo thân thể, điều này khiến Lý mộ bạch cực kỳ kích động. Thật lâu sau, tâm trạng ông ta mới từ từ bình tĩnh lại. Lâm Thanh Diện, cậu có thể bắt đầu rồi. Lý mộ bạch trầm giọng nói. Lâm Thanh Diện thấy đối phương đã chuẩn bị xong, dưới cảm nhận của thần hồn, hồn lực trong cơ thể sớm đã hòa lẫn với linh khí chậm rãi tản ra thần hồn của anh sớm đã thức tỉnh, vì vậy có thể bao phủ lên cơ thể đối phương tốt hơn. rất nhanh, một làn sương khói màu trắng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Lý Mộ Bạch. Lâm Thanh Diện, như vậy thì được rồi sao? Quý Trường Thanh căng thẳng nói, vì sự kích động lúc này của ông ta cũng không hề ít hơn Lý Mộ Bạch. làm đồ đệ của Lý Mộ Bạch, Quý Trường Thanh cũng rất mong đợi được nhìn thấy sự phụ lúc quay về thời kỳ đỉnh phong rốt cuộc là dáng vẻ thế nào. Lâm Thanh Diện nhìn Lý Mộ Bạch lúc này đã ở trong trạng thái bể khí, anh thông qua cảm nhận thần hồn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể đối phương đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Đáng tiếc linh khí trong cơ thể tôi đã có chút không đủ rồi, không cách nào duy trì đủ 10 ngày chỉ trong một lần, chỉ có đợi tới 5 ngày sau, lại tiến hành luân chuyển lần nữa mới được. Lâm Thanh Diện nói, lòng thầm nghĩ, xem ra, nếu có cơ hội vẫn là nên đi rừng rậm xương mù một chuyến. Linh khí mình hấp thụ trước đó bây giờ đã sắp dùng hết rồi. Lâm Thanh Diện, cậu thật cư, tôi không nhìn lầm cậu. Quý trường Thanh cảm động nói, nhờ Lâm Thanh Diện, sư phụ có thể tái tạo cơ thể, mà mình lại có thể bước vào thần cảnh hằng tha thiết mơ ước. Quý trường Lão, chúng ta cũng bắt đầu bế quan tu hành đi. Ừ, nửa phần sau huyền công vừa tu hành tới trung kỳ, tôi cũng nên đuổi kịp hai người. Quý trường Thanh Hưng phấn nói, cũng chính từ lúc này, ông ta như lại tìm thấy năm tháng mình còn trẻ, tràn đầy cảm giác nhiệt tình với việc tu hành. Lâm Thanh Diện nhắm mắt, 10 ngày này, mục tiêu của anh rất đơn giản, đó chính là dựa theo nửa phần sau huyền công nói, đả thông tất cả kinh lạc. Trong núi lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân. Mà thế giới bên ngoài, trong căn nhà nông có sân vườn ở phía tây, Tống Nghĩa và Triệu Nhân đang nằm trên giường. Ba ngày, dưới sự chăm sóc của Tiểu Nguyệt, vết thương trên người hai người họ đã tốt lên nhiều. đa tạ tiểu công chúa, thuộc hạ có tài đức gì lại có thể để người đến chăm sóc chúng ta? triệu nhân cảm kích nói, tống nghĩa cũng vậy. tiểu nguyệt mỉm cười, thương thế trên người hai vị là do ta mới bị, nếu không phải từ tuyết nhi kêu hai vị cùng ta tới đây, vốn sẽ không bị thương. vì vậy mấy ngày nay ta chăm sóc hai vị là việc nên làm, hai vị không cần để tâm. đa tạ tiểu công chúa, triệu nhân cảm kích nói, nếu đổi thành đại công chúa. Cô ta tuyệt đối sẽ không làm vậy với thuộc hạ. Nhắc tới Từ Tuyết Nhi, ánh mắt Tiểu Nguyệt trở nên lạnh lẽo, "Các vị nói đúng, cô ta là chỉ ta, nhưng giữa chúng ta lại không tồn tại bất kỳ tình thân nào, ngược lại, cô ta ba lần bốn lượt muốn hại ta." Hai người, Triệu Nhân, Tống Nghĩa rất lo lắng nhìn Tiểu Nguyệt hỏi. Tiểu Nguyệt gật đầu, "Hôm đó, nếu không phải hai vị tới sớm một bước, e rằng thứ nhìn thấy chính là một cỗ thi thể rồi, nói đến, ta còn phải cảm tạ hai vị, đa tạ." chuyện này chuyện này là tại sao đại công chúa tại sao muốn hại người tống nghĩa không hiểu hỏi tiểu nguyệt khẽ cao mày sau đó cười khổ liên quan tới những chuyện này hai vị vẫn là đừng biết thì tốt hơn tóm lại đời này kiếp này ta sẽ không quay lại thương nguyên giới nữa chú triệu chú tống thương thế trên người hai người đã khỏi rồi nơi này có chút tiền đủ để hai người ở thế giới này một khoảng thời gian rất dài bây giờ ta để lại nó cho hai người nói rồi Tiểu Nguyệt lấy một tấm thẻ ngân hàng thông dụng trên địa cầu ra, giao vào tay triệu nhân. Thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp, cũng có rất nhiều điều xấu xa, nói ra, so với thương nguyên giới của chúng ta thì phong phú đặc sắc hơn nhiều, hai người có thể cảm nhận một chút. Tiểu Nguyệt cười nói, biểu cảm thả lòng. Đợi chút, Tiểu Công Chúa, thuộc hạ có một chuyện, càng nghĩ càng sợ, cần giải thích với ngài. Tống Nghĩa mặt mày ngưng trọng, nói với Công Chúa Nguyệt Nhi chương 1355, âm mưu của Tuyết Nhi. Chuyện gì, Tiểu Nguyệt không hiểu hỏi. Tổng Nghĩa cao chặt mày, sắc mặt cũng rõ ràng rất hoang mang. Vừa rồi nghe Tiểu Công Chúa nói, Đại Công Chúa trong lòng oán hận người, thậm chí còn muốn mưu sát người, đúng không? Tổng Nghĩa hỏi. Không sai, chuyện này ta có thể đảm bảo, đây cũng là nguyên nhân tại sao ta nắm chắc thời cơ tới thế giới này, nếu không ở thương nguyên giới, cô ta còn không biết sẽ đối xử với ta thể nào, đến nơi này, ta có thể được thanh tĩnh, tiểu nguyệt nói thật. Vậy thì càng gay rồi. Tống Nghĩa lo lắng nói, đứng dậy khỏi giường, tiểu công chúa, ngài nghĩ thử xem, hôm đó tôi và triệu nhân phá hoại kế hoạch sát hại người của đại công chúa, người cảm thấy, theo tính tình của đại công chúa, cô ta sẽ bỏ qua cho hai chúng tôi sao? Nghe thấy Tống Nghĩa nói vậy, sau lưng triệu nhân túa mồ hôi lạnh, ông ta lập tức cảm thấy xương sống đang run rẩy. Tống Nghĩa nói đúng, đại công chúa là người thù dai, chuyện như vậy cô ta không thể nào bỏ qua chúng tôi tiểu nguyệt càng nghĩ càng sợ ánh mắt kinh hoàng nói vậy hai ngày trước ở thương nguyên giới từ tuyết nhi kêu hai người đi cùng ta đến đây chính là cố ý làm vậy bây giờ xem ra rất có khả năng này tống nghĩa nói xem ra cô ta muốn đuổi cùng giết tận chúng ta triệu nhân cũng nói tiểu nguyệt cao mày đi tới đi lui trong căn phòng không tính là lớn này nhưng mà Nơi này dù sao cũng không phải Thương Nguyên giới, dù cô ta có muốn ra tay với chúng ta thì e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đi." Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, "Huống chi, tu vi ba chúng ta mặc dù bị phong ấn, nhưng người của Thương Nguyên giới cũng không biết chuyện này, hai vị là cường giả thần cảnh, chú Triệu lại đã đạt tới thần cảnh trung kỳ rồi, muốn đối phó chúng ta thì cần phải người tu vi thần cảnh tới, hơn nữa ít nhất phải có khoảng ba người đồng thời tiến tới mới có thể nắm chắc xử được chúng ta." Tiểu công chúa nói không sai. Nếu đại công chúa muốn điều động nhiều cường giả thần cảnh như vậy thì tất nhiên phải trải qua sự đồng ý của giới chủ. Tôi nghĩ giới chủ hẳn sẽ không đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Triệu nhân trầm giọng nói. Tiểu Nguyệt gật đầu, huống chi, bây giờ vẫn là thời kỳ mấu chốt thương nguyên giới phá hoại đường nối, thoáng chốc điều động nhiều cường giả thần cảnh như vậy, ba nhất định sẽ không cho phép. Nói câu này xong, Tiểu Nguyệt và Triệu nhân yên tâm lại, cũng đúng, muốn điều đi vai cường giả thần cảnh tới thế giới này, nhất định phải có được sự đồng ý của giới chủ từ Bách Tranh, mà từ Bách Tranh mặc dù không yêu thích Tiểu Nguyệt, nhưng cũng sẽ không lòng giả ác độc như từ Tuyết Nhi, muốn dồn ba người vào chỗ chết. Tuy nhiên, Tổng Nghĩa vẫn cau mày. Chẳng lẽ hai người thật sự yên tâm sao? Tôi cứ cảm thấy, Đại Công Chúa đã bằng lòng sắp xếp như vậy, vậy thì cô ta nhất định vẫn còn kế sách tiếp theo, nói không chừng, cô ta vẫn còn người bí mật bồi dưỡng cũng không chừng, Tống Nghĩa nói. Cậu nói gì, người bí mật bồi dưỡng? Triệu nhân kinh ngạc nhìn Tống Nghĩa, Tiểu Nguyệt đi tới cạnh họ, an ủi, chú Tống, chú nghĩ nhiều rồi, lúc ba sáng lập thương nguyên giới ra một điều luật thép, người của. Thương nguyên giới không được phép có bất kỳ lực lượng tự bản thân bồi dưỡng nào, một khi phát hiện, bất kể là ai, cũng sẽ bị xử tử ngay lập tức, ta nghĩ, dù từ tuyết nhi có to gan e rằng cũng không dám làm vậy đâu, trừ phi cô ta không cần mạng nữa. Đúng vậy, Tống Lão Đệ, cậu yên tâm đi, Triệu nhân nói, hơn nữa, Cống hiến của tôi và cậu đối với thương nguyên giới cũng không tính là ít, trước đó tiếp xúc với phong ấn đường núi cũng là hai chúng ta ra sức nhiều nhất, tôi nghĩ, đại công chúa suy nghĩ cho thương nguyên giới cũng sẽ không làm gì chúng ta. Triệu ca, mặc dù tu vi của anh cao hơn tôi, nhưng mắt nhìn người của anh lại không bằng tôi. Tống nghĩa lo âu nói, trước đây tiểu công chúa tới thế giới này còn lâu hơn, thậm chí còn tìm thấy linh nguyên mà chúng ta hằng ao ước, vì thương nguyên giới, người cuối cùng chỉ còn một mảnh linh hồn, Cống hiến như vậy đối với thương nguyên giới mà nói há chẳng phải lớn hơn sao? Nhưng anh xem, đại công chúa có từng nghĩ tới những chuyện này sao? Thậm chí, tiểu công chúa vì tránh né đại công chúa, không tiếc đến nơi này, thậm chí tu vi cũng bị phong ấn. Tôi cảm thấy, đại công chúa còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ." Tống Nghĩa trịnh trọng nói, "Tôi cứ cảm thấy, thứ cô ta muốn không chỉ có vậy." "Không chỉ có vậy? Cô ta, cô ta còn muốn làm gì?" Triệu Nhân hỏi tống nghĩa cắn môi ánh mắt trầm trọng nhìn tiểu nguyệt và triệu nhân trước mặt một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu tổng nghĩa tôi cảm thấy chuyện cô ta muốn làm là có được tất cả đoạt lấy vị trí giới chủ cái gì chuyện này không thể nào tiểu nguyệt và triệu nhân hầu như đồng thanh nói đây chỉ là giả tưởng của tôi về phần đúng hay sai phải xem lần này đại công chúa rốt cuộc sẽ đối xử với chúng ta thế nào thì mới rõ ràng tống nghĩa nói ba người cùng im lặng từ Tuyết Nhi dùng trăm phương nghìn kế để lấy lòng từ bá tranh và hai vị thúc bá, hơn nữa thành công diệt trừ tiểu công chúa Tiểu Nguyệt, địa vị ở thương nguyên giới mơ hồ đã vươn lên cùng vị trí với tự trọng hiểu và từ thúc nhân. Chẳng lẽ hai người cho rằng giới chủ nhiều năm như vậy chỉ có hai đứa con là người và đại công chúa lại không có đứa nào khác? Tống Nghĩa hỏi. Tiểu Nguyệt có chút kỳ quái, theo lý mà nói, với địa vị của từ Bách Tranh, thương nguyên giới lại không giống địa cầu, làm vương giả của thương nguyên giới, tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, nhiều năm như vậy trôi qua, cô cũng biết ba từng cưới hai người phụ nữ khác, nhưng không biết vì sao, hai người phụ nữ lại luôn không sinh được đứa con nào cho ông. Chú Tống, chẳng lẽ chú biết, Tiểu Nguyệt không hiểu hỏi. Tống Nghĩa nói, thực ra tôi cũng không rõ lắm, chỉ là tôi và thánh thủ danh y của thương nguyên giới tể bá là bạn chí cốt, tôi từng nghe ông ta nói. Hai người phụ nữ đó trước đây cũng từng có thai, nhưng không biết vì sao, cuối cùng đều không thể giữ được. Càng kỳ quái hơn là thuốc giữ thai là do chính tay tể bá điều phối, cho nên điểm này, ngay cả tể bá cũng rất hoài nghi, bởi vì người lúc đó chủ động khẩn cầu chăm sóc hai người phụ nữ đó chính là Đại Công Chúa, từ Tuyết Nhi. Cái gì, chuyện này, mắt tiểu nguyệt tràn đầy kinh sợ, nếu đây là sự thật, chỉ có thể chứng minh, từ Tuyết Nhi vì đạt được mục đích của bản thân, thật sự chuyện gì cũng có thể làm, chuyện ác độc cỡ nào cũng có thể làm ra được. Chỉ là lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, còn cảm thán có lẽ là hai người phụ nữ đó số không con, bây giờ nghĩ lại, thật sự quá đáng sợ. Tống Nghĩa nói, triệu nhân thoáng chốc cũng không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa, đã vậy, chúng ta mau rời khỏi đây đi, đều trách hai chúng tôi bị thương nặng, ở đây chế nãi ba ngày, nếu không, thế giới lớn như vậy, chúng ta chỉ cần rời khỏi đây, họ muốn tìm được chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Nguyệt nghe thấy tất cả Tống Nghĩa nói, ngày càng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Chú Triệu, chú Tống, hai chú mau cầm thẻ ngân hàng rời đi. Tiểu Nguyệt nói, không, tiểu công chúa, chúng tôi lần này theo người tới đây, chính là để bảo vệ người. Triệu Nhân nói, chú Triệu, chú Tống, nếu ba chúng ta ở cùng nhau ngược lại mục tiêu quá lớn, nếu từ tuyết nhi thật sự sắp xếp người tới thì chúng ta rất dễ bị phát hiện, vì vậy tôi cảm thấy tách ra hành động là tốt nhất. Tiểu Nguyệt nói, mặc dù trong ba người này, tuổi của cô nhỏ nhất, nhưng phán đoán của cô quả thực rất chuẩn xác. Tiểu công chúa nói đúng, chúng ta cứ làm vậy, Tống Nghĩa quả quyết nói. Chuyện không thể chậm trễ, hai người mau đi đi, nói rồi, ba người họ đi tới bên ngoài sân, ba người đang chuẩn bị chia nhau rời đi thì bỗng nhiên, một bóng đen nhanh chóng lóe tới. chương 1356 kéo dài thời gian. Ngay sau đó, lại là vài bóng đen, gần như trong chớp mắt, năm người mặt mày tái nhợt chặn trước mặt họ, Tiểu Nguyệt ngước mắt nhìn năm người chưa từng nhìn thấy này, phản ứng đầu tiên trong lòng chính là, xem ra chú Tống nói không sai, những người này thật sự là sát thủ từ tuyết nhi tự mình bồi dưỡng ra, nếu không thì cường giả của thương nguyên giới, cô đều nên biết mới đúng. Tiểu công chúa, thuộc hạ phụng mệnh chủ nhân tới, hy vọng người phối hợp. Một người đàn ông mặc áo khoác đen trong số đó nói với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cao mày, thật buồn cười, người muốn giết ta, còn kêu ta phối hợp, ta trước giờ chưa từng nghe nói yêu cầu như vậy. Năm người đàn ông mặc áo khoác đen ánh mắt trầm trọng, đã vậy, tiểu công chúa, đừng trách chúng ta. Nói rồi, năm người bèn chậm rãi đi về phía tiểu nguyệt, hơi thở trên người cũng trực tiếp tản phát ra ngoài. Tiểu công chúa, người đi mau, nơi này giao cho hai chúng ta. Triệu nhân và tố nghĩa trực tiếp chặn trước mặt tiểu nguyệt, mặc dù tu vi họ lúc này đã bị phong bế, nhưng hai người đã lâu chưa từng sợ hãi thật không nghĩ tới vừa tới thế giới này không bị cường giả của thế giới này giết chết ngược lại phải táng mạng trên tay người của mình tống nghĩa cười khổ nói hừ tống lão đệ đã vậy thì hai chúng ta cứ buông tay chơi lớn một trận đi triệu nhân sắc bén nói dù tu vi bị phong bế nhưng trên khí thế họ không chút thua kém chú ý trước đó đại công chúa đã nhắc nhở hai người này đã là thần cảnh người họ triệu đã đạt tới trình độ thần cảnh trung kỳ một người đàn ông mặc áo khoác đen mở miệng nói năm người gật đầu thần hồn đồng thời tản ra đại chiến sắp bắt đầu lúc này trong lòng ba người tiểu nguyệt đều cực kỳ căng thẳng hễ hai bên giao thủ chỉ cần một giây đối phương đã có thể dễ dàng giết mình không được cần phải nghĩ cách trong lòng tiểu nguyệt căng thẳng nghĩ vài giây sau năm người thu lại hồn lực lúc này biểu cảm của họ lại trở nên có chút cổ quái kỳ quái Tại sao trên người hai người họ lại không cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn? Một người trong số đó nói: Các người thì sao? Bốn người còn lại cũng cùng lắc đầu. Gây rồi, sắp bị phát hiện rồi. Tống Nghĩa khẩn trương thầm nghĩ, ông ta và triệu nhân đều nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị liều chết. Chính vào lúc này, phía sau hai người truyền tới tiếng cười to ha ha. Tiểu Nguyệt bước ra từ phía sau triệu nhân và Tống Nghĩa, mặt nở nụ cười trào phúng cô nói với năm người họ thế nào các người sợ rồi chứ tiểu công chúa tại sao lại nói vậy năm chúng ta đã đến thần cảnh tại sao lại sợ các người chứ một người trong số đó lạnh lùng nói năm cường giả thần cảnh hai người trong đó còn là thần cảnh trung kỳ lực lượng như vậy tuyệt đối khiến người ta sợ hãi và tuyệt vọng ha ha các người thật buồn cười tiểu nguyệt cười to nói hai người tống nghĩa và triệu nhân lúc này cực kỳ căng thẳng Họ không rõ đến lúc này rồi tiểu công chúa tại sao còn làm ra hành động như vậy. Tiểu công chúa, người đi mau, nơi này giao cho hai chúng ta." Tống Nghĩa nói. Tiểu Nguyệt lại căn bản không để ý tới họ, chỉ nói với năm người kia, "Các vị đã được từ Tuyết Nhi bồi dưỡng tới thần cảnh, các vị đương nhiên cũng biết, thần cảnh cũng phân ra rất nhiều loại. Đây là đương nhiên, không phiền tiểu công chúa thông báo." Một người trong số đó lạnh giọng nói. Tiểu Nguyệt nhìn họ, nếu không ngoài ý muốn thì vừa rồi các người hẳn là đang dùng thần hồn để thăm dò tu vi của hại người họ. Đúng chứ, ta muốn hỏi, các người thăm dò ra được gì rồi? Năm người nhìn nhau, họ vừa rồi thăm dò, chỉ cảm nhận được một trận hư vô trong cơ thể hai người triệu nhân và tống nghĩa. Cùng là người thần cảnh, nhưng cũng phân tiền kỳ, trung kỳ, và thần cảnh đỉnh phong, nếu ta đoán không lầm thì mấy người các người căn bản không có cách nào thăm dò được tu vi hiện tại của hai người họ, như vậy có nghĩa là gì, ta nghĩ ta không nói, các người cũng có thể hiểu đi." Tiểu Nguyệt khinh thường nói. Biểu cảm năm người còn trầm trọng hơn vừa rồi rất nhiều, họ đương nhiên rõ ràng, nếu nói mình không thăm dò ra tu vi lúc này của hai người Triệu Nhân và Tống Nghĩa, vậy chỉ có thể chứng minh tu vi hiện tại của đối phương còn cao hơn họ. Chỉ là, hai người trong số này, người thần cảnh trung kỳ cũng không có cách nào thăm dò ra, chẳng lẽ hai người họ đều đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong? không thể nào thương nguyên giới chúng ta mặc dù linh khí dồi dào nhưng nhiều năm như vậy người có thể đạt tới thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ có ba anh em giới chủ mà thôi những người khác nhiều nhất cũng chỉ là thực lực thần cảnh trung kỳ tiếp cận đỉnh phong một người trong đó nói tiểu nguyệt thấy lời của mình dường như có chút hiệu quả thì bèn tiếp tục nói hư phàm là chuyện thì không thể nói tuyệt đối như vậy chẳng lẽ chỉ cho phép từ tuyết nhi có mấy người các người làm con át chủ bài mà không cho phép từ nguyệt ta cũng có con át chủ bài như vậy sao năm người chừng to mắt nhìn Tiểu Nguyệt, nhất thời, họ cũng không nắm chắc. Mặc dù họ đều chưa từng nhìn thấy cường giả thần cảnh đỉnh phong ra tay, nhưng từ Tuyết Nhi từng nói, đối với người đạt tới thần cảnh đỉnh phong, giết một người cũng tốt, giết một trăm người cũng thôi, chỉ là chuyện một ý niệm. Đối với người tu hành dưới đỉnh phong, đó là có áp chế tuyệt đối. Hai người họ chính là con át chủ bài của ta, Tiểu Nguyệt vô cùng khí thế nói, ánh mắt sắc bén, muốn chết thì các người có thể xông lên thử xem lúc này người mơ hồ nhất ở đây chính là hai người triệu nhân và tống nghĩa bản thân không chỉ biến thành thần cảnh đỉnh phong mà còn trở thành con át chủ bài của tiểu công chúa nhưng nhìn dáng vẻ năm người này đã bị những lời của tiểu nguyệt dọa sợ lúc này tất cả họ đều đứng nguyên tại chỗ không dám khinh suất hành động thằng nhóc thối có bản lĩnh thì lên đi ta muốn một trọi năm tống nghĩa nắm chắc thời cơ bước tới nói ông thật sự là thần cảnh đỉnh phong một người trong đó hỏi, hắn chính là một trong số hai người thần cảnh trung kỳ. Khóe miệng Tống Nghĩa khẽ nhếch, nếu không tin thì ngươi có thể thử xem, yên tâm, ta sẽ khiến ngươi chết rất nhanh, không đau khổ, khụ khụ. Lúc nói chuyện, do trước đó Tống Nghĩa bị một trưởng của quý trường thanh công kích chúng nên nhất thời ngực khó chịu, không nhịn được ho. Ông bị thương, người thần cảnh trung kỳ lạnh giọng hỏi, lại gần phía trước một bước. Khụ khụ, dù ta bị thương cũng có thể, khụ khụ xử lý các ngươi khụ khụ tống nghĩa càng vội muốn chứng minh mình không có chuyện gì thì càng ho dữ dội thậm chí bên khóe miệng còn có chút vết máu ông đã bị thương rồi năm chúng tôi cùng lên e rằng ông cũng không phải đối thủ của chúng tôi người đàn ông áo đen đó lạnh giọng nói năm người cùng lúc bước lên một bước thoáng chốc thần hồn bèn bao trùm lấy ba người tiểu nguyệt chẳng lẽ các ngươi đã quên còn có ta sao triệu nhân vội bước ra thương thế của ông ta còn nghiêm trọng hơn tống nghĩa nôn nóng một cái, xem chút loạn trọng ngã. Khóe môi người đàn ông áo đen lộ ra nụ cười lạnh, xem ra, hai người các ông đều bị thương, đã vậy thì chúng tôi cũng không cần cố kỵ gì nữa rồi. Chẳng lẽ các người không sợ người thực lực thần cảnh đỉnh phong sao? Tiểu Nguyệt vội lớn tiếng nói. Sợ, nhưng chúng tôi do đại công chúa bồi dưỡng ra, mệnh lệnh của cô ta, chúng ta phải tuân thủ, tiểu công chúa, đắc tội rồi. Nói rồi, năm người bèn định cùng công kích họ. Tiểu Nguyệt cắn chặt môi, nhất thời, sắc mặt trắng bệch. Suốt cuộc vẫn không thể lừa họ, nhưng cũng phải, những người này đều là tử sĩ của Từ Tuyết Nhi, chỉ nghe lệnh cô ta. Nhưng chính vào lúc này, cách nơi này không xa, truyền tới giọng một nam một nữ. Chu Tước, người nói cây nấm đó ở đâu, ngon tới vậy sao, phải đi xa như vậy, nấm bình thường không được sao. Người không hiểu, nấm đó khẩu vị cực kỳ ngon, chỉ có ở phía trước, ta cũng tình cờ phát hiện. Chu Tước vì tiện nói, hai, thật là, nói đi nói lại, người vẫn muốn làm đồ ngon cho điện chủ mà thôi. Nhưng mà nếu người đi xa như vậy tìm nấm, một mình là được rồi, làm gì phải kêu ta theo? Đó là đương nhiên rồi, người phải giúp ta đeo giỏ. Người từng thấy mỹ nữ vác giỏ sao? Chu Tước sán lạn nói. Quyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, xem ra cô ta xem mình thành vì tùng rồi. Bóng dáng hai người ngày càng gần, lúc này. Tiểu Nguyệt căng thẳng như nhìn thấy một cơ hội sống. Do hai người Triệu Nhân và Tố Nghĩa cần dưỡng thương, vì vậy ba người họ vốn không rời đi chúng thần điện quá xa, mà vừa khéo hôm nay, Chu Tước luôn làm thức ăn cho Lâm Thanh Diện vì cần một loại nấm hương vị đặc biệt mà không tiếc đi xa đến chỗ này. Cứu mạng. Tiểu Nguyệt lập tức hét to. Giọng nói nhanh chóng truyền vào trong tai hai người Chu Tước, hai người nhìn về phía trước, chỗ xa, vừa khéo nhìn thấy chuyện xảy ra ngoài sân nhà dân. Chu Tước, đó không phải, không phải tiểu công chúa đó sao?" Huyền Vũ Quái dị nói. "Chương 1357, chiến đấu đi. Chúng ta qua đó xem xem." Chu Tước lạnh giọng nói. Trong lòng cô ta nghi ngờ, tại sao mấy ngày trôi qua rồi, ba người tiểu nguyệt bọn họ lại còn ở đây, mà coi bộ bây giờ bọn họ hình như gặp phải một chút rắc rối. Hai người nhanh chóng đi qua đó, mà ở bên này, năm tên sát thủ u linh đã bắt đầu công kích đám người tiểu nguyệt huyền vũ phát giác ra sự không đúng đầu tiên năm người mặc áo bảo đen kia coi bộ rất lợi hại chu tước chúng ta phải nhanh lên năm người còn lại chắc cũng là từ thương nguyên giới đến đây đó huyền vũ lạnh giọng nói chu tước gật gật đầu thân là người của chúng thần điện sau khi nhìn thấy người của thương nguyên giới bất luận thế nào cũng phải lên đấu một trận đây chính là bài học đầu tiên khi gia nhập chúng thần điện trước đây đã khắc sâu vào trong xương cốt của mỗi một người ở chúng thần điện huyền vũ dành trước một bước nhảy vút người lên với thực lực hóa cảnh trung kỳ trong tay hắn ta nhanh chóng ảo hóa ra một thanh đao dài mũi dao mang theo ánh sáng lạnh mà chu tước cũng không hề tỏ ra yếu thế trong thời gian này đã có một chút tiến triển trong việc tu hành thập tự quyết cô ta giải thoát thần hồn ra ngoài nhanh chóng hình thành một luồng khí xoáy cường đại ở bên ngoài cơ thể mình luồng khí xoáy cuốn cả cát đá ở trên mặt đất vào trong nó phóng chu tước hoàn toàn không do dự mà nói cát đá đầy trời trực tiếp công kích về phía đối phương. Sự biến hóa đến đột ngột này khiến năm cường giả thần cảnh khẽ nhíu mày, nhưng sau khi bọn chúng cảm nhận được sự công kích của hai người, trên mặt đều lộ ra biểu cảm khinh miệt. Chỉ khua tay một cái, trường đao của Huyền Vũ liền trực tiếp hóa thành hư vô, hắn ta nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắng ngưng trọng. Có thể dễ dàng hóa giải chiêu này của mình như vậy, thực lực của đối phương chắc chắn là ở trên cơ của mình. Mà Chu Tước thì cũng như vậy, chỉ là tập tứ quyết vô cùng huyền diệu, sự công kích của đá cắt ngập trời cũng đã giành được một số hiệu quả, nhưng đây cũng chỉ là khiến cho năm người này lùi về sau nửa bước thôi. Sau đó, một áo giáp màu đen cực đại chặn ở ngay trước mặt của năm kẻ này. Cát đá còn chưa đụng đến áo giáp thì đã trực tiếp bị nghiền thành bột vụn. Đây là chiếc áo giáp mang theo hồn lực mạnh mẽ. Lúc này, hai người Chu Tước và Huyền Vũ đã đến bên cạnh Tiểu Nguyệt. Bọn họ là ai? Chu Tước lạnh lùng nói, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chăm vào năm con người hoàn toàn mang vẻ mặt vô cảm ở trước mắt kia bọn họ đến từ thương nguyên giới là chị gái tôi phái bọn họ đến giết tôi tiểu nguyệt thành thật nói của nhiên là người của thương nguyên giới chu tước lạnh giọng nói nắm chặt cây roi dài màu đen đã được ảo hóa ở trong tay các người là người của thế giới này một tên đàn ông mặc áo bào đen ở trong số đó hỏi không sai chu tước tiến lên trước một bước hoàn toàn không hề sợ hãi mà ở bên cạnh cô ta huyền vũ thì len lén nhét tay vào trong túi ha ha tôi còn tưởng là người của thế giới này giỏi đến thế nào chứ bây giờ xem ra căn bản chả chịu nổi một đòn tôi thấy năm người chúng ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà đại công chúa giao thì thuận tiện tiêu diệt toàn bộ cường giả tu hành trên thế giới này luôn đi một người trong đó nói năm người bọn chúng cười lạnh một tiếng căn bản chả đặt hai người chu tước và huyền vũ vào trong mắt cho nên các người bây giờ là đang muốn tuyên chiến sao chu tước lạnh lùng nói hôm nay có thể là ngày cuối cùng mình ở trên thế giới này rồi nhưng cô ta tất nhiên phải cho đối phương biết thế giới này quyết không cho phép bất kỳ ai đến xâm phạm tuyên chiến thì sao nhưng bây giờ điều bọn tôi phải làm trước tiên là làm theo lời của đại công chúa giết tiểu công chúa và hai tên này đi một tên trong số đó nói chu tước huyền vũ hai người tránh ra đi chuyện này không liên quan đến cô các người mau đi đi tiểu nguyệt nói đôi mắt chu tước vẫn nhìn chăm chăm vào năm người trước mặt thanh âm băng lãnh cô cảm thấy người của thương nguyên giới đến chỗ bọn tôi chuyện này chúng tôi có thể ngó lơ sao chu tước nói không sai bây giờ chuyện này chúng tôi quản là cái chắc không vì cái gì khác chỉ bởi vì chúng tôi là người của chúng thần điện tiêu diệt thương nguyên giới chính là sự theo đuổi cả đời của bọn tôi huyền vũ nãy giờ không lên tiếng nào Lúc này tiến lên trước mà nói. Huyền Vũ là người có tuổi nhỏ nhất trong bốn người Chu Tước. Bình thường cũng rất thích nói đùa với Chu Tước. Nhưng hôm nay, đối diện với thời khắc sinh tử, hắn ta lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Chu Tước, còn nhớ tinh bản thức không? Huyền Vũ nói. Chu Tước gật gật đầu, mới mấy ngày trước, mình còn bám lấy bọn người Thanh Long, đòi họ dạy tinh bản thức cho mình. Nếu đã như vậy, thì chiến đấu đi. Chu Tước thế thế hừng ngược mà nói, cùng lúc đó phát tán hồn lực của mình ra ngoài, còn Huyền Vũ ở bên cạnh cũng như vậy. Tinh Bàn Thức, hai người cao giọng hét lên, sau khi hai đường hồn lực giao thoa vào nhau thì đột nhiên phân tách ra, phân bố trên không chung như là bàn cờ vậy. Đây là chiêu thức gì? Một tên đàn ông áo bảo đen ở trong đó có chút ngạc nhiên mà nói, chiêu thức như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua. Sợ gì chứ, chẳng qua chỉ là thực lực hóa thành thôi, một mình tôi đã đối phó được rồi một người khác nói, trực tiếp bước lên trước một bước. Hắn ta không có bất kỳ chiêu thức lòe loẹt sặc sỡ gì, chỉ là đơn thuần mà đi lên trước hai bước, vùng nấm đấm lên. Nhưng cú đấm này là cú đấm của một cường giả thần cảnh, một hồn lực còn mạnh mẽ hơn cả Chu Tước và Huyền Vũ lúc này đã tụ tập trên nấm đấm của người đàn ông. Đối với hắn ta, trong chớp mắt là đã có thể tiêu diệt hai người này rồi. Chu Tước, đến cô rồi, Huyền Vũ nói. Chu Tước hoàn toàn không do dự, thập tự quyết lại được sử dụng ra, cùng lúc đó, hồn lực giao thoa trên không trung của Chu Tước và Huyền Vũ lúc này đột nhiên đập xuống về phía đối phương, giống như một ngôi sao băng vậy. Chỉ cần đối phương bị bao trùm bởi tinh bàn này thì chắc chắn sẽ trúng chiêu. Đây chính là chỗ huyền diệu của tinh bàn thức. Mà ở bên kia, Chu Tước đã chiết ra hồn lực cuối cùng, một luồng khí xoáy còn cường đại hơn lúc nãy từ từ được sinh ra. Sau đó, giống như lúc nãy, luồng xoáy khí trực tiếp công kích về phía đối phương, mà trong tay huyền vũ cũng đã ảo hóa ra một thanh kiếm dài lại một lần nữa cũng bay về phía đối phương như một mũi tên phía trước là sự công kích của luồng xoáy khí và kiếm dài trên không trung thì là công kích hồn lực như sao băng công kích bằng hình thức lập thể như vậy ngay cả tiểu nguyệt ở bên cạnh cũng kinh thán không ngớt trong lòng cô ta thầm nghĩ chỉ e cho dù tu vi mình vẫn chưa bị phong ấn thì cũng không thể địch lại chiêu công kích này mà hai người chu tước và huyền vũ đều rất trông đợi đối với sự công kích như vậy, không biết tên này sẽ ứng đối thế nào. Cho dù không thể kích sát hắn ta, nhưng có thể làm đối phương bị thương cũng đã coi như là thành công rồi. Chỉ là lúc tên đàn ông áo đen đối diện với sự công kích này mới bắt đầu còn có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tâm thái. Hồn lực mà tinh bàn thức phát tán ra đánh vào người hắn như những giọt mưa, nhưng chú tước kinh ngạc mà phát hiện, hồn lực mà mình và Huyền Vũ dung hợp đã hóa thành hư vô khi còn chưa bắn tới đối phương nữa. Mà trên người của tên đàn ông áo bào đen đó, có một đám xương mù màu đen bao trùm lấy hắn ta. Hồn lực phát ra ngoài. Mà nhìn vào nó, hồn lực này vậy mà đã hiển thị ra trạng thái thực thể, đây quả là khủng bố. Tinh bàn thức ở trước mặt hắn mà đã trông yếu ớt như vậy, thì sự công kích của luồng xoáy khi đối với tên đàn ông áo bào đen này mà nói cũng chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Còn về thanh kiếm dài của huyền vũ, tên đàn ông áo bảo đen vươn hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp gãy thanh kiếm dài. Chưa tới 30 giây, sự tấn công mạnh nhất của huyền vũ và chu tước đã bị phá hủy, đây chính là sự tranh lệnh của người có thực lực hóa cảnh và cường giả thần cảnh. Sự tranh lệch to lớn này, căn bản không phải là thứ mà một số công pháp huyền diệu có thể lắp lại được. Huyền vũ, cậu mau đi đi, về nói với lâm thanh diện. Chu tước lớn tiếng nói, chặn ở trước mặt huyền vũ. Người phụ nữ này, muốn đi thì cô đi đi, huyền vũ tôi đường đường là nam tử hán, sao có đạo lý để phụ nữ chặn đường cho tôi chứ? Huyền vũ không cam chịu yếu thế mà nói. Người đàn ông áo bảo đen đó cười lạnh, yên tâm, hai người các người đều chạy không thoát đâu, nếu các người thích quản chuyện người khác như vậy thì tôi giải quyết các người trước. Chú Tống, chú Triệu, tôi lệnh cho hai người xử hết năm người này. Trong lúc căng thẳng này, Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói. Sau khi sững sờ một hồi, Triệu Nhân và Tống Nghĩa nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Tiểu Nguyệt. "Được, tiểu công chúa, chúng tôi sẽ xử hết bọn chúng." Tống Nghĩa lớn tiếng nói. Năm người đàn ông áo bảo đen cười lạnh mà nhìn hai người, "Thôi bỏ đi, nếu như các người thật sự có thể ra tay thì hồi nãy đã ra rồi, không cần đợi đến bây giờ." Thời gian đã dày rất lâu rồi, bây giờ đã đến lúc nên kết thúc chuyện này, bọn tôi sẽ giết hết toàn bộ đám người các người." Nói xong, năm người cùng lúc bạo phát ra khí thế cường đại. Đám người tiểu nguyệt và chu tước nhìn năm kẻ này, một loại cảm giác tuyệt vọng sông lên trái tim. chương 1358, tình cảnh bi thảm. Trong sơn thể, ba người Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch đang bế quan. Lý Mộ Bạch lúc này đã trải qua 3 ngày, trên cơ thể đã phát sinh ra sự biến hóa rất lớn. Ngay cả Lâm Thanh Diện cũng rất kinh thán, có vẻ như tiến triển tái tạo thân thể của Lý Mộ Bạch còn nhanh hơn cả dự kiến, đây có thể là do lý mộ bạch đã uống hai viên đan dược của hồn đan sư đồng thời cũng có liên quan đến tu vi cực cao của bản thân ông ta chính vào lúc này sơn thể bị mở ra lâm thanh diện là người cảm nhận được đầu tiên trong lòng nghĩ hôm nay đồ ăn được đưa đến hình như sớm hơn một chút so với trước đây nhưng thân ảnh đi vào ngay sau đó đã khiến lâm thanh diện có chút ngạc nhiên thanh long sao hôm nay lại là anh tới lâm thanh diện hỏi không hay rồi Bọn người Huyền Vũ xảy ra chuyện rồi." Thanh Long sốt sắng mà nói, mà ở bên cạnh anh ta, Bạch Hổ cũng đang sốt ruột y như vậy. Đôi mày kiếm của Lâm Thanh Diện nhíu chặt lại, Lý Mộ Bạch đang nhắm mắt cảm nhận mình đang từ từ quay lại đỉnh phong cũng đột nhiên mở mắt ra, một khí tức bạo lực trực tiếp phát tán ra. "Sao thế, xảy ra chuyện gì?" Lý Mộ Bạch trầm giọng hỏi. Thanh Long sốt sắng nói, "Mới hồi nãy, con nhận được ám hiệu mà Huyền Vũ gửi tới." chính là ám hiệu giữa bốn người bọn con là dùng thiết bị truyền tin không dây trừ phi là những lúc sinh tử tồn vong thì cậu ta sẽ không phát ra tín hiệu như vậy đâu chu tước thì sao sao cô ta không ở cùng các cậu lâm thanh diện phát hiện ra sự dị thường ở trong đó đầu tiên chu tước cũng ở cùng với huyền vũ tôi nghĩ bọn họ chắc đã gặp phải rắc rối rất lớn rồi bạch hổ nói lâm thanh diện trực tiếp đi ra bên ngoài sơn thể mà lý mộ bạch cũng đứng dậy lâm thanh diện cả lão phu nữa. Quý Trường Thanh cũng nói, còn có tôi. Chu Tước và Huyền Vũ là do đích thân ông ta chiêu mộ vào chúng thần điện, từ trước đến giờ, hai người bọn họ làm việc cho chúng thần điện rất siêng năng cẩn thận, Quý Trường Thanh chắc chắn là không muốn hai người bọn họ xảy ra chuyện. Lý lão tiền bối, ông còn chưa hoàn thành tái tạo thân thể, Quý trưởng lão, huyền công của ông đã sắp tu hành đến viên mãn rồi, bây giờ là lúc quan trọng nhất, không thể từ bỏ, một mình tôi đi là được rồi không được lâm thanh diện tôi và cậu đi lý mộ bạch trầm giọng nói chỉ cần tìm được cách tái tạo thân thể thì còn sợ sau này không có cơ hội sao so với cái này tôi càng không hy vọng hai đứa nhỏ đó có chuyện không sai tôi cũng đi quý trường thanh nói con ở lại đi con phải từ từ cảm nhận sự huyền diệu của huyền công có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu lý mộ bạch quay người nói với quý trường thanh một ngày là thầy cả đời cũng là thầy lời của sư phụ Quý Trường Thanh không dám không nghe, hơn nữa ông ta cũng biết, Lý Mộ Bạch là vì tốt cho mình. Vậy được, Thanh Long, anh biết bọn họ bây giờ đang ở đâu không? Lâm Thanh Diện hỏi. Theo như tín hiệu hiển thị thì bọn họ bây giờ đang cách chỗ này khoảng 15 km. Thanh Long nhanh chóng nói, xem Việt giã đã chuẩn bị ở cửa, đợi điện chủ đi. Được, Lý Lão trưởng bối, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhanh chóng ra bên ngoài sơn thể, khởi động chiếc Hammer đó, Lý Mộ Bạch cũng ngồi vào trong xe. Không đợi bọn người Thanh Long đuổi theo, sau một tiếng hú, chiếc Hammer trực tiếp lái đi. Thanh Long, bọn người chu tước sẽ không sao chứ, Bạch Hổ ở bên cạnh nói. Chỉ cần có điện chủ thì sẽ không có chuyện gì đâu. Thanh Long nói. Nói ra thì Lâm Thanh Diện còn trẻ hơn anh ta không ít, nhưng Thanh Long lại tin tưởng người trẻ tuổi này vô điều kiện. Lâm Thanh Diện phát huy kỹ thuật lái xe của mình đến tột đỉnh, tăng tốc suốt cả đường đi, trực tiếp phát huy động lực của chiếc hammer đến cực hạn. Cũng may chiếc hammer này rất bền, dù động cơ đã bị đốt cháy đến đỏ bừng thì vẫn nhanh chóng đến được nơi tín hiệu chỉ định. Nhanh chóng ra khỏi xe, Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch liền nhìn thấy tình cảnh bi thảm ở trước mặt. Năm tên đàn ông áo bảo đen vẫn đứng ở đó, khóe miệng chu tước chảy máu đỏ tươi trên khuôn mặt trắng bệch, trước mặt cô ta, Huyền Vũ nằm ở dưới đất, áo quần toàn thân nát vụn trên cơ thể không còn một tấc da thịt nào hoàn chỉnh vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh hắn ta chặn ở trước mặt huyền vũ dùng cơ thể mình ngăn chặn sự công kích của năm tên cường giả thần cảnh huyền vũ huyền vũ chu tước lớn tiếng hét lên cố gắng dìu huyền vũ ở trên mặt đất dậy huyền vũ thoi thóp hơi tàn hắn ta từ từ mở mắt ra nhìn thấy người phụ nữ khóc thút thít ở trước mặt mình chu tước cô khóc rồi tôi cảm thấy lúc cô cười vẫn là đẹp hơn huyền vũ cậu không được chết tôi không cho phép cậu chết chu tước hét lên nhưng cô ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng hơi thở của huyền vũ đang từng chút một yếu dần chu tước sau khi tôi đi thì không còn ai cãi lộn với cô nữa cũng sẽ không ai chọc cô nữa cô hẳn phải vui mới đúng huyền vũ cố gắng nói không tôi không muốn tôi muốn cậu ngày ngày cãi lộn với tôi tôi muốn cậu ngày ngày chống đối tôi chu tước lớn tiếng nói thế nhưng huyền vũ cuối cùng vẫn nhắm mắt lại chỉ là lúc hắn chết khóe miệng vẫn mang một nụ cười tiểu nguyệt đứng ở bên cạnh tâm trạng của cô ta cũng không dễ chịu lắm huyền vũ đáng lý đã không chết vào hôm nay mà tất cả đều là do cô ta mà ra cơ thể của huyền vũ dần dần trở nên băng lãnh chỉ có thực lực hóa cảnh trung kỳ nên hắn ta sẽ không thể thoát ly thần hồn ra như thương nguyên giới được vì vậy bây giờ trên thế giới này đã không còn sự tồn tại của người tên huyền vũ này nữa Chu Tước đã chấp nhận hiện thực này, cô ta chậm chậm mà đứng thẳng lưng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn năm tên ở đối diện kia. Bây giờ, tôi muốn các người chôn cùng cậu ấy. Chu Tước lạnh lùng nói, hai tay ảo hóa ra 200 thanh trường đao. Binh khí như vậy vốn không thích hợp với phụ nữ như Chu Tước, nhưng bây giờ, Chu Tước cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Cô ta lúc này xông về phía năm kẻ đó mà chẳng hề e ngại gì, hoàn toàn là một cách đánh được ăn cả ngã về không. Ý niệm phục thù cháy rực trong đầu não cô ta như một ngọn lửa, đủ để khiến cô qua tên mất năm tên này chính là cường giả thực lực thần cảnh. Người phụ nữ này điên rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của năm kẻ này, nhưng cùng lúc đó, đối với cách đánh không có não này của Chu Tước, bọn họ đều lộ ra nụ cười khinh miệt. Một cây thương dài cỡ 3 mét đủ được ảo hóa ra, một người đàn ông thần cảnh trung kỳ trong số đó chỉ tùy ý bắn một phát thôi, nhưng lực đạo như vậy vẫn căn bản không phải là thứ mà chu tước có thể chống đỡ được nhìn thấy cây thương này cách trái tim của chu tước càng lúc càng gần chu tước chậm rãi nhắm mắt lại sự nỗ lực của mình lại bất lực ở trước sự tranh lệch thực lực như vậy tiểu nguyệt ở bên cạnh liền trực tiếp xông lên muốn chắn ở trước người chu tước đã chết đi một huyền vũ tiểu nguyệt không muốn vì mình mà khiến chu tước cũng chết đi nhưng tiểu nguyệt đã mất đi tu vi tốc độ gần như là rất chậm căn bản không thể nào nào chặn ở trước người Chu Tước ngay được. Đúng vào lúc này, một luồng gió thổi đến, keng một tiếng, một thanh kiếm dài hơn trực tiếp đánh lên cây thương dài của đối phương. Theo đó, Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch trong chớp mắt đã đến bên cạnh Chu Tước. Lâm Thanh Diện, Lý lão tiền bối, Chu Tước mở mắt ra, khó mà tin được. Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn Huyền Vũ đang nằm trên mặt đất một cái, anh đã biết, Huyền Vũ chết rồi mình cũng không có năng lực khởi tử hồi sinh. Là huyền vũ trước đó đã phát tín hiệu cho Thanh Long, nên chúng tôi mới tìm được tới chỗ này. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Trong mắt Chu tước ngân ngấn lệ, không ngờ, người đàn ông tối ngày hi hi ha ha, quả thực còn bình tĩnh hơn mình rất nhiều vào lúc quan trọng nhất. Cô lùi lại đi, thù này để tôi báo. Lâm Thanh Diện nói, ánh mắt lãnh khóc. Anh chưa từng muốn giết người đến như vậy qua, chưa từng mà Lý Mộ Bạch cũng bạo nộ y như vậy. Lại có hai tên đến tìm đường chết, một tên đàn ông áo bảo đen nói. Từ con thần thú lúc nãy, người đến lần này hình như phải mạnh hơn một chút. Một người khác nói, cũng coi như có chút thú vị rồi, chúng ta tranh thủ thời gian, cùng nhau lên đi. Nói xong, năm người trực tiếp tiến lên trước một bước, hồn lực khủng bố trên cơ thể lại lần nữa phát tán ra. Hôm nay là ngày cuối cùng trong sinh mạng của các người lâm thanh diện lạnh lùng nói sát khí và chiến ý cường đại đều phun trào ra hai tay anh nắm chặt huyền vũ là người của chúng thần điện mà mình thì là điện chủ đối với người đã giết huyền vũ thì anh tuyệt đối không thể bỏ qua lý lão tiền bối chúng ta lên đi xé xác tất cả bọn chúng thành mảnh vụn lâm thanh diện trầm giọng nói lý mộ bạch gật đầu nhất thời sắc trời thay đổi dữ dội đám mây đen cực lớn bao trùm trên đỉnh đầu của đám người Trương 1359, đều đi chết. Đại chiến bắt đầu, gần như là ngay lập tức, bên Lâm Thanh Diện và năm tên u linh đó đồng thời xuất chiêu. Lần này, Lâm Thanh Diện hoàn toàn không nương tay, mà Lý Mộ Bạch hơn 200 tuổi càng dũng mãnh vô cùng. Kiếm trảm tiên xuất ra khỏi vỏ, phát ra long ngâm thức. Một cự long màu hoàng kim cực lớn trực tiếp được ảo hóa ra, theo đó, Lâm Thanh Diện nhảy vọt một cái, trực tiếp cưỡi lên Kim Long nếu như nói nhiều năm trước, ma thần tu la cưới một con tê giác cổ, thì bây giờ lâm thanh diện cưới con kim long này, lý mộ bạch cũng như vậy, thiên lôi ầm trời. Sau khi đã tiến hành tái tạo thân thể, tuy lý mộ bạch vẫn chưa hoàn thành toàn bộ, nhưng bây giờ vẫn cảm nhận được luồng sức mạnh mà đã lâu quá chưa gặp lại. chín đường thiên lôi ầm ầm giáng xuống và trực tiếp nổ tung về phía đối phương. lâm thanh diện nhanh chóng đến trước mặt của một tên trong số đó. Hỏa cầu cực lớn trong miệng của cự long không hề có bất kỳ báo trước nào, trực tiếp bắn về phía đối phương. Thực lực của tên đàn ông áo bảo đen đã bị lâm thanh diện để mắt chúng này đã đạt đến thần cảnh sơ kỳ, nhưng so với lâm thanh diện cũng đang ở thần cảnh sơ kỳ thì hắn vừa bắt đầu đã ở thế yếu. Mình đây là bị sao vậy? Tên đàn ông áo bảo đen không hiểu mà tự lẩm bẩm, bởi vì hắn phát hiện cơ thể mình vậy mà lại không thể di chuyển, thần hồn khóa chặt. Tên đàn ông áo bảo đen kinh ngạc không lẽ thần hồn của đối phương đã cường đại đến mức này rồi sao? Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả thần cảnh, trong chớp mắt, khí tức trong cơ thể hắn đã điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Hồng cầu được bắn ra, ngọn lửa cực lớn trực tiếp nhấn chìm hắn. Điều này không thể nào. Đối phương lớn tiếng hét, theo đó, tiếng hét liền trở nên yếu dần. Lâm thanh diện cầm kiếm chảm tiên trong tay, căn bản không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, lúc này anh đã ở trạng thái cuồng nộ. Cự Long trực tiếp xông vào biển lửa ở trước mặt, kiếm Trảm Tiên trực tiếp đâm về phía đối phương. Trong biển lửa, quần áo của tên đàn ông áo bảo đen đã bị thiêu cháy, trên người cũng dần xuất hiện một màu đen. Cũng chính vì tu vi của hắn đủ cao, cưỡng chế dùng thần hồn cố gắng cách tuyệt ngọn lửa ở bên ngoài, nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mắt, bên trong biển lửa, một người đàn ông hệt như sát thần cầm kiếm Trảm Tiên trực tiếp đâm tới hắn ta vội vàng vươn tay ra một thanh trường đao được ảo hóa ra binh khí vừa chạm vào nhau trường đao lập tức hóa thành hai nửa mà tốc độ của lâm thanh diện thì lại không giảm đi một chút nào đi chết đi tên khốn lâm thanh diện nộ khí hừng hực trực tiếp đâm vào ngực đối phương tên đàn ông áo bảo đen không dám tin tất cả những gì đang xảy ra ở trước mắt mình ở trước mặt của lâm thanh diện đang bạo nộ hắn ta gần như là không có chỗ để đáp trả tên đàn ông áo đen ngã xuống đất nhưng ngay sau đó lâm thanh diện liền cảm thấy có một tia tàn hồn đang thoát ra từ trong cơ thể đối phương tàn hồn chạy trốn lâm thanh diện đương nhiên biết đi một đằng khôn một dặm chuyện như vậy tuyệt đối không thể để nó xảy ra lần nữa thần hồn trời sinh của lâm thanh diện thức tỉnh trực tiếp nhanh chóng khóa chặt thần hồn của đối phương cùng lúc đó hai tay kết ấn khống hồn ấn trực tiếp khóa tàn hồn của hắn lại muốn chạy ư Nghi cảm thấy người có chạy được không? Lâm Thanh Diện lạnh lẽo mép nói. Trên mặt tàn hồn của đối phương lộ ra một biểu cảm kinh sợ. Lâm Thanh Diện một tay siết lấy cổ của tàn hồn, tay còn lại dơ cao kiếm chảm tiên, kiếm chảm tiên từ từ hạ xuống, bầu không khí khủng bố cũng từng chút từng chút một trở nên ngưng trọng. Lâm Thanh Diện hôm nay không những phải giết đối phương, hơn nữa phải khiến cho giây phút cuối cùng trước khi chết của đối phương phải cảm nhận được sự sợ hãi cực độ. Cuối cùng, tàn hồn bị hủy, Lâm Thanh Diện quay người lại nhìn một cái, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên người của tên đàn ông áo bảo màu đen thứ hai. Bên này, thiên lôi nhất kích của Lý Mộ Bạch trực tiếp đánh vào hai người trong số đó, hai người này một người là thần cảnh sơ kỳ, người còn lại đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Lúc bọn chúng bắt đầu còn chưa có cảm giác gì, sau khi nhận ra khí thức của chín đường thiên lôi còn mạnh hơn mình rất nhiều, lúc này mới kinh ngạc mà nói, lão già này, chắc không phải là thần cảnh đỉnh phong đó chứ khóe miệng Lý Mộ Bạch mang theo nụ cười lạnh, biết thì đã quá muộn rồi. Chín đường thiên lôi trực tiếp sáng xuống, hai người đồng thời ảo hóa ra một bộ giáp màu đen, còn mình thì cuộn trong áo giáp, cố gắng chống đỡ. Nhưng, ở trước mặt của Lý Mộ Bạch, tất cả sự chống cự đều vô ích. Thiên lôi còn chưa tập trung vào áo giáp của đối phương thì bên trên áo giáp đã bị khí tức mạnh mẽ của thiên lôi đánh tan nát rồi một tên đàn ông áo bào đen thần cảnh sơ kỳ trong số đó muốn chạy thoát, thì lập tức bị Lý Mộ Bạch khóa lại. Đến thực lực của thần cảnh đỉnh phong, Lý Mộ Bạch đã có năng lực rời núi lấp biển rồi, phàm là người có tu vi dưới ông ta, ông ta đều có cách để khóa chặt hắn lại. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đây là một người thần cảnh đỉnh phong hơn 200 tuổi, có trường hợp nào là chưa từng thấy qua chứ? Kinh nghiệm chiến đấu của ông ta căn bản không phải là thứ mà một số người nào đó có thể so sánh được thiên lôi hoàn toàn không hề lưu tình mà đánh lên người của tên đàn ông áo bảo đen thần cảnh sơ kỳ muốn chạy thoát này. Tên đàn ông thậm chí ngay cả một tiếng, á, à, cũng chưa kịp phát ra thì thiên lôi đã đánh tan nát cả cơ thể và cả tàn hồn của hắn rồi. Mà bên này, tên đàn ông thần cảnh trung kỳ đó cũng chả đỡ thảm. Cũng là áo giáp được ảo hóa ra, nhưng áo giáp của hắn so với đồng đội của mình lại tốt hơn rất nhiều. Nhưng cho dù có là vậy thì dưới một đòn mãnh liệt của Lý Mộ Bạch, hắn vẫn không có chỗ để phản kháng nhưng, tên đàn ông này so với đồng đội của hắn lại thông minh hơn một chút. Tận mắt nhìn thấy xác thịt và tàn hồn của đồng đội mình bị thiên lôi đánh tan nát, hắn biết sự phản kháng bình thường là vô dụng, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách khác. Nhìn thấy lớp phòng ngự mà mình ảo hóa ra sắp bị công phá, hắn không có bất kỳ do dự gì, lập tức thoát ly thần hồn khỏi da thịt của mình. Âm một tiếng, áo giáp bị phá, da thịt của người này trực tiếp bị đè thành một đống bùn nhão mà tàn hồn của hắn thì trực tiếp chạy đi. Lý lão tiền bối, tên này muốn chạy. Lâm thanh diện lớn tiếng hét lên, anh muốn tiến lên trước ngăn cản, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được phía trước chuyển đến một đường sáng lạnh. Một con dao găm màu đen phóng tới, tốc độ nhanh đến nỗi, ngay cả lâm thanh diện cũng là suýt soát né qua. Nhóc con, hôm nay ta phải giết ngươi. Một tên đàn ông áo bảo đen nói, người này có thực lực thần cảnh trung kỳ. Ánh mắt lâm thanh diện âm trầm, nhìn đối phương, anh cảm thấy, anh là đối thủ của tôi sao? Hừ, tôi đã nhìn ra, cậu chẳng qua chỉ là thần cảnh sơ kỳ, tuy thân thủ của cậu rất lợi hại, cho dù có là thần cảnh sơ kỳ như cậu thì cũng không phải là đối thủ của cậu, nhưng tôi sẽ cho cậu biết sự chênh lệch giữa cậu và tôi lớn đến thế nào. Vậy sao? Vậy chúng ta thử xem. Nói xong, kiếm trảm tiên rút khỏi vỏ kiếm, Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào đối phương, trong lòng anh cũng có chút căng thẳng, dù sao, đây cũng là lần đầu tiên anh đối kháng với thần cảnh trung kỳ. Mà bên kia, Lý Mộ Bạch cũng nhanh chóng phát hiện ra tàn hồn của đối phương muốn chạy thoát, không hề nghĩ nhiều, ông ta nhảy vọt lên, trực tiếp truy đuổi, đồng thời, hồn lực cường đại của ông ta men theo hướng đối phương chạy thoát mà truy kích theo, cố gắng muốn khóa hắn lại. Nhưng tàn hồn của tên đàn ông áo đen này tương đối xảo quyệt, mỗi lần đều có thể suýt soát né đi. Chết tiệt. Lý Mộ Bạch nhíu chặt mày, Lý lão tiền bối, đừng tha cho hắn, chỗ này giao cho một mình tôi là được. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Sự tình không thể để chậm trễ, Lý Mộ Bạch đương nhiên cũng không muốn bỏ qua cho đối phương, chỉ do dự một giây, Lý Mộ Bạch liền truy kích lần nữa. Lần này, ông ta trực tiếp phát huy thần hồn đến cực hạn lớn nhất, trong phạm vi 10 km ông ta đều có thể cảm ứng được. Ha ha, nhóc con, thực lực của lão già đó thì tôi không đối phó được, nhưng bây giờ, cậu đây là đang tìm đường chết. Tên đàn ông áo bào đen nở nụ cười xuồng xã. Cái dám mẹ mày. Lâm thanh diện mắng, không hề rời ra, kiếm chảm tiên trực tiếp công kích qua đó. Đối phương nhẹ nhàng bay lên một cái, lâm thanh diện chỉ cảm thấy trước mắt mình có một tàn ảnh, đối phương liền trực tiếp đến đằng sau anh rồi. Kết thúc rồi. Đối phương lạnh lùng nói, con dao găm trong tay trực tiếp đâm về phía đốt xương sống thứ ba của lâm thanh diện. Lâm thanh diện chấn kinh, chu tước và tiểu nguyệt ở không xa đồng thời hét lên lâm thanh diện cẩn thận khóe miệng tên đàn ông áo đen mang theo ý cười điên cuồng ngang ngược đối diện với một cường giả thần cảnh trung kỳ bạn để hở lưng với hắn đồng nghĩa với tự sát con dao găm hoàn toàn không hề lưu tình mà đâm tới thế nhưng vào lúc này ở đằng sau lâm thanh diện nhanh chóng xuất hiện một áo giáp kiên cố trực tiếp chặn đi cú này cái này sao có thể lưng của cậu cũng có thể ảo hóa ra áo giáp sao Tên nam áo đen kinh ngạc mà nói. Phải biết, người tu hành có thực lực hóa cảnh trở lên, ảo hóa ra vũ khí, hay là phòng ngự cũng phải mượn đôi tay, còn ảo hóa từ chính diện, mà đằng sau lưng cũng có thể ảo hóa ra phòng ngự, thì trong số người mà hắn biết, căn bản không có ai làm được. Mà trong lòng Lâm Thanh Diện biết rõ, sở dĩ mình có thể làm được sự biến hóa huyền diệu như vậy, là bởi vì đại đa số kinh mạch trên toàn thân mình đã được tương thông, hồn lực của cơ thể đã có thể dạo chơi khắp nơi giữa các kinh mạch mà không hề có trở ngại gì. Cũng có thể nói, Lâm Thanh Diện bây giờ, chỉ cần anh muốn, thì ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể đều có thể ảo hóa ra thứ mà mình muốn. Điều này, càng là chỗ huyền diệu của huyền công nửa sau. Lâm Thanh Diện mỉm cười khinh miệt, các người chẳng qua chỉ là phế vật, đương nhiên không làm được rồi. Cậu, tên đàn ông áo đen siết chặt hai tay, sát khi trong ánh mắt càng thêm đậm. Chương 1360: Quyết chiến. Sau đó, khóe miệng hắn mang theo một nụ cười lạnh, cho dù cậu có loại bí thuật thần kỳ này đi nữa, nhưng nói cho cùng, cậu chẳng qua chỉ là thần cảnh sơ kỳ mà thôi, so với tôi, cậu vẫn còn kém hơn nhiều. "Vậy sao?" Lâm Thanh Diện lạnh giọng đáp lại, lực đạo toàn thân đều điều chuyển lại. "Bây giờ, chúng ta một chiêu quyết định thắng thua đi." Đối phương âm trầm mà nói, hắn cũng rất rõ Thực lực của lão già hồi nãy căn bản không phải là thứ mà mình có thể chống cự được, nhưng bây giờ, rất may, lão già không ở đây mà đã đi truy kích một tên đồng bọn khác của mình rồi. Điều này cho hắn một cơ hội rất tốt, hắn phải giết hết toàn bộ người có mặt ở hiện trường trong thời gian ngắn, mà đầu tiên phải giải quyết chàng trai trẻ tuổi trước mắt này. Vì vậy, hắn ta cần phải tìm cơ hội quyết chiến với Lâm Thanh Diện. Được, Lâm Thanh Diện cũng chả nghĩ ngợi gì, liền đồng ý ngay. Đối phương mỉm cười thầm một cái, hắn không ngờ, tên trẻ tuổi này lại sơ suất như vậy. Nếu đã như vậy thì cậu đi chết đi. Nói xong, đối phương dẫm chân, bay vút cao lên trong không trung, theo sau đó, mở hết áo bào màu đen ra, như một con chim ưng màu đen cực lớn, đôi mắt nhìn chăm chăm vào lâm thanh diện ở dưới đất, mà một luồng khí thức màu đen gói gọn toàn thân hắn lại. Lâm thanh diện nhíu chặt mày, sức mạnh cường đại như vậy, anh vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lâm Thanh Diện cẩn thận, hắn ta đang sử dụng bí thuật của thương nguyên giới chúng tôi, ưng kích thước. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh căng thẳng mà nói. Cô ta cũng không ngờ, từ tuyết như vậy mà ngay cả chiêu thức như vậy cũng giao cho đám người này. Cái ưng kích thước này, đó là đem toàn bộ sức lực toàn thân tập trung trên đôi tay, tấn công đối thủ theo tư thế xả xuống từ trên xuống dưới. Đây là chiêu thức tuyệt nhất trong tử chiến một chiêu, cũng có thể nhìn ra được tên áo đen này đang quyết tâm muốn kích sát Lâm Thanh Diện trong một chiêu tu vi của thần cảnh trung kỳ, khí tức ngưng tụ trên đôi tay của tên đàn ông áo đen đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn Lâm Thanh Diện có thể rõ ràng cảm nhận được, bầu không khí xung quanh cũng chậm chậm xảy ra biến hóa, thời gian như ngừng lại rồi vậy. Không hay rồi, tên này muốn dùng thần hồn khóa mình lại. Lâm Thanh Diện theo bản năng phát ra giác, một khi bị đối phương khóa lại, thì mình nửa bước cũng khó mà di chuyển, sẽ để mặc người ta mổ xẻ. So thần hồn với tôi, anh chính là tự chuốc nhục nhã lâm thanh diện lớn tiếng nói tuy chỉ là thực lực của thần cảnh sơ kỳ nhưng lâm thanh diện bây giờ đã sở hữu lực thần hồn mà ngay cả lý mộ bạch cũng khen không ngất miệng thần hồn trời sinh đã thức tỉnh lâm thanh diện trực tiếp phát tán thần hồn ra ngoài nhanh chóng sau đó trong không khí khắp nơi truyền đến các loại tiếng động như nổ tung đây là do thần hồn của hai người đối kháng với nhau ở trên không trung tạo thành tên đàn ông áo đen kinh ngạc không ngớt không ngờ thần hồn chi lực của tên nhóc này lại cường đại như vậy. Đây còn là thần hồn của tên chỉ mới ở thần cảnh sơ kỳ thôi sao? Người nhỏ màu vàng trong đầu lâm thanh diện thức tỉnh, bây giờ người nhỏ màu vàng vừa lớn vừa mạnh hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí, sau khi kinh mạch của lâm thanh diện được tương thông, lâm thanh diện thậm chí còn cảm thấy, trong cơ thể của người nhỏ màu vàng này cũng đang xảy ra thay đổi, vậy mà lại mang máng sinh ra khí tức rồi. Lâm thanh diện khó mà tưởng tượng được, đợi đến khi tu vi của mình càng mạnh hơn nữa thì người nhỏ màu vàng này sẽ trở thành thế nào đây cùng với sự thức tỉnh của người nhỏ màu vàng ngay lập tức thần hồn của lâm thanh diện lại tăng trưởng lên gấp bội tên đàn ông áo bảo đen trên không trung lúc này mới ý thức ra nếu như mình không mau công kích thì chỉ e người bị thần hồn khống chế sẽ là hắn ta mất chết tiệt tên tiểu tử này sao lại có nhiều thủ đoạn thần kỳ như vậy chứ tên đàn ông áo bảo đen thầm mắng một tiếng Hai tay hiện lên hình dạng móng vuốt chim ưng, trực tiếp xả xuống về phía Lâm Thanh Diện. Nhất thời, xung quanh tên đàn ông áo đen, khí tức cường đại đã khiến cho tất cả mọi thứ ở xung quanh đều trở nên nát vụn. Long ngâm thức, hổ rền rồng kêu, kim long há mồm đầy máu ra, hỏa cầu hoàn toàn không hề do dự mà bắn ra ngoài. Tiểu Nguyệt ở bên cạnh há hốc mồm, con hỏa long này mình mới nhìn thấy mấy ngày trước, chỉ là lúc nhìn thấy vào mấy ngày trước mình ở trước mặt con kim long này đã tràn đầy sự bất lực rồi. Mà hôm nay, con kim long này hình như lại mạnh hơn mấy ngày trước rất nhiều rồi. Tốc độ trưởng thành của tên này cũng quá là nhanh rồi. Nhìn cảnh tưởng trước mắt, Tiểu Nguyệt kinh ngạc mà nói. Nếu như nói, trước đây trình độ tu vi của hai người còn chênh lệch không nhiều, thì bây giờ, Tiểu Nguyệt đã bị Lâm Thanh Diện bỏ xa ở đằng sau rồi. Nhưng, đối diện với con kim long lớn này, tên đàn ông áo đen này lại khinh miệt đầy mặt. Chỉ vậy thôi sao?" Tên đàn ông áo đen khinh thường mà nói, trực tiếp xông về phía ngọn lửa. Trước đó ngọn lửa này mới vừa nuốt chừng một tên đàn ông áo đen thần cảnh sơ kỳ, nhưng bây giờ, tên đàn ông thần cảnh trung kỳ này lại căn bản trả coi ngọn lửa này ra gì, ngay trong chớp mắt đã xông ra khỏi ngọn lửa. Lâm Thanh Diện nhíu chặt đôi mày kiếm, tên này xem ra còn có thứ gì đó. Kiếm Trảm Tiên ở trong tay, thần hồn của Lâm Thanh Diện nhanh chóng dung hợp với Kiếm Trảm Tiên. Phóng, kiếm chảm tiên bay ra, do thần hồn của Lâm Thanh Diện khống chế, đâm về phía đối phương. Đối diện với thanh kiếm này, tên đàn ông áo đen trở nên cẩn thận. Hắn chỉ linh hoạt mà né qua một bên, liền tránh được sự công kích của kiếm chảm tiên. Sau đó, hồn niệm của Lâm Thanh Diện chợt lóe lên, kiếm chảm tiên đã đến đằng sau của đối phương trực tiếp quay ngược lại, lại xà xuống lần nữa. Chỉ trong chớp mắt, đã đến đằng sau lưng của đối phương. Tên đàn ông áo bào đen chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, hoàn toàn không ngờ rằng, thần hồn của Lâm Thanh Diện lại lớn mạnh như vậy, khống chế kiếm chảm tiên không hề tồi chút nào. Nếu như vậy, mình rất nhanh sẽ bị đâm chúng thôi, mà từ ánh sáng vàng trên thân của kiếm chảm tiên cũng có thể biết, thanh bảo kiếm này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Mẹ nó, liều với mi. Tên đàn ông áo bào đen mắng một tiếng, bây giờ hắn ta đối mặt với hai sự lựa chọn, một là né đi sự công kích của kiếm chảm tiên phía sau lưng nhưng nếu như vậy thì sẽ cho lâm thanh diện ở dưới mặt đất kia cơ hội để thoát khỏi sự công kích của mình mà cái thứ hai chính là được ăn cả ngã về không không quan tâm sự truy kích phía sau mình trực tiếp vỗ hai tay mình về phía lâm thanh diện vào lúc ngàn cân treo sợi tóc tên đàn ông áo đen chọn cái thứ hai hắn ta nghĩ bị kiếm chạm tiên đâm chúng cùng lắm chỉ là bị thương một chút thôi nhưng nếu mình giáng hai trưởng này xuống thì đối phương nhất định sẽ chết tại chỗ hơn nữa hắn đã phán đoán ra rất tốt tên tống nghĩa và triệu nhân đó rõ ràng không biết tại sao đã mất đi tu vi nếu không thì hai người họ liên thủ tình hình cũng sẽ không phát triển như hiện tại đi chết đi trong trước mắt hai tay của tên đàn ông áo đen mang theo khí thế cường đại mà trực tiếp giáng xuống chỗ lâm thanh diện lực trưởng mạnh mẽ như vậy lâm thanh diện chưa từng gặp qua cứng trọi cứng tôi thích lâm thanh diện nhẹ giọng nói địch càng mạnh thì càng có thể kích phát tính cách hiếu chiến trong người anh. Nhà họ Lâm xuất long, mà Lâm Thanh Diện chính là đầu rồng, đã là đầu rồng, thì sẽ không có bất kỳ sợ hãi gì. Nội kinh và huyền kinh trong cơ thể trong giây phút này bị điều chuyển lại. Sau khi tu luyện nửa phần sau của huyền công, Lâm Thanh Diện có thể nhanh chóng vận chuyển phần lực đạo này đến bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể. Lúc này, anh tập trung toàn bộ lực đạo lên bàn tay phải. Lâm Thanh Diện, cẩn thận. Nhìn ra được Lâm Thanh Diện tiếp theo đây đang muốn làm gì, Tiểu Nguyệt lo lắng mà nói. Lúc này Chu Tước cũng chấn kinh, đối phương là chiêu mạnh nhất của Cường Giả Trung Kỳ, tên Lâm Thanh Diện này không lẽ muốn lấy tay đối tay sao? Đáp án là đúng, Lâm Thanh Diện quả thực định làm như vậy. Âm, uhm, trong không khí gợn lên làn sóng cực đại, làn sóng chấn động, trực tiếp khiến đám người Tiểu Nguyệt và Chu Tước ở ngoài 10 mét bị ngã lật trên mặt đất. Nhất thời, đất bụi trên mặt đất đều bay lên. Tiểu Nguyệt và Chu Tước không kịp kiểm tra xem trên cơ thể mình có bị thương không thì đã vội vàng bò dậy khỏi mặt đất, lo lắng mà nhìn về phía trước. Lúc này, bọn họ quan tâm nhất một điều, lần này Lâm Thanh Diện có chuyện gì không? Đất bụi tan hết, Chu Tước và Tiểu Nguyệt lúc này mới nhìn thấy bên ngoài 10 mét kia, tay phải của Lâm Thanh Diện và hai tay của đối phương đụng vào nhau, biểu cảm của hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Hai chân của Lâm Thanh Diện dưới sự công kích của mạnh mẽ của đối phương đã bị lún sâu vào đất khoảng 30 cm, mà bên này, tên đàn ông áo bảo đen cũng trả tốt hơn bao nhiêu, hai chân cũng bị lún vào trong mặt đất. Gân xanh trên cổ Lâm Thanh Diện nổi lên, ánh mắt băng lãnh mà nhìn đối phương. Lâm Thanh Diện, ANS. Tiểu Nguyệt lo lắng mà nói, phải biết, hôm nay nếu như không phải tại cô ta thì đám người này căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, mà Huyền Vũ cũng sẽ không chết. Càng huống hồ là bây giờ, Người đang ở trong thế khó chính là cường giả trên thế giới này, Lâm Thanh Diện. Nếu như là trước đây, Tiểu Nguyệt Hận không thể tận tay lấy mạng của Lâm Thanh Diện, nhưng bây giờ, không biết tại sao, khi cô ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện vì bọn họ mà liều cả tính mạng của mình để chiến với một tên có thực lực còn mạnh hơn cả bản thân mình, nội tâm cô ta rất cảm động. Đột nhiên, bên Lâm Thanh Diện nhúc nhích một cái, một tia máu tươi chảy ra từ khóe miệng của anh. Lâm Thanh Diện. Chu Tước phát hiện đầu tiên Tiểu Nguyệt ngay sau đó cũng phát hiện. Không hay, anh bị thương rồi. Hai người phụ nữ không màng nguy hiểm, đẩy sự ngăn cản của Tống Nghĩa và Triệu Nhân ra, trực tiếp chạy về phía Lâm Thanh Diện. Ta phải giết nghi, Chu Tước lớn tiếng mà hét lên, trong tay ảo hóa ra thanh dao găm, trực tiếp xông về phía tên đàn ông áo đen. Nhưng đột nhiên, bọn họ nhìn thấy, trong ánh mắt của tên đàn ông áo đen ở đối diện Lâm Thanh Diện lóe qua một tia hoài nghi, sau đó cơ thể chợt mềm nhũn ngã xuống trước mặt bọn họ. Mà ở sau lưng hắn, thanh kiếm chảm tiên lóe sáng ánh vàng trực tiếp đâm trên sống lưng của hắn. Chu Tước và Tiểu Nguyệt đồng thời sững sờ, đây là một cường giả thần cảnh trung kỳ đó, không lẽ hắn bị Lâm Thanh Diện giết rồi sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1360